Ấp Tây Sơn là nơi phát tích của Bình Định Tam Hùng, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Ấp gồm phần đất An Khê và phần đất Bình Khê, tỉnh Bình Định, và chia làm 3 phần: Tây Sơn Thượng, Tây Sơn Trung và Tây Sơn Hạ. Nói tóm lại về hình thế và vùng đất Tây Sơn như sau. Thì Tây Sơn Thượng gồm trọn vùng An Khê, núi non trùng điệp, đất bằng ít. Tây Sơn Trung gồm phần đất từ chân đèo An Khê chạy xuống đến cuối Bình Giang, hòn núi ngang là mốc ranh giới cho hai vùng Trung Hạ. Vùng Trung cũng như vùng Thượng thì núi nhiều hơn đồng. Tây Sơn Hạ bắt đầu từ Trinh Tường trở vô, Phú Lạc trở ra và chạy xuống đến Phú Thiện, Thọ Lộc trở vô, An Chánh, Vân Tường trở ra, đồng bằng chiếm trọn gần vùng. Dòng sông Côn làm sợi tim đèn cho hai vùng Trung Hạ. Núi non thì hùng hiểm, ruộng đồng thì phì nhiêu, rõ là có thế dụng binh. Cho nên cuộc khởi nghĩa của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ trước kia và cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng thời Pháp sang Việt Nam đều phát xuất tại vùng Tây Sơn. Ấp Tây Sơn là nơi phát tích của ba anh em nhà anh hùng dân tộc Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, cho nên sử gọi ba anh em là nhà Tây Sơn. Tổ tiên nhà Tây Sơn vốn họ Hồ ở làng Hương Cái, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, tổ quán ở dưới chân hòn Thái Sơn, một hòn núi nhỏ đứng bên cạnh hòn Đại Hải, một danh sơn tỉnh Nghệ. Họ Hồ vào lập nghiệp ở Quy Nhơn, tức là Bình Định thời Thịnh Đức nhà Lê, ứng với đời Lê Thần Tông ở đàng ngoài, đời Nguyễn Phúc Tần ở đàng trong, bắt đầu từ đời ông Cố đến Nguyễn Huệ là đời thứ tư. Ông Cố tên là Hồ Phi Long và ở giúp việc nông trang cho nhà họ Đinh thôn Bằng Châu, huyện Tuy Viễn tức An Nhơn. Thấy họ Hồ là người trung hậu cần mẫn, họ Đinh cưới vợ cho, có thuyết bảo là gả con gái và nuôi cả vợ chồng coi như người thân quyến. Họ Hồ sinh được một người con trai đặt tên là Hồ Phi Tiễn. Lớn lên Hồ Phi Tiễn tỏ ra khôn ngoan lanh lợi, song sức yếu không thể đi làm nông. Họ Đinh bèn giúp vốn để đi buôn. Thời bấy giờ trầu nguồn rất có giá, song người đồng ruộng ít người chịu khó vượt suối đèo để đi kiếm lợi. Hồ Lang bèn mang tiền lên ấp Tây Sơn buôn trầu. Đi buôn gặp người vừa ý mới kết nghĩa vợ chồng. Và để tiện việc làm ăn thì Hồ Lang cất nhà nơi quê vợ. Bà vợ tên là Nguyễn Thị Đồng ở thôn Phú Lạc thuộc Tây Sơn Hạ. Bà Đồng là con duy nhất của một phú thương buôn trầu đất Phú Lạc. Để con mình hưởng trọn gia tài và đời đời giữ hương hỏa bên ngoại, bà Đồng thương lượng cùng chồng cho con mang họ Nguyễn. Việc đổi họ đối với ông Hồ Phi Tiễn không có gì trở ngại vì chẳng những hợp tình mà cũng hợp lý, do việc tiền nhân là Hồ Quý Ly đã từng mang họ Lê là họ của cha nuôi từ nhỏ, cho đến khi lên ngôi thay nhà Trần trị thiên hạ. Vì vậy, con ông Hồ Phi Tiễn mang họ Nguyễn từ lúc sơ sinh là Nguyễn Phi Phúc. Lớn lên thì ông Phúc cũng chuyên nghề buôn trầu và lập trường buôn trầu tại chợ Kiên Mỹ gần sông Côn. Trầu ở trên nguồn trở xuống, người ở miền dưới lên mua, trầu đều đi theo đường thủy, theo dòng sông Côn. Chợ Kiên Mỹ mỗi tháng có 6 phiên, phiên nào cũng rất đông người mua bán. Đến khi trường trầu của ông Phúc mở thì chợ càng ngày càng thịnh vượng thêm. Trên bộ thì người chen chúc nhau, dưới sông thì thuyền đậu, lớp lên lớp xuống chật cả bến. Kiên Mỹ trở thành một thị trấn và ông Phúc trở thành một phú thương có uy tín nhất trong vùng. Ông kết duyên cùng bà Mai Thị Hạnh. Bà Hạnh là cao cao tổ cô của anh hùng Mai Xuân Thưởng. Vì vậy nên trong bản án của Mai Anh Hùng do triều đình Huế buộc tội có câu: Dương vị hàm nghi khởi nghĩa, âm vị Ngụy Nhạc phục thù. Ông Phúc sinh ra 3 người con trai: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ tức Nguyễn Bình, Nguyễn Lữ. Ngoài đời cũng như ở trong sách sử thì không nói rõ ba ông sinh năm nào. Chỉ nghe các cụ phụ lão truyền rằng ông Nhạc lớn hơn ông Huệ đến 10 tuổi và ông Huệ hơn ông Lữ 1 tuổi. Nếu mà dựa vào năm băng hà của vua Quang Trung mà tính thì chúng ta cũng có thể đoán được năm sinh của ba ông. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ theo các sử Việt, băng hà năm Nhâm Tý 1792 hưởng dương 40 tuổi. Như vậy thì ông Huệ sinh năm Quý Dậu 1753, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 14. Ông Nhạc lớn hơn 10 tuổi thì sinh năm 1743, tức năm Quý Hợi. Ông Lữ thua ông Huệ 1 tuổi, tức là sinh năm Giáp Tuất, năm 1754. Ba anh em lớn lên đều thọ giáo ông Trương Văn Hiến, tục gọi là Giáo Hiến ở An Thái, An Nhơn. Trương Văn Hiến, người Hoan Châu, Hà Tĩnh, anh em thúc bá cùng với Trương Văn Hạnh. Ông Trương Văn Hạnh là một đại thần thời Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát. Vũ Vương mất năm Ất Dậu, Thế Tử cũng đã mất từ lâu, con Thế Tử còn nhỏ, nên tờ di chiếu để lại lập con thứ nhì của Vũ Vương, tức là Nguyễn Phúc Luân, cha của Nguyễn Phúc Ánh lên nối ngôi. Quốc phó Trương Phúc Loan muốn chuyên quyền, thông đồng với tên hoạn quan Trứ Đức và trưởng cơ Nguyễn Cửu Thống mạo tờ di chiếu giả,
lập người con thứ 16 của Vũ Vương là Nguyễn Phúc Thuần, lúc ấy mới 12 tuổi lên làm chúa. Trương Văn Hạnh phản đối, bị Trương Phúc Loan giết chết. Trương Văn Hiến sợ vạ lây bèn trốn vào An Thái mở trường dạy học. Ông Trương Văn Hiến thì dạy cả văn lẫn võ. Người đến xin học văn thì bắt buộc phải học thêm võ. Những người đến xin học võ thì bắt buộc phải học thêm văn. Bởi vì văn không có võ thì thường nhu nhược. Có võ không văn thì thường hay cường bạo. Văn võ phải nương nhau thì đạo làm người mới giữ được vững. Cũng như mọi người thì ba anh em họ Nguyễn Tây Sơn đều học cả văn lẫn võ, nhưng nặng bên võ hơn bên văn. Ông Nhạc thì chuyên học kiếm, ông Huệ chuyên học đao, ông Lữ chỉ học quyền. Và ông Lữ vì sức yếu nên được truyền cho môn miên quyền, tức là quyền mềm dẻo như bông. Đối lập với ngạnh quyền là quyền cứng mạnh, là môn sở trường của Trương Công. Khi cụ Phúc qua đời thì ông Nhạc nối nghiệp nhà, ông Lữ thì xuất gia theo Minh giáo tục gọi là đạo ma ní, dùng phù phép để chữa bệnh, trừ tà như là đạo phù thủy. Đạo này thịnh hành ở Tây Sơn Thượng và các miền cao nguyên trung phần. Chỉ có ông Huệ tiếp tục theo học thầy giáo Hiến. Để tiện cho việc buôn bán, ông Nhạc rời nhà xuống Kiên Mỹ, cạnh với Trường Chầu, nhà rộng để chứa bạn hàng. Trước nhà lại mở sân rộng để luyện võ nghệ. Nhà giàu, võ giỏi, ông Nhạc lại nổi tiếng phong nhã hào hoa nên những tay anh chị, những kẻ khá giả ở các vùng lân cận đều rất thích giao du. Uy thế của ông Nhạc ở địa phương còn hơn ông Phúc gấp bội. Để tỏ lòng kính mến, người đương thời gọi ông Nhạc là ông Hai Chầu, ông Huệ là chú Ba Bình hay là Ba Thơm, ông Lữ là thầy Tư Lữ. Vì ông Nhạc kết duyên với bà Trần Thị Huệ nên để tránh trùng tên với chị dâu, gia đình mới gọi ông Huệ là ông Bình. Từ đó người địa phương mới gọi thân mật là chú Ba Bình. Tên Bình là tên gọi ông Huệ lúc còn nhỏ, còn tên Thơm là do nhân hoa Huệ có hương thơm nên gọi thay cho tên kiêng cữ. Nhà ông Nhạc từ khi rời xuống Kiên Mỹ thì khách khứa mỗi ngày một đông. Chẳng những có khách người Việt mà cả khách người Hoa. Truyền thuyết kể rằng có một người Hoa tới ở nhà ông Nhạc hàng tháng và hàng ngày cứ đi thơ thẩn nơi các vùng núi đồi Tây Sơn Hạ. Thường được người Hoa đó lui tới nhất là hòn núi Thơm ở Kiên Thạnh và dãy núi Ngang ở Trinh Tường. Ông Nhạc đoán biết là thầy địa lý đi tìm huyệt mà mới cho người tâm phúc đi theo rình. Một hôm thầy địa đến núi Ngang lấy hai cây trúc để nguyên cành lá đem cắm nơi triển phía đông. Một cây bên nam, một cây bên bắc cách nhau chừng vài chục bước rồi bỏ đi thẳng. Ông Nhạc ngày ngày đến xem chừng. Mấy hôm sau thì cây trúc phía bắc rụng hết lá và khô dần, còn cây phía nam đến 3 tháng rồi mà vẫn tươi xanh như lúc mới trồng. Biết đó là ứng chứng cho biết rằng long mạch nằm ở nơi cây trúc phía nam. Ông Nhạc mừng lắm, bèn nhổ cây sống trồng vào ngay chỗ cây chết và cây chết trồng vào chỗ cây sống. Sau 3 tháng 10 ngày, kể từ ngày trồng hai cây trúc, thầy địa tàu trở lại, thấy hai cây trúc đều khô héo hết, thầy địa cho rằng giả cuộc, bỏ đi không thèm trở lại nữa. Ông Nhạc bèn bốc mộ, ông thân sinh đem táng nơi thân trúc phía nam. Lại có truyền thuyết kể rằng, đi lang thang trên vùng núi đồi Tây Sơn Hạ ít lâu thì thầy địa lý tàu bỏ đi mất, một năm sau mới trở lại. Lần này thầy mang một chiếc địa bàn và một chiếc cháp nhỏ. Ông Nhạc đoán biết rằng thầy tàu đã tìm được huyệt mã đại phát ở vùng Tây Sơn và chiếc cháp kia đựng hài cốt tiền nhân của thầy địa lý, bèn tìm cách đánh đổi. Ông đóng một chiếc cháp y hệt chiếc cháp của thầy địa và hốt cốc của ông thân sinh đựng vào rồi đợi. Xem được ngày lành thì thầy địa mang địa bàn và cháp đi đến nơi huyệt mã ở núi Ngang. Thầy vừa đến chân núi thì một con cọp to lớn ở trong bụi gầm một tiếng nhảy ra vồ. Thầy địa lý hết hồn, quăng cháp và địa bàn mà chạy. Hồi lâu thấy cọp không đuổi theo liền quay lại chỗ cũ. Thấy chiếc cháp và địa bàn còn nằm lăn lóc ở đó, thầy mừng như chết đi sống lại. Vội đi thẳng đến nơi long huyệt mà chỉ một mình thầy biết. Chôn cất xong, thầy hớn hở quay về Trung Hoa. Tuyệt nhiên không ngờ rằng chiếc cháp mà thầy chôn đựng di cốt ông Nguyễn Phi Phúc chứ không phải di cốt của tổ tiên thầy, và con cọp kia là con cọp giả do ông Nhạc làm ra. Từ ngày ông Nhạc được huyệt mã thì gia đình thường gặp nhiều việc may. Một hôm ông Nhạc mua được một thanh cổ kiếm rất dài và bén, nhớ ơn thầy cũ bèn xuống An Thái dâng cho Trương Công. Trông thấy Nhạc thì Trương Công giật mình, vì trước kia phong cách và tài năng của Nhạc đã làm cho Trương Công thầm khen là người có thể làm nên được việc lớn. Lúc này thần thái lại tươi sáng hơn xưa 10 phần. Nâng niu xem xét thanh kiếm thì Trương Công nói: "Đây là một thanh bảo kiếm, có đại phúc mới vào tay, tôi sẽ giữ hộ cho anh, ngày sau sẽ giao lại." Đoạn bảo với Nhạc rằng là: "Lúc này là lúc kẻ anh hùng có thể dựng nên nghiệp cả, anh không nên để lỡ thời cơ." Cái ý chí quật cường vốn đã nhen nhúm ở trong người nhưng mà Nhạc lại từ tốn thưa, còn tự xét không đủ tài sức. Trương Công mới ôn tồn nói: "Hán cao tổ, Lê Thái tổ đâu có phải từ trên trời xa xuống. Người có chí
Hễ nắm được thiên thời địa lợi nhân hòa thì đại sự thành công không mấy khó khăn. Hiện giờ thì Trương Phúc Loan chuyên quyền làm những việc gian ác, triều đình đảo điên, nhân tâm ly tán. Nếu có người phất cờ khởi nghĩa thì bốn phương thiên hạ đều hưởng ứng ngay. Đất Tây Sơn núi non hiểm trở, có cái thế bách nhị, tới lui không sức ngoài nào có thể ngăn cản. Anh chỉ có phải lo việc tài chính và quân sự nữa là có thể hưng binh. Rồi gọi ông Nguyễn Huệ ra rồi bảo, con này đã lớn khôn, tài nghệ cũng đã vững, con hãy về nhà giúp anh. Trương Công lại tặng cho hai anh em hai bộ binh pháp, một của Tôn Ngô, một của Trần Hưng Đạo. Lúc này thì hai anh em bái biệt sư phụ về để lo việc xây dựng sự nghiệp anh hùng. Ông Huệ về nhà kết duyên cùng bà Phạm Thị Liên, người ở thôn Phú Phong, huyện Tuy Viễn. Ông Nhạc giao việc buôn trầu cho vợ. Bà Nhạc họ Trần, quê ở thôn Trường Định, cách ở Kiên Mỹ hai thôn là Thuận Nghĩa và Dũng Hòa về phía đông. Bà là người hiền đức, làm việc siêng năng, ăn tiêu rất là tiết kiệm, nhưng mà đối đãi với làng xóm khách khứa và bạn hàng lại rất là rộng rãi và dịu dàng. Vì vậy mà từ khi quyền điều khiển trường buôn trầu vào tay bà thì lợi hàng ngày chỉ có tăng chứ không có giảm. Ông Nhạc lại được rảnh tay để lo việc nước, việc dân. Cho rằng mối lợi về việc buôn trầu không thấm vào đâu đối với đại sự, một mặt ông lo tổ chức việc đánh bạc, mặt khác tổ chức việc khẩn hoang và nghĩ rằng một cây làm chẳng nên non. Ông bèn sai ông Huệ đi liên lạc với những người có tiếng về văn về võ ở khắp ba huyện Tuy Viễn, Phủ Ly, Bồng Sơn. Hợp tác cùng với anh em ông Nhạc sớm nhất là ông Nguyễn Thung, một phú nông ở Thuận Nghĩa, ông Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú ở thôn Phú Phong, ở phía nam ngạ sông Côn nằm song song với Kiên Mỹ, Bùi Thị Xuân, người thôn Xuân Hòa dưới Phú Phong và chồng là Trần Quang Diệu, người Ân Tín, huyện Hoài Ân. Đó là những người giỏi võ, còn về giỏi văn thì có Võ Xuân Hoài và Trương Mỹ Ngọc. Mọi người đều được phân công rành mạch, người thì lo việc kinh tế tài chánh, người thì lo việc nhân sự, người thì lo việc quân sự. Sòng bạc mỗi ngày mỗi mở rộng. Trong số con bạc thì có nhiều tay dũng sĩ là có chí lớn. Sòng bạc trở thành nơi vừa sinh lợi vừa chọn nhân tài. Ông Nhạc lại cho khẩn hoang nhiều diện tích rộng lớn tại An Khê, tại Thượng Giang, Tây Sơn Trung, Đồng Hưu, Đồng Vụ, Đồng Quang. Những đồng bào đi mộ khai khẩn phần đông trở thành nghĩa quân. Ông Nguyễn Nhạc lại tìm cách đánh lạc hướng để bọn quan lại của chú Nguyễn không dò được chí hướng của mình. Nguyên là để thu thuế ở vùng Tây Sơn thì Viên Tuần Phủ Quy Nhân cho lập một đồn chính ở Trinh Tường và một đồn phó ở Hữu Giang do một biện lại và một phó biện lại chỉ huy. Từ ngày Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi chúa thì Trương Phúc Loan lộng hành ở trong nước, giặc cướp nổi dậy khắp nơi. Người ở ấp Tây Sơn lại không chịu nạp thuế, biện lại, phó biện lại luôn luôn bị cách chức vì bất lực. Không còn ai dám nhận chức biện lại, ông Nhạc tình nguyện đảm đương. Đồng bào trong vùng đã sẵn lòng mến mộ ông Nhạc, nên chỉ những người nghèo khổ không đủ khả năng mới trốn thuế. Những phần thuế bị thiếu thì ông Nhạc lại xuất tiền nhà bù vào. Quan trên thấy ông Nhạc đắc lực bèn đem lòng tín nhiệm. Nhân dân thấy ông Nhạc biết thương kẻ nghèo đã phục lại càng thêm phục. Trên được quan tin, dưới được dân mến, ông Nhạc được ung dung lo việc của mình, không còn sợ ai dòm ngó. Tài chánh mỗi ngày mỗi thêm dồi dào, những tay văn hay võ giỏi mỗi ngày tụ hội thêm đông, những tráng niên, thanh niên có gan có sức đến với các tráng sĩ để học võ và khai khẩn đất đai, mỗi ngày một thêm tấp nập. Nguyễn Nhạc bèn xuống An Thái trình bày mọi việc cho thầy rõ. Trường Công rất mừng, lấy thanh kiếm cổ đem giao lại cho ông Nhạc. Đã đến lúc dùng đến rồi, cần phải lo củng cố nhân tâm và biểu dương thanh thế. Nguyễn Nhạc mới lĩnh ý ra về. Một hôm thì người ở thôn Phú Lạc nghe ở trên hòn Trung Sơn có tiếng chiêng trống và thấp thoáng có ánh lửa lập lòe, ai nấy đều thất kinh. Hòn Trương Sơn tuy ở gần thôn xóm nhưng mà không mấy ai dám vào vì ở trên hòn có mả mẹ chàng Lía rất linh thiêng và nhiều cọp. Nghe tiếng chiêng tiếng trống và thấy ánh lửa, người thì bảo rằng hồn chàng Lía về thăm mẹ, người thì cho là quỷ thần mở hội vui. Kẻ bàn người tán, không mấy chốc đồn vang khắp vùng, khắp huyện rồi khắp cả hai huyện ngoài. Một đồn 10, 10 đồn trăm. Các thầy tướng số thì bảo rằng đó là tụ khí của non sông xuất hiện, là điểm cho biết trước rằng trong vùng sẽ có chân chúa ra cứu đời. Tin đồn lan đi khắp nơi. Nhân dân chịu đã không nổi ách chuyên chế của vua chúa nhà Nguyễn. Ai nấy đều hy vọng sớm có cuộc đổi thay và mọi người đều hướng tâm về nẻo Trương Sơn. Cách đó không lâu thì nhà Nguyễn nhà có kỵ, khách khứa đông đúc. Cỗ bàn ăn xong thì trời đã khuya. Người ở gần thì lục tục ra về, khách ở xa đều phải nghỉ lại. Bỗng cảnh tượng hôm trước tái hiện ở nơi Trương Sơn. Lần này thì tiếng chiêng tiếng trống lại rền trời và ánh lửa lại sáng ngời cả núi. Tuy đã trông thấy cảnh tượng đó lần thứ hai, người ở trong vùng vẫn kinh sợ và các tay võ sĩ tuy xem thường gươm giáo nhưng lắm người cảm thấy ớn lạnh châu thân.
Nguyễn Nhạc mới rủ mọi người lên xem quỷ thần làm cái trò gì, phần đông đều e ngại, chỉ có chừng 10 người xin theo. Nai nịt gọn gàng, Trần Vũ Hải tay trường kiếm trường côn, đoàn người mạnh dạn lên núi, tiếng trống chiêng dứt, ánh lửa tắt dần. Khi lên gần tới đỉnh thì trong ánh sáng chập chờn thể hiện ra một lão trượng mặc triều phục, râu tóc bạc phơ. Lão trượng phất tay áo, ra dấu bảo đoàn người dừng lại. Ai nấy đều ớn lạnh, đứng lại như cái máy. Lão trượng cất tiếng lanh lảnh hỏi: "Trong anh em có ai là Nguyễn Nhạc chăng? Nếu có thì hãy đến gần đây nghe lệnh, còn các người khác thì đứng yên." Nguyễn Nhạc run sợ, bước đến quỳ trước mặt lão trượng. Lão trượng lấy trong tay áo rộng một tờ chiếu rồi đọc lớn: "Ngọc Hoàng sắc mạng Nguyễn Nhạc vi quốc vương." Đoạn trao tờ chiếu cho Nguyễn Nhạc rồi quay bước vào trong bóng tối. Từ ấy, muôn người như một, trừ cụ giáo hiến và những người tâm huyết trong tổ chức, ai cũng tin rằng trời đã cho Nguyễn Nhạc được làm vua, lòng mê tín không cho phép được nghi ngờ. Đã có chiếu trời rồi, còn phải có ấn kiếm nữa mới lên ngồi được. Một hôm Nguyễn Nhạc cùng bộ hạ ở An Khê về, đến Hoành Sơn thì ngựa Nguyễn Nhạc lồng lên, rồi thẳng cổ chạy nước đại, nhưng không chạy tẽ ra hướng Bắc để về Kiên Mỹ, lại chạy về hướng Đông Nam. Đến chân núi phía trong Gò Sặt thì cương ngựa bị đứt, Nguyễn Nhạc té nhào xuống ngựa, chặt chân không đứng dậy được, đám tùy tùng chạy đến xoa bóp hồi lâu mới bớt. Khi đứng dậy để ngựa trở về thì Nguyễn Nhạc chợt thấy chuôi kiếm ló ra nơi vách đá trên sườn núi. Sai người lên xem thì là một thanh kiếm xưa, lưỡi sáng như nước, ai nấy đều mừng là của trời ban. Về nhà, Nguyễn Nhạc nói cùng anh em và các người đồng chí Hướng: "Ngọc Hoàng đã sắc phong ta làm quốc vương, lẽ tất nhiên là phải ban ân kiếm. Nay kiếm đã có rồi, ta phải đi tìm ấn." Đoạn tổ chức cầu đảo ngay tại chân núi Hoành Sơn. Cầu đảo liền 3 ngày đêm, đêm làm lễ, ngày cho người đi tìm khắp vùng trên núi và dưới núi. Đã 2 ngày đêm rồi mà không thấy gì cả. Đêm thứ 3, lúc nửa đêm, chương chống hành lễ vừa dứt, thì một vòi lửa như làn pháo thăng thiên bay từ hòn một xẹt đến hòn giải thì rơi xuống. Tiếp đó một tiếng nổ nhỏ như tiếng pháo tre, rồi tiếng nổ lớn có phần dữ dội như tiếng sét làm chấn động cả vùng, ai nấy đều thất kinh. Sáng hôm sau, Nguyễn Nhạc dẫn người đến hòn giải xem, thì thấy sườn núi phía nam có một vùng lở và nám đen như bị sét đánh. Trèo lên xem, thì một quả ấn vàng nằm trong kẽ đá nơi bị lở, quả ấn vuông vức, mỗi cạnh dài độ 3 lóng tay, nơi mặt khắc 4 chữ triện, Sơn Hà xã Tắc. Ai nấy đều tin rằng Nguyễn Nhạc quả là có chân mạng. Nguyễn Nhạc lại được các người cùng hợp tác và các nhân sĩ đồng bào địa phương tôn làm Tây Sơn Vương. Đó là vào năm Tân Mão, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 32, định vương Nguyễn Phúc Thuần thứ 6, tức là năm 1771. Nguyễn Nhạc tổ chức lại cơ sở về quân sự giao cho Nguyễn Huệ, Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú. Về kinh tế tài chính giao cho Nguyễn Thung, Bùi Thị Xuân và Nguyễn Lữ. Về dân sự là hành chính, ngoại giao, tuyên truyền giao cho Võ Xuân Hoài và Trương Mỹ Ngọc. Lúc này thì đất Tây Sơn trở thành một nước nhỏ, mọi tổ chức được thực hiện trong im lặng. Lòng dân địa phương lại hướng hoàn toàn về Nguyễn Nhạc. Lúc này thì Viên Chi huyện Tuy Viễn không hay biết gì cả, nhưng vì biện lại đồn Tây Sơn, không chịu nộp thuế trong 2 năm liền, Viên Chi huyện sai đốc Trung Đằng đem quân lên vấn tội, quân của Đằng bị quân Tây Sơn đánh bại. Nhưng mà Nguyễn Nhạc và Bộ Tham mưu nhận thấy là địa thế Tây Sơn Hạ không được an toàn, bèn rời tổng hành dinh và các cơ quan trọng yếu lên Tây Sơn Trung. Lấy dãy núi ở dưới đèo An Khê là mật khu, Nguyễn Nhạc cùng Bộ Tham mưu đóng ở hòn núi cao nhất nằm ở phía nam chân đèo. Nguyễn Huệ cùng Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng đón tại hòn núi phía bắc. Do đó mà hai ngọn núi này mang tên là núi Ông Bình và núi Ông Nhạc. Khu kinh tế tài chính thì vẫn đóng ở Tây Sơn Hạ. Những nơi đã được khai khẩn lại tiếp tục tăng gia sản xuất. Trường trầu vẫn phát triển đều đặn. Các phú gia ở khắp Tuy Viễn nhiệt liệt ủng hộ. Kho lẫm được canh coi chu đáo, tiền lúa nhiều nhưng mà không hề bị thâm lạm. Thanh thế của Tây Sơn Vương mỗi ngày mỗi thêm vững vàng vang dội, kẻ sĩ gần xa được mời tham gia liền hưởng ứng ngay. Bên Văn có Triệu Đình Tiệp, Cao Đắc Tự, La Xuân Kiều, bên Võ thì Nguyễn Văn Tuyết, Nguyễn Văn Lộc, Lý Văn Bưu, Lê Văn Hưng đều là những người có tài, có trí. Quân lính thì mộ thêm nhiều, những người trước kia lo việc sản xuất nếu tình nguyện đều được đưa sang làm lính. Và tất cả quân sĩ cứ 6 tháng ở trong quân đội, 6 tháng về các nông trại để vừa nghỉ ngơi vừa cày cuốc. Trong đám quân sĩ có một người khi tập đã làm cho cấp chỉ huy thán phục là Lê Văn Hưng ở Kiên Giang. Ông này côn quyền đã tinh luyện sức mạnh, có thể nâng đá nhẹ nhàng như xách gáo nước, bưng nồi cơm, nhập ngũ không bao lâu thì được làm đội trưởng. Nghe tin Nguyễn Nhạc bị truy nã gắt gao vì thâm lạm công quỹ, chạy vào núi chiêu tập bọn vong mạng định làm giặc, thì viên tuần phủ Quy Nhơn là Nguyễn Khắc Tuyên cho quân lính đi lùng bắt. Nhưng mà nhiều lần quan quân đến Tây Sơn Hạ thấy nhân dân làm ăn yên ổn, không thấy dấu vết của giặc đâu cả, Tuyên lại cho là tin đồn nhảm nên thôi,
không đem quân càn quét vùng Tây Sơn nữa. Đỡ tốn công đối phó với kẻ thù, Tây Sơn Vương lo phát triển lực lượng. Nhận thấy người Thượng bắn ná giỏi lại có sức mạnh và đức tính chịu đựng bền bỉ, Nguyễn Nhạc quyết định dùng chính sách thượng vận để lôi kéo các sắc tộc Xê Đăng, Ra Dê, Gia Rai về với mình. Vương cũng đã được người miền núi biết qua chuyện được kiếm thần. Chính vì nắm được những lợi thế đó mà Nguyễn Nhạc giao quyền điều khiển cho ông Huệ và ông Diệu, rút ông Lữ về và thân hành cùng ông Lữ lên An Khê để vận động người Thượng. Đã được kính mộ từ trước, lại có thêm thầy Hỏa giáo đi theo thì Tây Sơn Vương đến đâu thì người Thượng hoan nghênh đến đó. Người Gia Rai coi Vương như thần và gọi là vua trời. Chỉ có người Xê Đăng mà chúa đoàn là Bóc Kiêm không thục. Bóc Kiêm mới nói rằng ông Nhạc không phải người trời vì không có gì khác thường. Để tỏ ra mình khác thường thì Nguyễn Nhạc dùng giỏ bội gánh nước đi ngang qua buôn Xà Đàng mỗi buổi sáng sớm. Bóc Kiêm mới cho rằng có phù phép chứ không phải có tài trời xanh bèn bảo: nếu ông bắt được con ngựa thần thì tôi mới phục. Nguyên ở trên núi Hiển Hách, tục gọi là Hánh Hót ở vùng An Khê, có một bầy ngựa rừng, hễ thấy bóng người là trốn tránh. Con ngựa cầm đầu sắc chắn tinh, lông gáy và lông đuôi dài và óng như tơ, tiếng hí vang cả rừng và nghe xa hàng 9-10 dặm, người Thượng gọi là ngựa thần. Phải bắt cho được con ngựa thần ấy mới thu phục được người Xà Đàng, mà có thu phục được người Xà Đàng thì vùng Tây Nguyên mới thật là đất Tây Sơn, vì ở An Khê, người Xà Đàn ở đông đảo nhất. Nguyễn Nhạc mới để Nguyễn Lữ ở lại tuyên truyền, một mình về Kiên Mỹ cho người đi mua một số ngựa cái tốt đem về dạy cho Khôn, hễ nghe tiếng hú là chạy đến. Bầy ngựa đã thành thục, Nguyễn Nhạc đem lên thả ở núi Hiển Hách cho theo bầy ngựa rừng. Ít hôm thì ngựa rừng và ngựa đồng quen nhau, hễ nghe tiếng hú thì ngựa đồng chạy về, ngựa rừng cũng chạy theo. Nhưng vừa thấy bóng người thì quay đầu trở lại, nhưng chạy một đỗi xa xa thì quay đầu ngó lui. Nguyễn Nhạc mới lấy cỏ bỏ cho ngựa ăn rồi trở về, ngựa rừng liền quay trở lại ăn cỏ cùng ngựa đồng. Lần này, ngựa rừng thấy bóng người không còn có vẻ hoảng sợ nữa nhưng không dám lại gần. Nguyễn Nhạc không bỏ đi, đứng vuốt ve bầy ngựa, hết con này đến con khác. Mấy hôm sau, bầy ngựa rừng nhận thấy người không có ý làm hại giống nòi, bèn kéo đến ăn cỏ. Khi bầy ngựa rừng đã dạn, Nguyễn Nhạc đem cỏ bỏ gần cho ăn, rồi từ từ tiến đến vuốt mõm vuốt lưng hết con này đến con khác. Con ngựa bạch cầm đầu, lúc ban đầu còn tỏ ý không thuận nhưng dần dần đứng yên cho người vuốt ve. Chinh phục được bầy ngựa rừng rồi thì Nguyễn Nhạc hẹn cùng Bóc Kiêm nơi trốn vào ngày giờ đến chứng kiến. Để cho bầy ngựa khỏi sợ vì đông người, Nguyễn Nhạc bảo Bóc Kiêm cùng đám tùy tùng núp sau đá cùng rồi cất tiếng hú. Bầy ngựa rừng theo bầy ngựa đồng chạy đến. Nguyễn Nhạc mới lấy cỏ cho ăn và vuốt ve như thường lệ. Người Xà Đàn lúc này tin Nguyễn Nhạc là người trời thật, bèn hết lòng thần phục và bắt chước người Gia Rai gọi là vua trời. Tiếng vua trời trở thành tiếng chung của người Thượng từ An Khê trở vào Phú Yên và trở ra Quảng Ngãi, dùng để gọi Nguyễn Nhạc. Ở trong vùng An Khê lại có một sắc tộc thiểu số ở trong rừng sâu, ít giao thiệp với người ngoài, đó là người Ba Na ở trong rừng Mộ Điểu. Rừng Mộ Điểu ở tại làng Cổ Yêm cách Tú Thủy chừng 10-12 cây số. Rừng rộng mênh mông, giữa rừng nổi lên một ngọn đồi trông giống một ngọn cù lao ở giữa biển cả. Mỗi buổi chiều, chim về nghỉ từng bầy, từng đám, tiếng kêu vang dậy cả rừng xanh, do đó rừng mang tên là Mộ Điểu. Tuy ít giao thiệp với người bên ngoài, vị đầu mục Ba Na cũng đã có nghe tiếng vua trời. Vì vậy không mấy chốc hai bên đã trở nên thân thượng. Để mối tình kinh thượng thêm nồng nàn khăng khít, viên đầu mục gả con gái cho vua trời, bà vợ thượng của vương, tục gọi là cô hầu. Nhận thấy đất đai trong rừng rất là mỏ mỡ, Nguyễn Nhạc liền nghĩ đến việc khai khẩn. Vương mới mộ người Thượng làm nhân công và rút một số người chỉ huy kinh tế ở Tây Sơn Hạ lên điều khiển. Rừng Mộ Điểu nhờ sức lao động của người Thượng, nhờ tài hướng dẫn của người kinh trở thành một cánh đồng phì nhiêu rộng hàng nghìn mẫu. Việc khai khẩn, việc canh tác, việc thu hoạch do cô hầu đảm đương với một số người kinh, người Thượng tâm phúc trợ lực. Nguyễn Nhạc mới dùng phần lớn thì giờ để cùng Nguyễn Lữ đi chiêu dụ các sắc dân miền Kon Tum, Pleiku. Hai anh em đi đến đâu thì người Thượng hoan nghênh đến đó, cho đến tất cả người Thượng vùng cao nguyên đều quy thuận Tây Sơn Vương. Vương mới chọn trong những người khẩn hoang một số tráng niên có sức, có gan và mộ thêm người trong các vùng lân cận, tổ chức thành một đạo quân Thượng. Võ Đình Tú, Nguyễn Văn Tuyết và Lê Văn Hưng được đưa lên phụ trách việc huấn luyện và tổ chức. Dinh trại đóng ở trên ngọn đồi. Những binh sĩ người Thượng đã được huấn luyện thuần thục đều đưa xuống giao cho Nguyễn Huệ và Trần Quang Diệu rèn luyện thêm và khép vào đội ngũ. Nguyễn Nhạc khi ở Mộ Điểu, khi về Trung Nguyên, thái độ nghiêm nhưng mà hòa, xử sự có tình nhưng không bỏ lý, cho nên mọi người đều vừa kính sợ vừa yêu mến. Các anh hùng chí sĩ đến cùng Nguyễn Nhạc đều coi nhau như tay chân và hết lòng giúp Tây Sơn Vương dựng nghiệp. Nhờ vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày rời chiến khu lên Tây Sơn Thượng, nhà Tây Sơn đã có cơ sở vững chắc.
Lúc bây giờ, vùng Tây Sơn còn thuộc về khu vực hẻo lánh. Nhân dân ở trong vùng lại một dạ trung thành với nhà Tây Sơn, nên quan quân của chú Nguyễn không hề hay biết. Cái tên biện lại Thâm Lạm Tiền Công Quỹ cũng không còn được ai nhắc nhở đến. Chi huyện tuần phủ chỉ lo vơ vét cho đầy túi, không lo gì đến biến chuyển của thế cuộc. Khi mà cơ sở đã vững vàng, quân sĩ, vũ khí, lương thực tạm đầy đủ, thì Nguyễn Nhạc xuống An Thái thỉnh giáo thầy Trương Văn Hiến. Ông Hiến mới đáp ra là khởi sự thì được rồi, Nguyễn Nhạc mới xin thầy lên nắm quyền chỉ đạo. Thì thầy mới nói rằng là ông là người trí dũng có thừa, huống nữa văn nhân võ sĩ về với ông đều là những anh hùng hào kiệt, tôi thì tuổi già sức yếu rồi, chỉ mong được hưởng chữ nhàn, nhưng mà khi có việc cần thì tôi sẵn sàng góp sức. Ông thầy lại dặn rằng là ba yếu tố cần thiết để thành công thì ông đã có đủ, nhưng mà luôn luôn phải giữ vững nhân tâm, được đất không bằng được thành không bằng được lòng người. Nguyễn Nhạc mới bái tạ ra về, lo chỉnh đốn quân ngũ, sắm kỷ hiệu, đặt quan chức. Quân mới được chia làm ba đạo. Một đạo lo canh phòng chiến khu, tiếp tục tuyển mộ và huấn luyện binh sĩ, đôn đốc việc sản xuất và giữ an ninh trật tự ở vùng Tây Sơn. Một đạo xuống đánh chiếm huyện lỵ Tuy Viễn. Một đạo ra chiếm giữ vùng núi hai huyện Phù Ly, Bồng Sơn sau khi huyện lỵ Tuy Viễn bị hạ. Đạo thứ nhất giao cho Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân, Võ Đình Tú, Võ Xuân Hoài. Đạo thứ nhì do đích thân Nguyễn Nhạc thống lĩnh, có Trương Văn Tuyết, Nguyễn Văn Lộc bên võ, Trương Mỹ Ngọc, Triệu Đình Tiệp bên văn phó tá. Đạo thứ ba do Trần Quang Diệu chỉ huy, có Võ Văn Dũng, Lê Văn Hưng bên võ, La Xuân Kiều, Cao Tắc Tự bên văn. Kỳ hiệu hình vuông, nền đỏ chữ vàng, viền ngoài và tua xanh. Ở trên đại kỳ thì thêu kim tuyến ba chữ Tây Sơn Vương. Quân kỳ nhỏ, thua đại kỳ 1-10-1-8 thôi, thêu chỉ vàng họ và chức vị cấp chỉ huy. Quan chức thì đại loại là gồm có bên võ là đại tổng quản, đại đô đốc, đô đốc, đề đốc, bên văn thì đại học sĩ, hiệp biện đại học sĩ, Nguyễn Huệ được phong đại tổng quản. Bùi Thị Xuân, Võ Đình Tú được phong đại tổng lý, Võ Xuân Hoài được phong đại học sĩ. Mới phong Trần Quang Diệu làm đô đốc, Võ Văn Dũng là phó đô đốc, Lê Văn Hưng làm đề đốc, Nguyễn Văn Tuyết, Nguyễn Văn Lộc làm tả hữu đô đốc. Các quan văn đều được phong hiệp biện đại học sĩ. Việc vận tải lương thực thì giao cho Nguyễn Lữ và Nguyễn Thung với chức tán tương quân vụ, Nguyễn Thung lo mặt Bắc, Nguyễn Lữ lo mặt Nam. Việc sơn phòng thì giao chọn cho chúa Xà Đà, Bóc Kiêu. Ở các sắc tộc vùng An Khê, Pleiku, Kon Tum đều thuộc quyền quản lý của Bóc Kiêu. Nguyễn Nhạc mới tặng Bóc Kiêu một chiếc nón lông đen chớp bạc quai tua điều, một con chiến mã và một cây mác bằng bạc. Còn bà họ Trần và cô Hầu vẫn tiếp tục việc buôn trầu làm ruộng với sự trợ giúp đắc lực của Bùi Thị Xuân. Khi mọi việc an bài rồi, Nguyễn Nhạc lập đàn cáo trời đất, hợp thức hóa danh vị chức trưởng của chúa tôi và tế cờ xuất quân. Đàn được lập trên đèo An Khê, nơi ngoẹo cây khế, dưới bóng hai cây đại thọ là cây ké và cây cầy. Binh tướng của ba đạo quân tập trung về phía đông đèo An Khê từ chân đèo lên đến đỉnh đèo. Khi đại quân đến gần tế đàn, thì ở trên cây ké một con rắn bò xuống, con rắn này thân lớn bằng cột nhà, sắc nó đen nhánh như hạt huyền, người đương thời gọi là ô long, nằm chặn ngang đường đi. Quân mới không dám tiến, Nguyễn Nhạc liền tuốt gươm chém chết. Nhớ chuyện Hán Cao Tổ chém rắn khởi nghĩa, tướng sĩ tin là điềm lành, ai nấy đều nức lòng, phấn chí. Lễ tuy tổ chức đơn giản nhưng mà rất long trọng. Bóng cờ đào, chen bóng cây xanh, tiếng chuông trống lẫn tiếng hô của tướng sĩ tràn ngập vang dội cả suối rừng, hùng khí ngút ngàn. Lễ xong thì Tây Sơn Vương ban bố quân luật gồm 3 điều: không được xâm phạm tính mạng và tài sản của đồng bào, không được tiết lộ bí mật quân sự, không được gây xáo trộn chia rẽ trong hàng ngũ. Ai phạm phải một trong 3 điều sẽ bị chém tức khắc, tiếng hoang hô vang rừng. Rồi lệnh truyền xuất phát. Đạo quân của Nguyễn Huệ thì kéo về chiến khu, đạo quân Trần Quang Diệu theo đường núi ra hướng bắc, đạo quân của Tây Sơn Vương kéo thẳng xuống hướng đông. Đó là vào ngày rằm tháng 8 năm Quý Tỵ 1773. Đạo quân của Tây Sơn Vương xuống đến núi Bà Phù thì trời sẩm tối, vương mới truyền quân dừng lại nghỉ. Đêm đến mở yến tiệc đãi tướng sĩ tại thung lũng dưới chân núi Bà Phù, sáng hôm sau mới tiếp tiến phát. Nhân đồn binh được yên ổn và yến ẩm được vui vầy, vương mới đặt tên hòn Bà Phù là Tâm Phúc và người địa phương gọi thung lũng Bà Phù là Hóc Yến. Sáng ngày 16, khi gà vừa cất tiếng gáy, đạo quân của Tây Sơn Vương đã thức dậy lên đường. Nguyễn Lữ đã chuẩn bị sẵn sàng tại chân núi Đồng Phong để đón tiếp. Đến Đồng Phong thì tướng sĩ dừng lại ăn uống và lĩnh lương thực rồi đi thẳng một mạch đến huyện lỵ Tuy Viễn, bình đi như gió. Mặt trời vừa mọc thì huyện lỵ đã bị bao vây, tiếng quân hò hét dậy đất. Viên tri huyện lúc này hết hồn bỏ trốn.
nhân viên trong huyện và tất cả lính huyện đều xin đầu hàng. Tây Sơn Vương mới ban lời phù dụ. Trong công phủ, ngoài nhân dân, mọi người đều rất hoan hỉ. Những nhà khá giả đem bò heo, gạo trái đến đãi nghĩa quân. Nghe tin Tây Sơn Vương chiếm đóng Tuy Viễn, một phú thương ở cửa giã là Huyền Khê đem gia nhân trên 10 người đến xin gia nhập nghĩa quân và cúng tất cả tài sản để làm lương thực. Tiếp theo đó, hai thủ lĩnh Lục Lâm ở nguồn An Tượng là Nhưng Huy và Tứ Linh đem Lâu La đến xin quy thuận. Tây Sơn Vương thu nạp và trọng dụng. Vương mới giao Tuy Viễn cho Nguyễn Văn Tuyết và Huyền Khê đóng giữ, rồi kéo đại binh ra đánh thành Quy Nhơn. Được tin Tuy Viễn đã vào tay nghĩa quân rồi, thì Trần Quang Diệu liền chia đại binh mình chỉ huy ra làm 3 đội. Một đội giao cho Lê Văn Hưng ở lại hậu phương, một giao cho Võ Văn Dũng cùng Cao Tác Tựu đi đánh Bồng Sơn, còn mình lãnh một đạo đi đánh Phù Ly cùng với La Xuân Kiều. Bồng Sơn và Phù Ly thì khi nghĩa quân kéo đến, chưa đánh đã lấy được. Quân cũng như dân của hai huyện đều hân hoan đón tiếp nghĩa binh. Trần Quang Diệu để Võ Văn Dũng cùng hai học sĩ Cao La ở lại huyện lỵ hai nơi, còn mình thì đem quân vào hợp với Tây Sơn Vương để đánh thành Quy Nhơn. Để nói về thành Quy Nhơn thì là thành cũ Đồ Bàn của Chiêm Thành. Sau khi đất Đồ Bàn thuộc về Việt Nam thì đặt thành phủ và chia làm 3 huyện. Phủ gọi là Quy Nhơn thuộc dinh Quảng Nam, huyện là Bồng Sơn, Phù Ly, Tuy Viễn. Phù Lỵ đóng tại thành Đồ Bàn gọi là thành Quy Nhơn. Huyện lỵ Bồng Sơn đóng trên Bắc Ngạn sông Lại Giang, đối diện với hòn Bích Kê ở Nam Ngạn. Huyện lỵ Phù Ly đóng tại Phù Mỹ gần sông La Tinh. Huyện lỵ Tuy Viễn đóng ở Nam Ngạn sông Côn, cách An Thái chừng 1 cây số. Địa phận của 3 huyện chạy dọc theo 3 con sông cái là Lại Giang, La Tinh Giang và Côn Giang. Thành Quy Nhơn ở giữa Tuy Viễn và Phù Ly. Tường thành thì xây bằng đá ong trên một dải gò cao, xung quanh có hào sâu bao bọc, thế rất là vững. Vì vậy nên quân Tây Sơn vây đánh đã 3 ngày mà không lấy được. Tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên đóng cửa thành cố thủ, không dùng sức được, Tây Sơn Vương bèn dùng mưu. Vương mới truyền lui quân rồi cho đi đóng giải rác trong những nơi khuất tịch, nằm im chờ lệnh. Tuần Tuyên tưởng quân Tây Sơn đã kéo về núi, thông cáo cho nhân dân ai bắt sống Nguyễn Nhạc đem nộp hoặc giết chết lấy đầu đem nộp sẽ được trọng thưởng. Tây Sơn Vương bèn cho đóng một chiếc cũi thật kiên cố, bên trong có máy mở đóng, rồi tự mình ngồi vào trong cũi, bảo khiêng đi nạp cho Tuần Tuyên. Trước khi đi thì Vương ra lệnh và sắp xếp tướng sĩ phải chuẩn bị sẵn sàng, hễ nghe trong thành có tiếng pháo nổ thì kéo vào chiếm thành. Mới tuyển lựa 8 quân nhân giỏi côn quyền, ăn mặc theo lối thường dân để khiêng cũi. Khi vào được cửa thành thì dùng đòn khiêng cũi làm côn, tháo thanh cũi làm gậy đánh quân giữ thành. Lại cho một toán quân vài mươi người ăn mặc theo lối thường dân, mượn cách nghiêm giải mang vũ khí đi theo hai bên cũi. Lại tổ chức một số thường dân cho chạy trước và chạy sau đoàn khiêng cũi. La to lên là đã bắt được giặc rồi, đồng bào ra coi. Nhưng Huy và Tứ Linh lẩn theo đám đông người đem quân mai phục ở hai bên cửa thành. Hễ nghe pháo lệnh thì xông ngay vào thành. Sắp đặt xong xuôi, Vương mới chuyển quân khiêng cũi đi. Đồng bào hai bên đường kéo ra xem rất là đông đảo. Tuần Tuyên nghe tin cho người lên thành xem thử, rồi truyền mở cửa thành, nhưng chỉ cho 2 người khiêng cũi vào thành. Những người khiêng cũi lấy cớ là cái cũi quá nặng, 2 người không khiêng nổi. Xin cho cả 8 người vào khỏi cửa rồi ra ngay. Tuần Tuyên mới y cho cũi khiêng vào thành, đồng bào lần lần giải tán. Khi cũi vừa qua khỏi cửa thành, cánh cửa chưa kịp đóng, Tây Sơn Vương liền mở cũi nhảy ra, rút kiếm giấu sẵn trong người, chém chết viên đội trưởng giữ cửa. 8 nghĩa quân khiêng cũi, lớp côn lớp quyền đánh tan toán giữ cửa, mở rộng cửa thành và đốt pháo hiệu truyền lệnh. Nghĩa quân do Nhưng Huy và Tứ Linh điều khiển và những người cầm vũ khí khi bị Tuần Tuyên cản không cho vào, còn đợi đứng trước thành, nghe pháo lệnh, liền kéo ùa vào thành một cách thần tốc, vừa chạy vừa reo hò. Tuần Tuyên khiếp đảm, dắt gia đình lẻ ra cửa sau chạy trốn. Quân lính và quan lại trong thành như rắn không đầu đều quy hàng Tây Sơn Vương. Kế đó thì quân Trần Quang Diệu và chư tướng lần lượt kéo tới, lớp vào thành, lớp đóng giữ bên ngoài phòng việc bất chắc. Tây Sơn Vương mới giao thành cho Trần Quang Diệu và các tướng đóng giữ, tự mình đem 2 quân đoàn xuống dưới Càng Rang, Nước Ngọt đánh lấy 2 kho lương thực. 2 viên quan giữ kho là Đốc Trưng Đằng và Khâm Sai Lượng chống cự, Lượng bị giết, Đằng tẩu thoát. Vương cho chở hết lương thực về thành Quy Nhơn. Khi mà thành Quy Nhơn được hạ xong rồi, địa phận phủ Quy Nhơn từ nguồn Chí Bể thuộc về nhà Tây Sơn. Tháo được ách tham quan Nguyễn Khắc Tuyên, người người đều hoan hỉ và đều nguyện một lòng trung thành cùng Tây Sơn Vương. Tây Sơn Vương dùng thành Quy Nhơn làm căn bản, ngọn cờ đào theo kim tuyến bay phấp phới trên kỳ đài, hiên ngang rực rỡ. Mọi việc về quân sự dân sự đều được sắp xếp lại, quân được chia làm 5 đồn, trung, tiền, hậu, tả hữu do các đô đốc chỉ huy. Lính cũ của chúa Nguyễn xin ở lại đều được sắp xếp và hàng ngũ theo cấp bậc đã có trước. Người nào muốn xin về thì cho về, không cần điều kiện gì.
Các quan lại đầu hàng đều được giữ nguyên chức vụ nhưng mà thuộc quyền điều khiển của các đại học sĩ Tây Sơn. Các huyện lỵ Tuy Viễn, Phù Lý, Bồng Sơn mỗi huyện có một đề đốc và một học sĩ quản lý. Mặc dù thành Quy Nhơn đã trở thành căn cứ chiến đấu, chiến khu Tây Sơn vẫn giữ y nguyên và vẫn tiếp tục phát triển kinh tế và quân sự. An ninh và trật tự trong toàn phủ được giữ gìn chu đáo, không một vụ lộn xộn xảy ra trong lúc giao thừa. Sắp xếp xong việc trọng yếu, Tây Sơn Vương chuẩn bị mở rộng phạm vi Quy Nhơn về mặt Nam và mặt Bắc. Vừa dựng cờ khởi nghĩa, thì nhà Tây Sơn đã được nhiều anh hùng nghĩa sĩ ra gần phó tá. Ở bên võ thì có Võ Văn Dũng, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, được anh em Tây Sơn Vương coi như là cật ruột. Nguyễn Văn Tuyết, Võ Đình Tú, Nguyễn Văn Lộc, Lê Văn Hưng được coi như là tay chân. Nhưng Huy và Tứ Linh là hai tay lục lâm mới quy thuận, lòng dạ chưa lường được nhưng mà do võ nghệ cao cường nên vẫn được trọng dụng. Tất cả đều là tướng tài, mỗi người có một môn sở trường vô địch. Võ Văn Dũng là người thôn Phú Phong, huyện Tuy Viễn, Bình Khê, nhà rất giàu. Rước thầy về học văn học võ từ nhỏ đến lớn, học văn thì tối dạ lắm, nhưng mà còn học võ thì dạy đâu nhớ đó, mỗi năm phải rước một thầy mới để thay. Đến năm 20 tuổi thì theo người buôn ngựa vào Phú Yên, duyên may gặp được lão trượng họ Lương, dòng dõi Lương Văn Chánh ở Tuy Hòa, dạy cho môn trường kiếm và môn đoản đao, dạy cách đánh trên đất, cách đánh trên ngựa, lúc dùng một món, lúc dùng cả đôi. Về nhà, Võ Văn Dũng tập luyện ngót 5 năm trời mới thành thục. Nhớ lời thầy dặn, học võ là để phòng thân và dẹp nỗi bất bình khi gặp, chứ không phải là đấu sức khoe tài, võ giấu kín nghề riêng, cho nên ngoài Nguyễn Nhạc là bạn cố giao, khách võ lâm không ai biết là võ là thuộc hàng cao thủ. Nữ tướng Bùi Thị Xuân là con của Bùi Đắc Chí, gọi Bùi Đắc Tuyên bằng chú, người thôn Xuân Hòa, một thôn nằm ở phía đông Phú Phong. Vừa có sức mạnh, vừa có sắc đẹp, nữ công khéo, chữ viết đẹp, nhưng mà lại thích làm con trai, thích múa kiếm đi quyền. Nghe kể chuyện bà Trưng, bà Triệu cưỡi voi đánh giặc, Bùi Thị Xuân náo nức muốn được theo gương bà Triệu, bà Trưng. Còn những chuyện Tô Tiểu Muội cùng chồng sướng họa hay là chuyện bà Mạnh Quang cử án tề mi thì Bùi Thị Xuân lại cho là nhảm nhí. Lúc nhỏ đi học thì thường mặc áo con trai, lớn lên thì tự chế các kiểu áo nữ hiệp vẽ trong sách mà mặc, cha mẹ chiều con không nỡ lời trách cứ. Thế còn tiếng chê khen của người ngoài thì Bùi Thị Xuân không bận tâm. Năm 12 tuổi, Bùi Thị Xuân đến trường học chữ. Một hôm anh em giễu cợt ra cho nhau câu đối: ngoài trai trong gái, dưa cải dưa môn, có người đói. Đối là đứng xuân ngồi thung, lá vông lá chóc, rồi vỗ tay cười ầm lên. Bùi Thị Xuân cả thẹn, vùng quyền đánh vào mặt hai người sinh sự rồi trở về nhà, từ đấy bỏ học chữ, ở nhà chuyên học võ. Trước kia thì không biết Bùi Thị Xuân học võ với ai và học vào lúc nào, nhưng mà từ khi bỏ học văn thì đêm đêm có một bà lão đến dạy. Dạy từ đầu hôm đến gà gáy lần thứ nhất thì bà lão lui gót, không ai hiểu lai lịch ra sao. Suốt 3 năm trời, trừ những khi mưa gió, đêm nào bà lão cũng đến, cũng đi đúng giờ giấc, dạy quyền, dạy song kiếm, rồi dạy cách nhảy cao nhảy xa. Nhảy cao thì cột hai bao cát nơi chân mà nhảy, ban đầu bao nhỏ, rồi đổi bao to dần, cuối cùng mới nhảy chân không. Còn nhảy xa thì ban đầu dùng xào, sau dùng tre tươi ngoài bụi, níu đọt uống cong xuống thấp, rồi nương theo sức bung của cây mà nhảy. Đêm học, ngày tập, đến năm 15 tuổi thì tài nghệ đã rất là điêu luyện. Một hôm thì bà lão đến, cầm tay Bùi Thị Xuân khóc và nói: ta có duyên cùng con chỉ bấy nhiêu thôi, đêm nay ta đến từ biệt con. Bùi Thị Xuân khóc theo và nài nỉ, xin cho biết danh tính và quê quán. Bà lão đáp: ta ở gần đây, trong 3 hôm nữa con sẽ biết tin tức, nhưng con phải giữ bí mật. Nói rồi vụt một cái biến mất. 3 hôm sau, ở thôn An Vinh có một đám ma của một bà lão. Bà lão nhà nghèo quá bụa, sống với vợ chồng người con gái làm nghề nông. Khi Bùi Thị Xuân được tin, tìm đến thì việc chôn cất đã xong. Biết bà lão đây chính là thầy mình, nhưng mà nhớ lời thầy dặn, chỉ điếu tang như một người thường. Về nhà mới đợi lúc khuya vắng, thiết hương án nơi vườn dạy võ mà thành phục, nhưng mà chỉ để tâm tang. Từ đấy thì Bùi Thị Xuân một mình tự luyện tập. Một hôm Bùi Thị Xuân ở ngoài về, tình cờ thấy đứa ở gái dùng 2 chiếc đũa bếp làm kiếm múa, múa đúng bài bản phép tắc. Bùi Thị Xuân giật mình, té ra cô ả ngày ngày thấy tiểu chủ múa kiếm bắt chước múa theo, lâu dần thành quen tay. Đợi cô ả múa hết bài, Bùi Thị Xuân chạy đến ôm chầm và khen là em giỏi lắm. Từ đấy thì cho cô ả dùng gươm thật mà tập, lại rủ chị em trong xóm ai muốn học võ học kiếm thì ban đêm rảnh việc đến nhà, Bùi Thị Xuân dạy cho. Không mấy lúc mà nhà họ Bùi trở thành trường dạy võ, đệ tử từ 5-3 người trong xóm vụt nhảy lên thành hàng chục, hàng vài ba chục.
Một số người tuy đã có con, tay dắt tay bồng mà cũng đến xin học. Tài nghệ đã tinh mà cách đối xử, cách dạy dỗ lại đứng đắn, nên Bùi Thị Xuân được chị em kính yêu quý trọng trong số đệ tử xuất sắc có bà Bùi Thị Nhạn. Một phú ông họ Đinh ở Lai Nghi để đền ơn dạy con gái mới tặng Bùi Thị Xuân một con ngựa trắng toàn sắc mới tập kiểu, vóc to, sức mạnh, chạy hay. Bùi Thị Xuân tập cho ngựa trở thành một chiến mã, chạy suốt buổi không đổ mồ hôi. Lại một hôm lên chợ Phú Phong, Bùi Thị Xuân thấy hai thớt voi đứng ăn chuối cây, chung quanh người vây đông đúc. Bùi Thị Xuân chen đến gần, voi lấy vòi cạ lên lưng, lên vai, có vẻ trìu mến. Bùi Thị Xuân xin cưỡi thử, voi co một chân trước cho Bùi Thị Xuân leo lên cổ, rồi đi tới đi lui theo sự điều khiển của Bùi. Hết thớt này đến thớt kia, Bùi Thị Xuân nhận thấy rằng là điều khiển voi còn có phần dễ hơn điều khiển ngựa. Từ đấy thì cái chí muốn làm bà Trưng bà Triệu lúc nhỏ lại trở lại nung nấu tâm hồn. Bùi Thị Xuân lo tập luyện cho mình, cho chị em trong xóm, trong làng. Tiếng đồn đi xa, chị em các làng khác, các huyện khác cũng tìm đến xin thụ giáo. Bùi Thị Xuân lại chỉ ước có tiền mua ngựa voi cho chị em tập. Gia đình chỉ vào hàng khá giả vừa phải, nên dù thương chiều con cũng không sao, có thể làm vui lòng con. Bùi Thị Xuân càng lớn lên càng xinh đẹp, khách giáp danh bán sẻ, ngấp nghé trông sao ở gần có, ở xa có, ngày nào cũng có người đến sân. Nhưng mà phần đông, hễ thấy mặt Bùi Thị Xuân thì run, như là run khi mà thần tử thấy lòng nhan, vì trong vẻ đẹp kiều diễm của Bùi Thị Xuân lại có vẻ uy nghiêm, đôi mắt ngước lên nhìn như đôi lằn điện chiếu. Những chàng trai mà nhát gan ấy thì vừa đến sân đã lùi ra khỏi ngõ, còn những chàng trai có ít nhiều đảm lực thì bước vào thềm. Nhưng mà mới bị hỏi sơ vài câu về võ về văn thì lưỡi tự nhiên cứng lại. Vì vậy mà cho đến 20 tuổi mà Bùi Thị Xuân tay không chân rồi. Thời xưa, con gái 17, 18 tuổi mà chưa có chồng thì cha mẹ rất lấy làm lo. Nhà họ Bùi cũng thế. Một hôm bà mẹ tỏ ý lo ngại cùng con thì Bùi Thị Xuân cười. Bà Trưng có chồng, bà Triệu đâu có chồng, nhưng mà ai dám cười chê. Để giúp gia đình mà cũng là để thết đãi chị em học trò, Bùi Thị Xuân thường đi săn heo, săn nai. Một hôm cùng vài cô học trò đi săn ở vùng núi Thuận Ninh, xảy ra gặp một tráng sĩ đương đánh cùng một mãnh hổ. Tráng sĩ mình đầy máu me, sức đã sắp đuối, hổ hung hăng chụp vấu. Bùi Thị Xuân hét lên một tiếng, rút song kiếm sát vào cứu tráng sĩ. Hổ bỏ tráng sĩ đánh cùng Bùi Thị Xuân, hổ đã nhanh tránh khỏi những nhát kiếm hiểm độc, nhưng mà Bùi Thị Xuân lại càng nhanh hơn, tránh khỏi những cái vồ như bão như chớp, khiến mấy phen hổ chụp hụt bị té nhào. Hổ cự địch với tráng sĩ đã lâu, sức đã mỏi nên động tác chậm dần, cuối cùng bị một nhát kiếm vào vai, gầm lên một tiếng rồi bỏ chạy. Bùi Thị Xuân trở lại băng bó cho tráng sĩ, lúc đấy thì mới hỏi tên, tráng sĩ mới đáp rằng tên là Trần Quang Diệu. Để nói về Trần Quang Diệu thì ông quê quán ở Ân Tín, huyện Hoài Ân, nhà giàu nhưng mà mồ côi sớm, thân tự lập thân. Lúc nhỏ thì Trần học văn học võ nhiều thầy, lớn lên một hôm vào dãy núi Kim Sơn để tìm kiếm thịt, tình cờ thấy một ông lão nằm đùa giỡn cùng một con cọp to lớn. Hổ trông thấy Trần thì nhảy đến vồ, Trần tránh khỏi, hổ vồ tiếp, ông lão liền hét, hổ dại nhé. Hổ liền ngoan ngoãn trở lại cùng ông lão. Ông lão gọi Trần đến gần lại hỏi, người là ai? Chẳng biết nơi này có ổ cọp sao mà dám đưa thân tới. Trần mới thật thà kể hết gia cảnh và thân phận, đoạn lại ông lão xin cho mình học trò. Ông lão đáp, âu cũng là duyên. Rồi bảo Trần về thu xếp việc nhà rồi trở lên. Trần về giao nhà cửa ruộng nương cho người em thúc bá và dặn, ta đi chuyến này, mau thì 5 năm, lâu thì 10 năm mới về, ở nhà lo làm ăn tử tế, đừng tìm hiểu ta đi đâu và đi có việc gì. Lên Kim Sơn thì Trần được lão nhân đưa về nhà nuôi dạy. Lão nhân là ai? Thì lão họ Diệp, tên là Đình Tòng, người thôn Vĩnh Thạnh, huyện Tuy Viễn, Bình Khê. Lúc tráng niên đã xuống tay giết chết tên tri huyện tham ô thời chúa Nguyễn Phúc Khoát. Bị truy nã thì lão đem vợ con theo đường núi ra Kim Sơn lánh nạn. Trên 20 năm trời không ai biết tung tích. Vợ con không chịu nổi Lam Sơn chư khí, lần lượt qua đời hết. Chỉ còn mình cụ sống với Hùng Bèo. Gặp được họ Trần thì là cụ vô cùng hoan hỉ. Hai thầy trò sống trong ba gian nhà tranh rộng rãi sạch sẽ, có đủ đồ cần dùng cho một gia đình nho nhỏ, lại có đủ 5 món vũ khí, đao, kiếm, côn, thương, cung, mỗi thứ một cặp. Thứ nào cũng được lau chùi bóng nhoáng, nhưng mà Trần chỉ học môn đại đao. Thầy hết lòng dạy, cò thì cố sức học, khi luyện tập một mình, khi cùng thầy thao diễn, khi nới đất bằng, khi ở trên đá núi. Học tập cách đánh trên ngựa, cách đánh dưới thuyền, không có ngựa, phải lấy đá làm ngựa, không có thuyền thì lấy những khúc gỗ tròn làm thuyền. Những lúc không luyện tập thì lo trồng chỉa săn bắn để sống. Thầy trò sống một cách thích thú, ung dung. Nhưng có một điều làm cho Trần áy náy
là con hổ của thầy, hễ thấy bóng Trần là bỏ chạy nơi khác. Biết ý nên khi thấy hổ ở bên cạnh thầy thì Trần cũng khéo léo lánh mặt. Ban đầu còn thắc mắc, lâu ngày thành thói quen, thấm thoát đã 5 năm qua. Một hôm lão nhân trao một thanh đại đao mình thường dùng cho Trần và bảo rằng đây là thanh Huỳnh Long Bảo Đao có từ thời nhà Trần, ta tặng con làm kỷ niệm. Đoạn rồi sai Trần thu tất cả các món vũ khí đem chôn ở một cái hố phía sau nhà, rồi bảo rằng là thầy đã gần 100 tuổi rồi, bấy lâu còn phải sống là vì đao pháp của thầy chưa có người kế tục. Nay thầy đã truyền thụ cho con rồi thì thầy chết được vui vẻ. Sau khi chôn cất thầy xong, con không nên quyến luyến nơi này, con nên kiếp xuống núi, đem sở học làm sở hành để khỏi phí cuộc đời anh tuấn. Và nếu có dịp đi ngang qua Vĩnh Thạnh thì hỏi thăm xem là họ Diệp còn ai không. Nếu còn thì con sẽ cho biết qua tin tức của thầy, nhưng mà đó cũng không phải là điều cần thiết. Nói xong thì nằm xuống, lấy tay đánh nhẹ lên đỉnh đầu mà tắt nghỉ, buồn thương khôn tả. Trần về nhà, cửa nhà yên vui, hai hôm sau lại cắp đao băng núi đến Vĩnh Thạnh. Nghe tin Nguyễn Nhạc mở sòng bạc lớn ở Kiên Mỹ thì Trần mới nghĩ bụng rằng là anh hùng lúc chưa gặp thời cũng như là khi lỡ vận, thường gửi mình vào những nơi yên hoa tử bác, và kẻ có chi lớn thường dùng sòng bạc làm nơi kén bạn hiền. Liền tìm đến gặp Nguyễn Nhạc, Nhạc nhất kiến như cựu, từ đấy hai bên thường qua lại với nhau. Hôm mà Trần gặp cọp ở Thuận Ninh là một trong những hôm Trần và Hoài Ân vào Kiên Mỹ để gặp gỡ Nguyễn Nhạc. Hôm ấy thì Trần không mang đao theo, đánh tay không với cọp từ sáng đến trưa, Trần bị đuối sức nên mới bị thương. Nếu không gặp Bùi Thị Xuân thì e khó giữ toàn mạng. Thoát chết thì Trần yêu cầu đưa về Kiên Mỹ nhà Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc và Bùi Thị Xuân vốn đã từng nghe tiếng nhau nhưng mà chưa có dịp làm quen. Nhờ cọp theo gió, gió đưa duyên mà nên Nghĩa vườn đào Bùi Trần Nguyễn. Rồi để cho Nghĩa thêm nặng, tình thêm thâm, Nguyễn Nhạc đứng ra làm mai và làm luôn chủ hôn để Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân nên đôi, nên lứa. Lại nói về Nguyễn Văn Tuyết, người xã Nhân Ân, huyện An Nhơn. Lúc nhỏ có sức mạnh, đánh lộn giỏi, tụ tập kẻ vô lại ở chợ Gò Tràm và được tôn làm đầu nậu. Những kẻ mãi võ đến chợ phải đến ra mắt Tuyết rồi mới được hành nghề. Một hôm thì một ông già, đầu râu như bông vải vừa bắn xong, cùng hai cô gái mặt mày đẹp đẽ đến chợ mãi võ. Ông già không theo lệ cũ, vừa đến liền khua chiên khai diễn. Cô gái nhỏ múa kiếm vun vút, khí lạnh rợn người. Người đến xem đông như kiến và tiếng hoan hô dậy trời. Nguyễn Văn Tuyết hay tin, đùng đùng nổi giận, liền kéo 10 tên thủ hạ đến vấn tội ông già. Ông già hỏi không thèm đáp, đánh không thèm đỡ, đứng chơ chơ đó như một pho tượng trời trồng. Tuyết thất kinh bỏ về nhà tìm cách rửa hận. Do biết ông già và hai người con gái trọ ở nơi miếu thổ địa ở sau chợ, Tuyết mới đợi đêm khuya dắt kiếm nhảy tường vào miếu. Lúc ấy thì bốn bề im phăng phắc, hai cô gái ngủ say, ông già nằm ngáy như sấm. Tuyết khẽ lén đến gần, rút kiếm đâm vào cổ, kiếm gãy kêu răng rắc. Tuyết hết hồn bỏ chạy, ông già níu lại. Tuyết mới run sợ quỳ xuống chịu tội. Ông già ngồi dậy nói: nhà ngươi tư chất thông minh, lại có sức mạnh xuất chúng, sao không lo rèn võ luyện văn để chờ cơ hội ra giúp nước mà lại đắm mình trong vũng bùn nhơ. Tuyết lại thề quyết tâm hối cải và van xin theo làm môn đồ. Ông già họ Trần, tên Kim Hùng, là một võ sư người thôn Trường Định, huyện Tuy Viễn, võ nghệ tuyệt luân. Nhưng mà người con trai bị mất sớm nên cụ buồn quá, dắt hai người cháu đi tìm người xứng đáng để làm người thừa kế. Gặp được Nguyễn Văn Tuyết, Trần lão rất hài lòng. Lúc này thì Tuyết mới theo Trần lão ra đi. Sau 5 năm trở về, bọn đồ đảng cũ đến mừng thì Tuyết khuyên nên bỏ nghề cướp bóc. Một hôm, võ vương Nguyễn Phúc Khoát, Nam Tuần đến Quy Nhơn. Nghe đồn chúa Nguyễn có con tuấn mã tên là Xích Kỳ, Tuyết mới đợi đêm khuya lẻn vào hành cung bắt ngựa, rồi lên yên chạy thẳng đến vùng An Khê. Trời vừa hưởng sáng thì ngựa đã qua khỏi đèo Vĩnh Viễn. Con Xích Kỳ là cống vật của Cao Miên, chúa rất yêu quý. Ngựa bị mất trộm, tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên bị tội chết, nhờ Trương Phúc Loan ra sức cứu mới được miễn. Tuyên cho người đi tìm khắp Quy Nhơn, Phú Yên, Quảng Ngãi nhưng mà không tìm ra bóng dáng. Khi xa giá chúa Nguyễn trở về Phú Xuân thì trong dinh tuần phủ Quy Nhơn bỗng thấy trên vách để mấy chữ lớn: kẻ trộm ngựa chúa là Nguyễn Văn Tuyết ở Tuy Viễn. Tuyên xem thấy hết hồn, dặn tả hữu đừng tiết lộ, việc được im. Tuyết sau khi theo thầy học thành tài trở về Tuy Viễn, những mong cứu đồng bào ra khỏi ách chuyên chế của chúa Nguyễn, song không biết làm cách nào, đành ôm ấp mộng mà chờ người đồng khí đồng phương. Kịp nghe tin Tây Sơn Vương chiêu mộ hào kiệt, Tuyết liền lên sơn trại đầu quân. Tại đây thì Tuyết gặp lại và kết hôn với cùng cô cháu gái của Trần sư phụ là Trần Thị Lan. Còn một người nữa là Nguyễn Văn Lộc, lúc nhỏ nhà nghèo, đi chăn trâu cho một phú nông làng Kỳ Sơn, học võ lúc nào và với ai thì không ai biết.
Một hôm đi chơi về khuya thì bị Quân Canh bắt trói vào cột đình. Lộc nhặt miếng sành cắt dây trói trốn thoát. Quân Canh hơn 10 người đuổi theo đều bị đánh ngã không đứng dậy nổi. Trời tối thì Lộc chạy lạc vào cánh đồng lúa chín. Người giữ ruộng ngờ là ăn trộm hô hoáng. Người chung quanh chạy đến vây bắt. Người mỗi lúc một đông, kẻ gậy người gộc. Lộc đánh ngã lớp này thì lớp khác xông đến. Liệu không thể dùng quyền để giải vây được, Lộc bèn giật cây gậy đánh một đòn chí tử mở đường máu thoát thân. Từ đấy người địa phương mới biết Nguyễn Văn Lộc là người võ nghệ siêu phàm. Nghe tin Tây Sơn Vương tụ tập quần anh, Lộc đến xin gia nhập và được tiếp đãi vào hàng Thượng Tân. Còn Võ Đình Tú thì hợp tác cùng Tây Sơn Vương từ thuở ban sơ. Tú con nhà giàu đất Phú Phong, tính can đảm và hào phóng từ lúc bé, được một nhà sư dạy võ nghệ và binh pháp. Nhà sư thì pháp danh là gì và ở đâu không ai biết, thường đến ngồi trước ngõ họ Võ. Nhà sư mặt mày xấu xí, ăn mặc rách rưới. Lũ nhỏ trong xóm hễ trông thấy nhà sư thì kéo nhau đến chào kẹo. Tú bấy giờ mới 14 tuổi, đối với nhà sư thì lại hết sức lễ phép và thường bưng cơm nước hoặc bánh trái đến cúng dường, nhà sư hoan hỉ mà nhận. Một hôm trời nổi mưa gió, mọi người không dám ra đường, mưa suốt ngày, đêm đến mưa tạnh gió ngừng, nhưng mà trong nhà không thấy Tú đâu cả. Cho người đi tìm khắp nơi, hết ngày này qua ngày khác, vẫn không tìm thấy tung tích. Mà nhà sư từ hôm mưa gió cũng không còn thấy tới lui trong thôn. Người nhà quyết đoán rằng Tú bị nhà sư bắt, đành thắp nhang cầu Phật gia hộ cho Tú mà thôi. 10 năm sau thì Tú trở về, một thanh niên vạm vỡ, sức mạnh như hùm nhưng mà tính tình chất phác, mới trông qua không ai biết rằng võ nghệ cao cường. Về nhà, đóng cửa xem sách, trừ Võ Văn Dũng thì cũng không giao du với ai, cũng không lấy vợ. Võ Văn Dũng giới thiệu cùng Tây Sơn Vương, Vương thân hành đến rước. Sau khi về cùng với nhà Tây Sơn thì Tú mới trổ tài, chẳng những côn quyền xuất chúng, binh pháp tinh thông mà còn có tài bắn cung, nhảy cao, cưỡi ngựa. Thường ưa sử dụng thiết côn, trăm người không địch. Bùi Thị Xuân tặng một lá cờ đào thêu 4 chữ vàng thiết côn vô địch. Nguyễn Huệ yêu thương như ruột thịt. Những lúc rảnh rang thường cùng Tú bàn luận về võ nghệ và binh pháp. Còn có Lê Văn Hưng, vốn là một tay cướp nước tiếng ở Kiên Dõng, ngọn roi tuyệt diệu, quất ra một đòn đánh ngã 100 người. Tuy là người ăn cướp nhưng mà lấy của người giàu chia cho người nghèo nên được nhân dân địa phương rất yêu mến. Hưng có đến vài chục thủ hạ. Ông cấm thủ hạ không được quấy nhiễu đồng bào. Và Hưng không bao giờ phạm đến tài sản người trong huyện. Những vụ đánh cướp do Hưng cầm đầu chỉ xảy ra ở các nơi xa. Và vụ nào Hưng cũng cầm roi để cản hậu. Đánh người chỉ đánh ngã chứ không đánh chết hoặc gây trọng thương. Nhưng có một lần, đó là lần chót, cướp được một vố to ở Phú Yên. Khổ chủ là một tay giỏi võ, gia nhân lại toàn là lực điền, có đôi miếng võ trong mình. Ỷ thị cứ lăn xả và đánh Hưng. Hưng nương tay đã nhiều lần nhưng đối phương không sợ, cứ bám sát. Trời đã gần sáng mà đối phương vẫn chưa chịu lui. Hưng đành phải dùng tận lực, khổ trụ bị đánh hộc máu, chết tươi. Các vụ cướp xuông thì nhà cầm quyền cũng không để ý. Nhưng vụ này gây ra án mạng, chính quyền không thể bỏ qua. Biết thủ phạm là Hưng thì tuần phủ Phú Yên hợp lực cùng tuần phủ Quy Nhơn cho truy nã gắt. Hưng đành phải bỏ nhà vào rừng. Rồi nhân Tây Sơn Vương bộ binh, Hưng bèn nhập ngũ. Nhờ tài nghệ không bao lâu từ cấp lính lên cấp đội rồi dần dần đến cấp tướng. Lại còn có ông Lý Văn Bưu. Còn có tên khác là Mưu, người làng Đại Khoang, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định, nổi danh từ thời niên thiếu, có biệt hiệu là Phi Vân Báo, tức là con beo bay trong mây. Có tài vừa cưỡi ngựa, phi nước đại vừa múa kiếm, phóng lao bắn cung 100 phát 100 trúng. Ngoài ra, ông còn có tài nuôi ngựa chiến. Nhờ địa thế vùng từ Đại Khoang thuận truyền qua Thuận Ninh đất xấu, toàn gò đống, cây dại cùng trà là, sim ổi, mọc chen trúc, lẫn với cỏ dại, rất thích hợp cho việc chăn nuôi săn bắn. Nên gia đình ông chuyên nghề nuôi bò ngựa và săn bắn. Đồng thời chuyên luyện tập võ nghệ, nghiên cứu chiến trận. Bùi Thị Xuân thường đến khu vực này săn bắn nên quen thân với ông Bưu và học ông cách thức luyện tập ngựa chiến. Khi Tây Sơn khởi nghĩa thì ông Bưu được bà Xuân tiến cử phụ trách chăn nuôi sản xuất tại nông trại Tây Sơn Hạ, kết hợp tổ chức tập luyện đoàn chiến mã và rèn luyện nghĩ binh. Nhờ tài thao lược thì ông được phong chức đô đốc, cầm binh tham gia các trận đánh ở trong Nam và giải phóng thành Thăng Long. Nhưng Huy và Tứ Linh tên thật là gì và quê quán nơi đâu thì không rõ, làm nghề lục lâm, xào huyệt tại nguồn An Tượng thuộc Tây Sơn Hạ, nhưng mà chỉ làm ăn từ Phú Yên trở vào. Cả hai đều là tráng lực sĩ, võ thuật cao, song tính tình hung bạo, Tây Sơn Vương dùng với sự dè dặt. Đã có từng ấy người tài, nhưng mà Tây Sơn Vương nhận thấy chưa đủ, nên trải lòng cầu hiền. Hai viên tướng người Tàu là Tập Đình ở Hội An, Lý Tài ở cửa biển Phù Ly, đem quân ứng theo Tây Sơn Vương. Quân của Tập Đình gọi là Trung Nghĩa Quân, quân của Lý Tài gọi là Hoa Nghĩa Quân.
Quân ở trong hai đội hầu hết là đều là người Tàu to lớn mạnh bạo, khi ra trận uống rượu say, cởi trần, lấy giấy vàng bạc dán cùng mình, cất tiếng hét vang, sấn vào tấn công kẻ địch. Tây Sơn Vương đón tiếp nồng hậu và cho vào đóng trong thành, chờ dịp tấn công. Kế đó là một tráng sĩ xin vào yết kiến. Tây Sơn Vương cho mời vào thì là Phan Văn Lân, người bạn học cũ. Họ Phan, người ở miền ngoài nhưng không rõ ở phủ huyện nào, võ rất giỏi, tự bảo rằng võ mình được truyền từ Phạm Ngũ Lão đời Trần, thiên hạ vô địch. Nhưng khi vào An Thái yết kiến Trương Văn Hiến thì liền lại xin làm đệ tử. Trước kia họ Phan tự đắc bao nhiêu thì sau khi thọ giáo cùng Trương Công lại khiêm tốn bấy nhiêu. Gặp được bạn cũ thì Tây Sơn Vương hết sức vui mừng, mời họ Phan ở ngay trong cung. Phan không chịu, xin ra nơi ở các dinh thự cùng với chư tướng. Một hôm có một nhà sư hình thù cổ quái nghe tiếng tăm của Phan Văn Lân bèn đến xin gặp. Phan tránh mặt, nhưng mà quân sĩ thúc giục Phan giả lính theo thuộc hạ ra xem. Nhưng nhà thư nhìn biết thì thách Phan đấu võ, nhận thấy nhà sư không phải hâm mộ nghệ thuật muốn làm bạn bốn phương, mà là một khách giang hồ bụng đầy ác ý. Phan quyết định trừ khử để tránh mối họa về sau. Lúc ấy nhà sư đưa ngồi uống rượu ở nơi tầng 2 một tửu lâu trước cửa thành. Phan mới rủ tay áo ngồi thách nhà sư ra tay trước, bị chạm lòng tự ái. Nhà sư nổi giận thình lình đá Phan một ngón tối độc. Phan chỉ nghiêng mình lấy tay hất nhà sư rớt xuống lầu vỡ sọ. Khi Phan mới đến ngoài Tây Sơn Vương thì các tướng thấy Phan hiền lành, ai cũng tưởng là kẻ tầm thường. Khi Phan đánh chết nhà sư, mọi người mới biết có tài siêu việt. Tướng sĩ yêu cầu Phan cho xem tài nghệ, Phan nhất định từ chối. Này nỉ quá thì Phan bảo dinh ba tảng đá dày chồng lên nhau rồi đưa sống bàn tay phải chém xuống. Ba tảng đá đều vỡ làm đôi như bị lưỡi gươm thần chém đứt. Ai nấy đều gọi là người thần. Nhà sư bị Phan Văn Lân hất xuống tửu lâu là một người Trung Quốc thuộc phái Thiếu Lâm. Ở chợ Gò Tràm, phía bắc thành Quy Nhơn, còn có một nhà sư nữa, cũng người Tàu thường đến biểu dương võ nghệ, thường cởi áo ngồi ngay ngắn cho người dùng gươm đao chém vào đầu mình tay chân. Chém mạnh mấy cũng không hề gì. Tây Sơn Vương được tin, sợ nhà sư gây biến, muốn trừ nhưng không thể giết được. Lúc này thì Võ Văn Dũng lãnh trách nhiệm trừ nhà sư. Võ Văn Dũng đến chợ Gò Tràm gặp nhà sư, dùng lễ khoản đãi. Khi đã nên thân thì Võ hỏi, hòa thượng là người đã đạt đạo, không biết có khi nào bị lạc thú của trần gian cám dỗ chăng? Nhà sư mới đáp, lòng ta như cho lạnh, không có gì có thể cám dỗ. Võ cười, lời nói không đáng tin, có thể cho phép được thí nghiệm. Nhà sư mới bằng lòng. Thì Võ thuê 10 tên thanh niên vô lại và 10 gái thanh lâu xinh đẹp trải chiếu làm việc dâm dục trước mặt nhà sư. Ban đầu nhà sư cười nói như thường, nhưng hồi lâu bỗng nhắm mắt không muốn nhìn nữa. Xuất kỳ bất ý, Võ rút kiếm chém một nhát, đầu nhà sư rơi liền tay. Võ nói, nhà sư không có thuật gì lạ đâu, dày công luyện khí làm cho thân thể cứng rắn, khi tâm định thì khí tụ, tâm động thì khí tan. Lúc ban đầu thì tâm nhà sư không động nên nhà sư dám nhìn tự do, đến khi nhà sư nhắm mắt thì biết tâm nhà sư đã động rồi, cho nên chém xuống không thể kháng cự được. Ai nấy đều phục, Võ là cao kiến, Tây Sơn Vương rất hài lòng. Ít lâu sau thì Trần Quang Diệu đưa một tráng sĩ về tiến cử cùng Tây Sơn Vương. Tráng sĩ đó là Võ Văn Nhậm. Võ Văn Nhậm người Quảng Nam, sức mạnh hơn người, đánh giặc giỏi, tính tình phóng khoáng, không chịu sự ràng buộc. Vốn là tướng của quan trấn thủ Quảng Nam, vì không tuân theo luật pháp bị tội phải trốn vào Quy Nhơn. Nhậm đến Phù Ly, nghe người đi đường cho biết có tên Cường Hào cưỡng đoạt con gái chưa chồng. Nhậm giận, tuốt gươm giết chân thổ hào rồi định đến cửa quan chịu tội. Bỗng một tráng sĩ đến vỗ vai. Tôi xem anh chỉ khi tài lực đủ định loạn thiên hạ dễ dàng. Giết một con sâu dân thì có chi gọi là tội mà toan bỏ cái thiên tài hữu dụng. Sao không đến Tây Sơn Vương để chung lo việc lớn. Tôi, Trần Quang Diệu, xin tiến cử anh lên nhà vua. Võ Văn Nhậm hớn hở theo Trần Quang Diệu. Tây Sơn Vương trọng dụng và sau này gả con gái là Thọ Hương công chúa cho. Tiếng chiêu huyền đại sĩ của Tây Sơn Vương mỗi ngày mỗi bay xa, các anh hùng chí sĩ lần lượt đến giúp mỗi ngày mỗi đông. Ngày kia có một người tới xin được sức góp tài, xưng danh là Ngô Văn Sở. Ngô Văn Sở, người làng Bình Thạnh, Tuy Phước, có sức mạnh, giỏi võ nghệ, thông binh pháp, cùng với Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng kết thành bạn thân. Đó là những bậc kỳ tài. Còn ngoài ra còn nhiều tay võ giỏi khác ứng mộ Tòng Quân, sau cũng lập được nhiều công lớn. Ngoài ra thì dưới cờ nữ tướng Bùi Thị Xuân còn có 4 phó tướng nữ trẻ đẹp tài cao là bà Bùi Thị Nhạn, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Dung và Huỳnh Thị Cúc. Bà Bùi Thị Nhạn là con gái út Bùi Đắc Lương, một cự phú thôn Xuân Hòa, huyện Tuy Viễn. Ông Lương sinh được 3 trai là Bùi Đắc Chí, Bùi Đắc Trung, Bùi Đắc Tuyên và 2 gái là Bùi Thị Loan, Bùi Thị Nhạn. Bùi Thị Xuân là con của Bùi Đắc Chí, gọi Bùi Thị Nhạn bằng cô, nhưng mà Bùi nữ tướng lớn tuổi hơn và đào tạo Bùi Thị Nhạn thành một nữ kiếm khách. Trần Thị Lan là em ruột Trần Thị Huệ, phu nhân Nguyễn Nhạc, con của Trần Kim Báu, cháu võ sư Trần Kim Hùng,
người thôn Trường Định, huyện Tuy Viễn. Khi Lan lên ba thì bà Báu qua đời, ông Buồn gửi hai con cho ông bà nội Trần Kim Hùng, một bước dấn thân giang hồ. Lớn lên thì thị Huệ theo bà nội học nữ công, thị Lan theo ông nội học võ nghệ, có tài về kiếm thuật và luyện thân lanh lẹ như chim én nên tự hiệu là Ngọc Yến. Võ sư rất yêu quý, đi đâu cũng đem theo. Trần Kim Báu vào đến Bình Khương mở trường dạy võ tại huyện Quảng Phước, cưới vợ địa phương sinh được một con trai là Trần Kim Sư. Khi lên hai thì cha mất, Kim Sư cũng sống cùng cha mẹ. Võ sư Kim Hùng nghe được tin con mất đem hai cháu vào thọ tang. Lúc ấy thị Huệ đã 17, thị Lan lên 12. Tang lễ xong, nhà sư đem hai cháu gái về xứ. Lúc về cũng như lúc đi, lão sư bày việc mãi võ để vừa nghỉ chân vừa kiếm tiền lệ phí. Về đến Gò Tràm thì lão sư gặp Nguyễn Văn Tuyết. Biết Tuyết là người có tài, lão sư về nhà giao hai cháu cho vợ rồi cùng Tuyết đi Vân Du. Sau đó Trần Thị Huệ kết duyên cùng Nguyễn Nhạc, nghe tiếng Bùi Thị Xuân võ nghệ cao cường, thị Lan theo chị lên kết bạn cùng Bùi Nữ Tướng. Còn bà Nguyễn Thị Dung và bà Bùi Thị Cúc là người Quảng Ngãi. Bà Dung là em của Nguyễn Văn Xuân, người làng Lạc Cổ, huyện Mộ Đức. Bà Cúc là em Huỳnh Văn Thuận, người làng Đông Quang, huyện Sơn Tịnh, hai người là chỗ quen thân. Ông Xuân và ông Thuận có tài về văn học. Bà Dung và bà Cúc có tài về kiếm thuật. Nghe tiếng Trương Văn Hiến thì bốn anh em rủ nhau vào xin thọ giáo. Trương Công không thu nạp nữ đồ đệ. Ông Xuân và ông Thuận ở lại An Thái học văn. Hai cô gái được Trương Công giới thiệu lên Xuân Hòa thụ nghiệp cùng Bụi Thị Xuân. Bà Dung và bà Cúc tuổi tác cùng tài nghệ tương đương với bà Nhạn, bà Lan. Cả bốn đều tôn Bùi Nữ Tướng làm thầy và coi nhau như ruột thịt. Người đương thời gọi là Tây Sơn Ngũ Phụng Thư. Ngũ Phụng đã cùng nhau tổ chức, huấn luyện và điều khiển một đoàn tượng binh gồm 100 thất voi và một đoàn nữ binh trên 2.000 người cho nhà Tây Sơn. Trong Ngũ Phụng Thư, chỉ Bùi Thị Xuân đã có chồng là Trần Quang Diệu trước khi kết bạn cùng các nữ anh hùng. Còn những người khác, kẻ trước người sau, lần lượt theo chồng khi đã lập nên danh nghiệp. Riêng chỉ có bà Huỳnh Thị Cúc là không chịu xuất giá, suốt đời theo phò tá Bùi Thị Xuân. Những trang tài tuấn văn võ cùng Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ xây dựng nhà Tây Sơn, ngoài những người đã liệt kê trên kia, còn nhiều người nữa, song có công đắp móng, xây. Khi chưa dựng cờ khởi nghĩa thì có, bên võ thì có 7 người. Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú, Trần Quang Diệu, Nguyễn Văn Tuyết, Lý Văn Bưu, Lê Văn Hưng, Nguyễn Văn Lộc, danh truyền là Tây Sơn Thất Hổ Tướng. Bên văn có 6 người là Võ Xuân Hoài, Nguyễn Thung, Trương Mỹ Ngọc, La Xuân Kiều, Triệu Đình Thiệp, Cao Tắc Tự, người đương thời gọi là Lục Kỳ Sĩ. Thất Hổ Tướng, Lục Kỳ Sĩ và Ngũ Phụng Thư hợp thành Tây Sơn Thập Bát Cơ Thạch, nghĩa là 18 tảng đá làm nền móng của nhà Tây Sơn. Trong khi Tây Sơn Vương lo củng cố nội bộ, chiêu mộ hào kiệt, đồn lương tích thảo, thì trấn thủ Quảng Nam sai quân vào đánh. Đất nhà Nguyễn lúc bấy giờ chạy từ Hoành Sơn đến Hà Tiên, Quy Nhơn nằm khoảng giữa, phía nam giáp Phú Yên, có dãy núi Cù Mông làm ranh giới, phía bắc giáp Quảng Ngãi, có dãy Bình Đê làm ranh giới. Nam cũng như bắc đều có đèo mở lối ra vào, nhưng mà địa thế rất hiểm trở. Được tin quân nhà Nguyễn kéo vào Quy Nhơn, Tây Sơn Vương giao thành và mặt nam Quy Nhơn cho Trần Quang Diệu và các tướng Tâm Phúc. Còn mình và Tập Đình, Lý Tài cử đại binh ra chống cự quân nhà Nguyễn. Trần Quang Diệu tiến cử tỳ tướng Nguyễn Văn Xuân theo phó tá. Quân nhà Nguyễn do Phò Mã Nhất thống lãnh. Phò Mã chia quân làm hai đạo, theo hai đường thủy bộ. Đạo bộ binh do Trưởng Cơ Vệ chỉ huy, chưa qua khỏi Bình Đê đã bị quân Tập Đình và Lý Tài chặn đánh. Trông thấy quân Trung Nghĩa và Hoài Nghĩa cao lớn dữ tợn, quân Trưởng Cơ Vệ khiếp sợ, chưa đánh đã thua chạy, bị truy kích giết sạch. Trưởng Cơ Vệ không chống nổi, Lý Tập bị tử trận. Còn đạo thủy quân đi đường bể làm sách ứng, thuyền bị giạt vào roi cát tại cửa sông Trà Khúc, không tiến được. Vừa lúc ấy gặp quân Tây Sơn Vương kéo ra đánh tan hết chiến thuyền, bắt sống được 50 thủy binh và lấy được 10 khẩu đại bác. Phò Mã Nhất đại bại rút tàn quân về Quảng Nam, bị quân Tây Sơn chặn đánh, bỏ lại 4 thất voi và nhiều xe lương cùng vũ khí. Tây Sơn Vương toàn thắng, đắp một lũy cát tại Bến Ván, Bình Sơn, Quảng Ngãi, giao cho Nguyễn Văn Xuân đóng giữ, rồi đem chiến lợi phẩm về Quy Nhơn. Đó là vào trung tuần tháng 11 năm Quý Tỵ 1773. Qua tháng Chạp thì nhà Nguyễn lại cử hai đạo binh vào đánh Tây Sơn Vương. Một đạo do Tiết Chế Tôn Thất Hương điều khiển kéo thẳng vào Bồng Sơn. Một đạo do Tổng Nhung Thành và Tán Lý Đản chỉ huy kéo đánh lũy Bến Ván. Quân số của binh nhà Nguyễn quá đông. Nguyễn Văn Xuân không chống nổi, phải bỏ Bến Ván rút lên núi, theo thượng đạo về Quy Nhơn. Thành và Đản thừa thắng kéo quân vào Bồng Sơn hiệp cùng quân Tôn Thất Hương chiếm núi Bích Kê. Tây Sơn Vương hay tin, sai Tập Đình và Lý Tài theo đường rừng đến Trà Câu ở Quảng Nghĩa để chặn đường về của quân Nguyễn, và Nguyễn Văn Xuân đem quân yểm phục phía nam núi Mồng Gà để làm sách ứng.
còn mình đem quân ra thẳng Bích Kê. Ở tại Bích Kê thì quân Tây Sơn và quân nhà Nguyễn kịch chiến, Tôn Thất Hương bị tử trận, quân nhà Nguyễn bị giết gần hết, Thành và Đản rút tàn binh chạy lui, đến Trà Câu bị phục binh Tây Sơn giết chết. Quân Tây Sơn lúc này thu được rất nhiều voi ngựa và quân lương, quân dụng. Tây Sơn Vương kéo quân chiếm phủ Lệ, Quảng Ngãi, Lưu Nguyễn Văn Xuân lại giữ thành, cùng với Tập Đình, Lý Tài kéo đại binh đánh thẳng vào Quảng Nam. Quân của Vương đóng tại sông Cối Giang, quân Lý Tài đóng tại sông Thế Giang, huyện Duy Xuyên. Quân Tập Đình đóng tại bãi cát gần Kim Sơn thuộc Hà Đông để ứng viện. Đầu năm Giáp Ngọ 1774, quân nhà Nguyễn do Thống Binh Huy và Hiến Quận Công, Nguyễn Cửu Giật chỉ huy kéo vào đánh. Trận đầu bị quân Tây Sơn Vương đánh thua, quân nhà Nguyễn dồn nơi phố Mỹ Thị thuộc Hòa Vang. Hai bên thường ngày kéo quân giáp trận kịch liệt, không phân thắng bại. Để làm kế cửu trì thì Tây Sơn Vương rút quân về Thế Giang, đóng nơi Thiên Lộc thuộc Duy Xuyên, trước sông sau sông, cứ hiểm đàm đồn lũy. Thiên Lộc là một gò cát lớn dài hơn 30 dặm thuộc xã Văn Ly. Hai nguồn sông xuất phát từ Kim Sơn và Ngọc Sơn hiệp lưu tại phường An Lâm, huyện Hòa Nam, Hòa Vang thành sông Trừng. Sông Trừng bị gò cát Thiên Lộc chia làm hai nhánh Bắc Nam. Nhánh phía Nam chạy đến xã Thi Lai, huyện Duy Xuyên tách ra làm hai nhánh. Một chảy xuống Đông làm dòng sông Dưỡng Châu qua xã Mỹ Xuyên tục gọi là sông Kẻ Thế, tức là Thế Giang. Một nhánh phía Bắc thì chảy qua xã Châu Nghê, huyện Duyên Phước làm sông Câu Nghê. Sông Câu Nghê thì chảy xuống Đông An, gọi là sông Chợ Cối, tức là Cối Giang. Cối Giang và Thế Giang đều chảy vào cửa biển Đại Chiêm. Thiên Lộc nằm giữa nhiều nhánh sông sâu, thế rất là hiểm, quân nhà Nguyễn không đánh nổi. Nguyễn Cửu Giật bàn mưu cùng Thống Binh Huy án binh bất động, rồi cho đóng chiến thuyền, đặt đại bác, lén theo đường sông, lấy ván chặn nước để đưa thuyền xuống, xuất kỳ bất ý, đánh úp đồn Thiên Lộc. Đồn Thiên Lộc bị vỡ, binh của Lý Tài ở Thế Giang cũng bị đánh úp, binh của Tập Đình đến cứu không kịp. Quân Tây Sơn Vương bị đại bại, rút về án cứ Bến Ván và Châu Ổ thuộc Quảng Ngãi. Tây Sơn Vương lúc này chỉnh đốn lại đội ngũ rồi theo Thượng Đại, đi tắt ra Ginh Giang cùng với Tập Đình và Lý Tài. Quân nhà Nguyễn đóng tại Phú Hòa thuộc huyện Hòa Vang, nương thế sông làm hiểm cứ. Tây Sơn Vương dùng chiến thuyền từ Ginh Giang đánh xuống. Nguyễn Cửu Giật dùng kế sa nang lấy bao đựng cát ngăn nước sông rồi giả thua chạy. Đợi quân Tây Sơn qua khỏi, vớt bao cát lên, nước ào xuống, thuyền Tây Sơn bị đắm khá là nhiều. Bị thua quân Cửu Giật, Tây Sơn Vương kéo binh đến Mỹ Thị đánh Thống Binh Huy. Huy bị thua kéo tàn binh chạy thoát. Tây Sơn Vương đóng binh tại Mỹ Thị, sai Tập Đình đóng ở Cối Giang và Lý Tài đóng ở Thế Giang làm thế ỷ dốc. Qua mùa thu năm Giáp Ngọ 1774, Hoàng Ngũ Phúc vâng lệnh chúa Trịnh ở đàng ngoài đem quân vào đánh lấy Phú Xuân. Chúa Nguyễn là Định Vương Nguyễn Phúc Thuần cùng đình thần chạy vào Quảng Nam đóng ở Câu Để thuộc Hòa Vang. Quân Tây Sơn Vương kéo đến đánh, chúa Nguyễn chống không nổi, chạy lên đóng ở Trà Tế Sơn thuộc huyện Quế Sơn, lập cháu là Nguyễn Phúc Dương lên làm Đông Cung Thái Tử để ở lại giữ Quảng Nam, rồi cùng Nguyễn Phúc Ánh xuống thuyền chạy vào Gia Định. Đông Cung bị quân Tây Sơn đến đánh, chạy đến Hà Dục bị Tập Đình và Lý Tài bắt được đem về Hội An. Tiếp đó thì quân của Hoàng Ngũ Phúc vượt Hải Vân và chiếm đồn Trung Sơn và Câu Để. Tây Sơn Vương cùng Tập Đình, Lý Tài kéo đại binh ra đánh. Tập Đình đi tiên phong, bị quân Ngũ Phúc đánh thua, sợ tội, bèn bỏ chạy về Trung Quốc. Tây Sơn Vương thấy quân của Hoàng Ngũ Phúc đã đông lại mạnh, mình chưa đủ sức chống cự, bèn cùng Lý Tài rút hết quân về Quy Nhơn, đem Hoàng Tử Dương theo, và làm kế hoãn binh cho người mang thư và vàng lụa ra dâng cho Hoàng Ngũ Phúc, xin nộp đất Quy Nhơn và Quảng Ngãi, cùng xin làm tiền khu đi đánh họ Nguyễn. Hoàng Ngũ Phúc muốn lợi dụng Nguyễn Nhạc để đánh đất Gia Định, bèn làm biểu xin chúa Trịnh cho Vương là tiên phong tướng quân Tây Sơn hiệu trưởng, sai Nguyễn Hữu Chỉnh đem cờ và ấn kiếm vào Quy Nhơn ban cho Tây Sơn Vương. Thì để đi đánh mặt Bắc thì Tây Sơn Vương không quên mặt Nam, Vương mới cử Nguyễn Lữ, Nguyễn Văn Lộc và Võ Văn Cao đi vào Phú Yên, Diên Khánh, Bình Thuận để xem xét tình hình, liên lạc cùng vua Thủy Xá và vua Hỏa Xá và vận động thân hào nhân sĩ địa phương hưởng ứng cuộc Nam chinh. Phái đoàn ra đi vào mùa thu năm Quý Tỵ 1773. Thủy Xá và Hòa Xá là con cháu của vua Chiêm Thành, chiếm cứ sơn phần Phú Yên Diên Khánh và vùng Đắk Lắc, Ban Mê Thuột, không thần phục chúa Nguyễn, thường kéo người thượng xuống quấy phá xóm làng Việt Nam. Được nhà Nguyễn phong cho chức trưởng cơ thì không nhận. Tây Sơn Vương hứa phục hồi danh vị phiên vương khi bình định xong miền Nam. Hai vua bèn hoan nghênh phái đoàn và hứa sẽ giúp đỡ quân Nam tiến. Mọi tầng lớp nhân dân Phú Yên, Diên Khánh, Bình Thuận đều chán ghét quan quân nhà Nguyễn, ai nấy đều mong có cuộc đổi thay. Còn quan quân nhà Nguyễn thì chỉ lo bóc lột nhân dân, không nghĩ gì đến việc an nguy của quốc gia, cho nên việc phòng thủ rất là lỏng lẻo. Phái đoàn về trình tâu rõ tình hình, Vương liền cử Ngô Văn Sở làm Trinh Nam đại tướng quân cùng Nguyễn Văn Lộc, Lê Văn Hưng vào đánh chiếm Ba Phủ, Phú, Diên Bình,
xuất quân vào mùa đông năm Quý Tỵ 1773. Mặt Tây được hai vua Thủy Xá, Hỏa Xá yểm hộ, binh Tây Sơn cứ thẳng tiến vào Nam, đi tới đâu được hoan nghênh tới đó và lấy ba thành dễ dàng như trở bàn tay. Tướng nhà Nguyễn là Nguyễn Văn Hiền bị giết và Nguyễn Khoa Kiên bị bắt sống. Đại thắng, Ngô Văn Sở kéo binh về để cho Nguyễn Văn Lộc và Lê Văn Hưng ở lại trấn giữ. Trong khi Ngô, Nguyễn, Lê đi chinh Nam thì ở Quy Nhơn, Nhưng Huy và Tứ Linh làm phản. Nguyên là Nhưng Huy và Tứ Linh nghe tin Tây Sơn Vương chuẩn bị Nam chinh liền đến xin xung phong, nghĩ rằng Huy Linh trước kia đã từng quấy rối những vùng miền trong để cho họ đem quân vào, sợ đồng bào sinh biến nên Vương không chấp nhận lời thỉnh cầu. Hai người sinh ra bất mãn, nhân dịp đem quân đi tuần phòng ban đêm, bỏ trốn về nguồn An Tượng, tập hợp đám côn đồ kéo xuống đánh phá vùng Trường Úc. Trần Quang Diệu đem quân đi đánh dẹp, Huy và Linh bị bắt. Tây Sơn Vương muốn tha vì có công lấy được thành Quy Nhơn, nhưng mà chư tướng đồng lòng xin giết đi bởi vì công nhỏ không bù được họa lớn, giữ lại trong quân là nuôi ong tay áo, cho về An Tượng là thả cọp về rừng. Vương phải theo ý chư tướng. Huy Linh thản nhiên ra pháp trường, cười bảo nhau, được thì vảnh râu, thua thì đứt cổ. Rất là oai hùng. Ở Phú Yên, đầu xuân năm Giáp Ngọ 1774 thì Châu Văn Tiếp nổi dậy. Châu Văn Tiếp là người Phù Ly, làm nghề buôn nhưng mà sức mạnh, võ rất giỏi. Khi Tây Sơn đánh chiếm thành Quy Nhơn thì Châu không theo, đem gia đình vào Phú Yên, cất nhà ở dưới chân núi Trà Lương thuộc Tuy An, nuôi chí diệt Tây Sơn, phò Nguyễn Chúa. Kịp lúc binh Tây Sơn đánh chiếm Phú Yên, Châu chiêu mộ hơn nghìn người dựng cờ khởi nghĩa, cờ thêu bốn chữ lớn Lương Sơn Tá Quốc. Trấn thủ Phú Yên là đô đốc Nguyễn Văn Lộc hay tin, đem quân đến vây đánh. Quân Châu Văn Tiếp chưa được huấn luyện kỹ càng, vừa sáp chiến đã dã tan, tiếp tẩu thoát, chạy lên núi theo thượng đạo vào gia định Cung Thuận Định Vương. Mùa thu năm ấy, viên lưu thủ đất Long Hồ trong Nam là Tống Phước Hiệp cử đại binh cùng Nguyễn Khoa Toàn ra đánh Tây Sơn. Quân Nguyễn đánh chiếm Bình Thuận, Tống Phước Hiệp để Nguyễn Khoa Toàn ở lại, còn mình thì kéo binh ra đánh Diên Khánh, trấn thủ Lê Văn Hưng trận đánh. Nhưng nhận thấy quân địch đã đông, lại có trọng pháo yểm hộ, liệu không thắng nổi, bèn mới bỏ thành trống, rút toàn quân về Phú Yên cùng Nguyễn Văn Lộc chống địch. Chiếm được Diên Khánh rồi thì Tống Phước Hiệp chia binh ra làm hai đạo kéo ra Phú Yên, quân bộ thì đóng tại núi Xuân Đài thuộc Đồng Xuân, quân thủy thì đóng ở đầm Lãnh Úc nằm phía đông nam Đồng Xuân, rồi đưa thư ra Quy Nhơn đòi Tây Sơn Vương trả Đông Cung Nguyễn Phúc Dương. Tây Sơn Vương thì muốn giữ kỹ Nguyễn Phúc Dương để làm con bài phòng khi dùng đến, bèn đưa lên chiến khu, lại chuyển Nguyễn Huệ xuống Quy Nhơn để lo việc Nam chinh. Nguyễn Huệ liền giao Tây Sơn cho Bùi Thị Xuân và Võ Đình Tú quản đốc, kéo đạo binh người thượng mới tuyển mộ xuống dưới Quy Nhơn, rồi vâng lệnh anh mình vượt Cù Mông vào Phú Yên. Nguyễn Huệ phóng tin cho Nguyễn Văn Lộc và Lê Văn Hưng biết để hợp lực công địch. Quân Tây Sơn cắt đứt liên lạc giữa thủy binh và bộ binh của địch, rồi chia quân làm hai cùng lúc đánh Xuân Đài và Lãnh Úc. Tống Phước Hiệp không thấy vua Tây Sơn đáp ứng lời yêu sách của mình, cũng không thấy quân Tây Sơn khởi động, đường rất là nghi ngờ ngờ thì bị đánh úp. Không kịp trở tay thì binh của Tống cả thủy lẫn bộ đều bị tiêu diệt. Tống mới tẩu thoát về Nam, quân Tây Sơn tiến đánh lấy lại được Diên Khánh và Bình Thuận. Nguyễn Huệ giao việc phòng thủ cho Nguyễn Văn Hưng và Lê Văn Lộc, rồi kéo đạo binh người thượng trở về Quy Nhơn. Để giữ yên mặt Bắc thì Tây Sơn Vương đưa tin thắng trận cho Hoàng Ngũ Phúc. Nguyễn Phúc liền xin Phú Trịnh phong cho Vương làm Tây Sơn hiệu trưởng tráng tiết tướng quân và phong Nguyễn Huệ làm Tây Sơn hiệu tiên phong tướng quân. Vương lại sai Lý Tài và Trấn Bình Thuận hiệp lực cùng Lê Văn Hưng ở Diên Khánh để phòng thủ mặt Nam. Trần Quang Diệu mới can rằng là Lý Tài là người Tàu, bụng dạ khó lường, không nên cho đi xa. Cọp mà sẩy chuồng thì khó bắt lại. Vương mới cười, đã biết vậy. Song Lý Tài đánh giặc có công mà lòng phản bội thì chưa có chứng cớ hình tích gì, trừ đi thì không khỏi mang tiếng bẻ ná quên đôm. Huống nữa cũng như tập đình Lý Tài, mạnh là nhờ nanh vuốt. Nay đám thủ hạ đã tử trận gần hết thì con cọp già không nanh vuốt dù hung hãn đến đâu cũng không đáng sợ. Hiện còn dùng được thì cứ dùng. Đó là cuối đông năm Giáp Ngọ 1774. Mùa xuân năm Ất Mùi 1775 thì Tây Sơn Vương sai Nguyễn Lữ và Phan Văn Lân đem thủy quân vào đánh Gia Định. Quân Tây Sơn vây đánh Sài Côn, tức là Sài Gòn. Định Vương Nguyễn Phúc Thuần khiếp sợ chạy về Trấn Biên, tức là Biên Hòa, tướng sĩ mở thành đầu hàng. Quân Tây Sơn kéo vào thành, Nguyễn Lữ cho khuân hết lương thực vũ khí xuống thuyền, rồi sai Phan Văn Lân tải về Quy Nhơn, một mình giữ Gia Định. Sang năm Bính Thân 1776, Đỗ Thành Nhân ở Đông Sơn, Tam Phụ, Mỹ Tho, giấy binh giúp nhà Nguyễn kéo đánh Sài Côn. Nguyễn Lữ không chống cự, bỏ thành rút quân về Quy Nhơn. Đỗ Thành Nhân rước Định Vương về Sài Côn lo việc phòng thủ. Tháng 10 năm ấy thì Tây Sơn Vương sanh đặng con trai đặt tên là Bảo và mở yến tiệc ăn mừng. Đông Cung Nguyễn Phúc Dương bấy giờ ở tại chùa Thập Tháp, thừa dịp quân canh ham vui lơ là canh gác, lèn trốn xuống thuyền chạy về Gia Định.
Lý Tài ở Bình Thuận biết rằng vua Tôi Tây Sơn Vương có ý nghi mình, bèn bỏ và đầu hàng Chúa Nguyễn. Nhưng rồi lại bỏ Chúa Nguyễn, kéo quân đến chiếm cứ núi Chiêu Thái ở Biên Hòa. Nghe tin Đông Cung Dương vào Gia Định thì Tài đón về tôn làm Tân Chính Vương, rồi đưa vào Sài Côn, tôn Định Vương làm Thái Thượng Vương. Đỗ Thành Nhân không phục, bỏ về Đông Sơn. Được tin lủng củng giữa bầy Tôi nhà Nguyễn, tháng 3 năm Đinh Dậu 1777, Tây Sơn Vương sai Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đem thủy binh vào đánh Gia Định. Lý Tài không chống nổi, cầu viện quân Đông Sơn, thì Đỗ Thành Nhân lại làm ngơ, thành Sài Côn thất thủ. Lý Tài chạy trốn ở núi Chiêu Thái. Thái Thượng Vương Thuần chạy qua Long Xuyên, Tân Chánh Vương Dương chạy đến Vĩnh Long. Cả hai đều bị quân Tây Sơn bắt giết, các quan võ nhà Nguyễn đều quy hòa. Hạ xong thành Sài Côn thì Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ kéo binh về Quy Nhơn, giao cho đám hàng thần là Tổng Đốc Chu, Hổ Tướng Hãn, Tư Khấu Uy, hộ giá Phạm Ngạn trấn thủ đất Gia Định. Tây Sơn Vương sửa thành đồ bàn và xưng đế hiệu. Thanh toán xong Định Vương Nguyễn Phúc Thuần và Đông Cung Nguyễn Phúc Dương thì mặt Nam gọi là tạm yên. Thế còn mặt Bắc thì tháng Chạp năm Ất Mùi 1775, Hoàng Ngũ Phúc đóng tại Châu Ổ, Quảng Nam được Chúa Trịnh cho rút về Thuận Hóa. Đến Phú Xuân thì chết. Chúa Trịnh mới sai Bùi Thế Đạt vào thay và cho Lê Quý Đôn làm tham thị vào cùng giữ Thuận Hóa. Từ ấy thì Quảng Nam thuộc về nhà Tây Sơn. Hai cựu thần của nhà Nguyễn là Tôn Thất Quyền và Tôn Thất Xuân nổi dậy chống Tây Sơn, đánh lấy phủ Thăng Bình và phủ Điện Bàn. Tây Sơn Vương liền sai Đặng Xuân Phong đi đánh dẹp. Đặng Xuân Phong nguyên là người Dõng Hòa thuộc Tây Sơn Hạ Bình Khê, sức mạnh, võ giỏi, lại có tài cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng mà tính thì ưa nhàn tản nên không hưởng ứng lời chiêu mộ của Tây Sơn Vương. Một hôm thì nữ tướng Bùi Thị Xuân đứng ở trường Chầu Kiên Mỹ, chợt thấy một tráng sĩ trẻ tuổi cầm côn đồng, mang cung sắt, cưỡi ngựa ô, từ Thuận Nghĩa chạy lên Phú Lạc, thái độ hiên ngang nhưng mà tướng mạo rất trung hậu. Nữ tướng lấy làm lạ thì theo dò xem, đến Trưng Sơn thì tráng sĩ cho ngựa lên núi. Đường núi gập ghềnh mà ngựa chạy như là nơi bình địa, ngựa chạy quanh quất hồi lâu rồi mới dừng lại nơi khoanh đất bằng và rộng nằm ở lưng chừng núi. Chợt một bầy quạ bay ngang, tráng sĩ liền dương cung bắn liên tiếp hai phát. Hai con quạ rơi xuống như là hai quả chín cây, rồi tráng sĩ xuống tháo cương cho ngựa đi ăn, đoạn mới sắn tay múa côn, tiếng gió vun vút khí lạnh ớn người. Biểu diễn liên tiếp mấy bài mà khí sắc không đổi, chứng tỏ rất khỏe. Tráng sĩ lên núi lúc mới tảng sáng, mặt trời lên quá sào thì thắng ngựa trở về. Nữ tướng Bùi Thị Xuân khen thầm thật là một dũng sĩ và tự trách là anh tài ở trước mặt mà bấy lâu mình có mắt cũng như không. Do biết được lai lịch của tráng sĩ Đặng Xuân Phong và Trưng Sơn là nơi tráng sĩ thường đến tập luyện, nữ tướng liền về chiến khu rồi cùng đại tổng lý Vũ Đình Tú xuống Dõng Hòa mời họ Đặng tham gia đại sĩ. Lạ gì Thanh Khí Lễ Hằng không đợi thuyết phục thì họ Đặng hưởng ứng ngay lời mời của họ Võ và họ Bùi. Đặng Xuân Phong liền được tiến cử lên vua Tây Sơn và được đi đánh dẹp Quảng Nam để lập công. Không phải dùng nhiều công sức, Đặng Xuân Phong mới sắp chiến trận đầu là lấy ngay được Thăng Bình rồi Điện Bàn, Tôn Thất Quyền và Tôn Thất Xuân đều tử trận. Quảng Nam được dẹp yên thì Tây Sơn Vương gọi Nguyễn Văn Xuân ở Quảng Nghĩa về Quy Nhơn, cử Đặng Xuân Phong thay thế và cử Nguyễn Văn Tuyết ra trấn thủ Quảng Nam cùng họ Đặng làm răng môi giữ gìn mặt Bắc. Khi Bắc Nam được yên ổn rồi thì Tây Sơn Vương đổi thành Minh Đức Vương và cho sửa lại thành Quy Nhơn. Thành Quy Nhơn thì tức là thành đồ bàn cũ của Chiêm Thành. Thành nằm trên dãy Gò Sỏi thuộc hai thôn Nam An và Bắc Thuận thuộc huyện Tuy Viễn tức An Nhơn ngày nay, địa thế rất lợi về mặt chiến thủ. Thành do vua Chiêm Thành là Xá Lợi Đà Bàn Ngô Nhật Hoan tức là Iravakman 4 xây vào thế kỷ thứ 10, tường bằng gạch và đá ông, mặt hướng vào nam, chu vi hơn 10 dặm có 4 cửa, bên ngoài có dãy Kim Sơn che phía tây, có núi Long Cốt làm tiền án và Gò Thất Thấp yểm hậu, bốn nhánh sông Côn hội nước ở Lý Nhơn tạo thành cái thế nước chảy bao quanh, nhờ thế mà hào thành không bao giờ khô cạn. Ngoài xa nữa, khắp bốn mặt lại có núi non trùng điệp, biển nước mênh mông, chiều ủng. Như phía bắc có các núi Sa Lung, Cung Quang, Thạch Đê làm bình phong ngăn từ xa, và núi Phú Cũ, Hải Lương tức Đèo Nhông, Ô Phi làm bình phong thứ hai. Ở mặt bắc, phía nam có Trấn Sơn, Phước An và An Tượng cùng nhiều núi nối tiếp rất hiểm trở. Phía tây có núi Hương Sơn với ba ngọn tháp nơi Gò Dương Long rất tráng lệ. Phía đông có đầm Hải Hạc chu vi trên 9.000 trượng với núi Tháp Thầy, Bãi Nhạn, Gành Hổ, rừng Hoàng Giản có thể dồn binh ngăn giặc, và đầm Thị Nại với dãy núi Triều Châu. Một dãy cát trắng vun cao chất ngất thỉnh thoảng nhô lên những ngọn núi đá chạy từ Cách Thử đến Phương Mai là mũi đá làm cánh cửa của biển Thị Nại. Nhờ địa thế của thành Đồ Bàn mà Chiêm Thành đã ngăn chặn được ngoại bang vào xâm nhập bờ cõi. Mãi đến thế kỷ thứ 15 năm Canh Thìn 1470, vua Chiêm là Trà Toàn gây sự, vua Lê Thánh Tông mới cử binh vào đánh. Địa thế tuy hiểm, thành trì tuy
rất kiên cố, song nhuệ khí của quân Chiêm lúc bấy giờ đã nhụt, nên vua Lê chỉ mấy hôm công phá đã hạ được thành và bắt sống được Trà Toàn. Vua Lê Thánh Tông đổi tên Đồ Bàn thành Hoài Nhân, chúa Nguyễn Hoàng đổi tên Hoài Nhân thành Quy Nhơn, chúa Nguyễn Phúc Tần đổi Quy Nhơn làm Quy Ninh, chúa Nguyễn Phúc Khoát lại lấy lại tên là Quy Nhơn năm 1741. Từ năm 1741 đến năm 1776 là năm tu bổ lại, tên thành không thay đổi. Nhà Tây Sơn cho mở rộng quy mô, trước kia thì chu vi thành chỉ có 10 dặm, nay mở thêm mặt đông, chu vi nới rộng ra thành 15 dặm, xây toàn đá ong, cao 1 trượng 4 thước và dài 2 trượng. Trước chỉ có 4 cửa, nay mở thêm 1 cửa nên mặt thành phía nam, khoảng mới xây thêm và gọi là Tân Môn, còn cửa Nam Môn cũ thì gọi là Vệ Môn. Ở trong thành đắp nhiều thổ môn đặt dàn súng, dùng làm đài quan sát và tự vệ khi bị địch vây thành. Phía tây thành đắp đế đỉnh nhĩ để ngăn nước lụt. Phía tây nam đắp đàn nam giao để tế trời đất. Phía trong thành lại xây một lớp thành nữa gọi là Càn Thành, chính giữa dựng điện Bát Giác là nơi vua ngự. Phía sau dựng điện Chánh Tẩm để hoàng hậu và cung nhân ở. Phía trước dựng lầu Bát Giác, bên tả bên hữu dựng hai tự đường, một thờ cha mẹ vợ của nhà vua. Trước lầu Bát Giác có cung Quyển Bồng và liền với mặt nam Càn Thành có cửa tam quan gọi là Quyển Bồng Môn xây cổ lầu nên cũng gọi là Nam Môn Lầu. Trong thành, ngoài thành bài trí la liệt những voi đá, ngựa đá, nghé đá, tượng nhãn công, vũ nữ, di tích của người Chiêm thành xưa kia. Thành sửa từ năm 1776 đến năm 1778 mới hoàn tất, tráng lệ nguy nga. Thành Quy Nhơn sửa xong, nhà vua xưng đế hiệu Minh Đức Hoàng đế, niên hiệu là Thái Đức. Thành Quy Nhơn đổi tên là Hoàng đế Thành, nhà vua rước thầy học Trương Văn Hiển về làm quân sư. Và phong Nguyễn Huệ làm Long Nhương tướng quân, Nguyễn Lữ là tiết chế, Phan Văn Lân làm nội hầu, Trần Quang Diệu làm thiếu phó, Võ Văn Dũng làm đại tư khấu, Ngô Đình Tú, Võ Đình Tú làm thái úy, Ngô Văn Sở làm đại tư mã và các tướng khác được phong đô đốc và đại đô đốc. Còn bên văn thì phong Võ Xuân Hài làm trung thư lệnh. Các quan khác đều sắp xếp từ thị lang, thượng thư đến đại học sĩ. Bà họ Trần được rước về hoàng đế thành phong chánh cung hoàng hậu, bà người thượng được rước về phong thứ phi, nhưng mà không chịu nổi cảnh phồn hoa náo nhiệt và nghi lễ nơi cung cấm, bà xin trở về vui với ruộng lúa. Còn bà Bùi Thị Xuân được phong làm đại tướng quân, tự hiệu là Tây Sơn nữ tướng, quản đốc mọi việc quân dân trong hoàng thành và tuần sát vùng Tây Sơn. Ông Bóc kia không nhận chức tước cũng không nhận tiền của, chỉ xin mỗi năm được nhà vua cấp muối và cá khô để nuôi lòng trung thành của đồng bào thượng. Hai vua Thủy Xá và Hỏa Xá được phong vương tước, sai sứ đưa ra những trầm hương, kỳ nam, hổ phách và voi ngựa làm cống vật và nguyện giữ một lòng trung thành với Tây Sơn. Nhà vua cũng không quên họ Đinh ở Bằng Châu. Truyền rằng có một giai thoại là họ Đinh lúc bấy giờ chỉ còn một ông lão trên 70, tính khí ngang tàng bướng bỉnh. Vua mới mời ông lão đến thì ông lão nói: ông làm vua là làm vua với thiên hạ, chứ với tôi ông vẫn là con cháu. Con cháu mà ban chức tước cho cha ông thì tôi thấy hơi nghịch, chi bằng để tôi phê rồi ông lục thì hơn. Nhà vua chuẩn y. Ông lão viết: bùng binh chi tướng, uýnh uống chi quan, bộn bàng chi chức, chàng chả ngang thiên. Rồi mỗi lần ông lão đi thăm vua Thái Đức thì ngồi trên một cái ghế có 4 người khiêng, hai bên có vài chục người cầm cào cỏ, cuốc chĩa, xuổng cuốc thay thế cho cờ biển hèo tua và hai cây dù tắt nước che thế lọng. Phía sau phía trước lại có hai đoàn người thổi kèn đánh trống bằng miệng tưng bừng nhộn nhịp, thiên hạ kéo nhau xem đông và vui như hội. Thăng thưởng cho mọi người xong, nhờ đến Nhưng Huy và Tứ Linh, nhà vua bùi ngùi nói: Huy Linh, công chưa được thưởng, tội đã bị trừng. Đối với ta thật chẳng khác gì tự mình cầm lấy đao xẻo miếng thịt hư nơi vai vế. Ai nấy đều cảm động. Long Nhương tướng quân mới nói: làm việc lớn thì không nên bận đến điều nhân nghĩa nhỏ, thà chịu cắn răng trong chốc lát còn hơn phải nhăn mặt suốt đời. Rồi cuộc vui mở khắp nơi, đồng bào vô cùng hoan hỉ. Sau 10 ngày yến tiệc thì vua Thái Đức lo chỉnh đốn việc dân, việc quân. Thời chúa Nguyễn thì từ Hoành Sơn đến Cà Mau, đất chia làm 12 dinh: Chính dinh, Cựu dinh, Quảng Bình dinh, Vũ Xá dinh, Bố Chính dinh, Quảng Nam dinh, Phú Yên dinh, Bình Khang dinh, Bình Thuận dinh, Trấn Biên dinh, Phiên Trấn dinh, Long Hồ dinh. Dinh lại chia ra phủ, phủ chia ra huyện. Quy Nhơn, Quảng Nghĩa thuộc Quảng Nam Dinh, Gia Định gồm các dinh Trấn Biên, Phiên Trấn và Long Hồ. Gia Định thì ở xa, nhà vua giao quyền cai trị cho cựu thần nhà Nguyễn đã quy thuận để lo cho được chu đáo phần đất từ Quảng Nam đến Bình Thuận. Nhà vua bỏ dinh chỉ để phủ huyện, từ Bắc đến Nam có 6 phủ: Quảng Nam, Quảng Nghĩa, Quy Nhơn, Phú Yên, Diên Khánh, Bình Thuận. Huyện ở dưới quyền phủ, trừ phủ Quy Nhơn ra thì 3 huyện Tuy Viễn, Phù Ly, Bồng Sơn trực thuộc trung ương. Danh hiệu tuần phủ đổi là An phủ sứ, phòng ngự sứ, An phủ cầm đầu phủ lớn, phòng ngự coi giữ phủ nhỏ. Quân số lúc bấy giờ phỏng chừng 15 vạn. Theo binh chế đời nhà Chu, binh chia làm 6 cấp: quân, sư, lữ, tốt, lượng, ngũ. Ngũ gồm có 5 người, lượng gồm có 5 ngũ tức 25 người, tốt gồm có 5 lượng,
4 lượng tức là 100 người, lữ gồm có 5 tốt tức là 500 người, sư gồm có 5 lữ tức là 2.500 người, quân thì gồm có 5 sư tức là 12.500 người. Tổng số là 12 quân đoàn, có bộ binh và thủy binh, binh chủng nào cũng tinh nhuệ. Đặc biệt nhất là có 2 quân đoàn người thượng với 2.000 chiến mã và 4 lữ đoàn nữ binh với 100 thất voi. 2 quân đoàn người thượng do Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ tổ chức và thường do Long Nhương trực tiếp chỉ huy. Người nào cũng cao lớn gan dạ, tay cầm mác hay cầm ná, lưng dắt dao bảy, phóng mác trăm phát trăm trúng. Bắn ná không cần nhắm cũng trúng đích, lại có tài cưỡi ngựa, ngựa đang chạy, lên lưng một cách nhẹ nhàng gọn gàng, ngựa đang xài, nhảy xuống ngựa cũng gọn gàng, lẹ làng không kém, ra trận thì chỉ biết tới chứ không biết lui. Họ đều hết lòng trung thành với chủ tướng, đó là vì chẳng những chủ tướng tài cao lượng rộng, đối với họ hết nghĩa hết tình, mà còn vì tin chắc rằng chủ tướng là người của trời sai xuống điều khiển họ. Không phải vì họ tin mù quáng mà chính mắt họ cũng đã thấy sự thật rõ ràng. Khi cùng Võ Đình Tú đi quản lý Tây Sơn thì Nguyễn Huệ thường đi chiêu mộ binh thượng. Một hôm thì trời vừa hửng sáng, đám tân binh đi đến chân đèo An Khê thì trong sương mờ, xa xa thấy hai con rắn mun cực kỳ to lớn, không ai dám đi tới. Nguyễn Huệ mới chắp tay khấn, nếu quỷ thần có phù hộ tôi để tôi dựng nên nghiệp lớn thì xin tránh đường cho tôi đi, bằng không thì cắn chết tôi chứ đừng làm hại những người đi theo tôi. Khấn rồi đi tới. Hai con rắn cuối cùng ngậm một thanh đao, cán đen như mun, lưỡi sáng như nước, kính cẩn dâng cho Nguyễn Huệ rồi bò vào bụi biến mất. Đám tân binh liền quỳ xuống tung hô Nguyễn Huệ là tướng nhà trời. Thanh đao đó thì Nguyễn Huệ gọi là Ô Long đao và thường dùng lúc ra trận. Và để nhớ ơn quỷ thần tặng đao, một ngôi miếu dựng nơi chân đèo An Khê tục gọi là miếu xà, người qua lại thường thắp hương cúng. Còn 4 lữ đoàn nữ binh thì do nữ tướng Bùi Thị Xuân và bà họ Trần vợ tướng Nguyễn Văn Tuyết tổ chức và điều khiển. Bà họ Trần song kiếm rất là tuyệt luân, côn quyền cũng rất là xuất chúng, ngày ngày lo huấn luyện nữ binh, giảng dạy rất kỹ, thưởng phạt rất nghiêm. Võ nghệ của chị em ai nấy đều tinh luyện, đứng xa nhìn chị em tập thì chẳng khác gì nhìn cánh đồng hoa trước gió nồm, nhưng mà nếu bước tới gần thì sát khí đằng đằng đến lạnh mình dựng tóc. Còn voi thì do bà Bùi huấn luyện, voi phần của bà mua, phần do người thượng tặng bà, phần là chiến lợi phẩm, cống phẩm. Bà thường dùng cây dãy gò ở Xuân Hòa, quê hương bà để luyện voi. Voi đã được tập luyện thần thục thì không cần người quản tượng. Voi mới thì mỗi thớt phải có một nữ binh cưỡi khi tập. Để điều khiển voi, bà thường dùng ngọn cờ đỏ. Khi bà chưa ra diễn trường thì voi đi đứng rất là lộn xộn. Ra diễn trường, bà phất ngọn cờ thì con voi đầu đàn vội đến đứng nghiêm chỉnh trước mặt bà. Bà lẹ làng, nhảy lên voi, vỗ nhẹ đầu voi. Voi cong vòi giống lên một tiếng. Tất cả đàn voi răm rắp đến sắp hàng ngay ngắn trước đầu voi đầu đàn, rồi theo hiệu cờ tới lui rẽ bên nam sang bên bắc, khi chậm khi mau, nhịp nhàng rất là đều đặn. Ban đầu thì phải tập từng thớt một, sau mới tập từng đoàn. Khi mà tập từng đoàn thì nữ quản tượng nào đi kèm theo voi nấy, hàng ngũ sắp chỉnh tề rồi thì nữ tướng phất cờ hiệu, tất cả nữ quản tượng nhảy lên voi một lượt, gọn và nhanh như người kỵ mã có tài nhảy lên lưng ngựa, rồi theo hiệu cờ mà tập. Thân voi thì có vẻ nặng nề, nhưng mà bước chân voi thì rất là nhẹ nhàng và lanh lẹ, khí thế hùng dũng như là gió cuốn sóng dồn, nhưng mà diễn trường im phăng phắc, khách nhiều khi không nghe thấy tiếng, chỉ thấy hình, những hình sống động vừa mạnh mẽ vừa đẹp đẽ, nửa cổ kính nửa tân kỳ. Khi tập xong, theo hiệu cờ, đoàn nữ quản tượng nhảy xuống, voi cũng lẹ làng nhịp nhàng với những nụ cười đắc ý. Voi được huấn luyện kỹ càng rồi mới đưa xuống Hoàng Đế Thành, lúc đấy thì ai điều khiển cũng được. Quân số thì cần phải gia tăng thì mới đánh Nam dẹp Bắc được, nhưng mà lính phải mộ chứ không bắt. Với những lính cũ được đau yếu thì cho về nhà hoặc đưa lên các trại sản xuất để điều dưỡng nghỉ ngơi cho đến khi khỏe mạnh. Những nông dân ở các trại đã được huấn luyện quân sự rồi thì nhập ngũ để thay những người đi nghỉ hoặc để thêm vào quân số đương cần. Vì là cái chế độ rộng rãi nên quân số gia tăng một cách nhanh chóng. Nhà vua còn cho mở nhiều xưởng đóng chiến thuyền và xây nhiều lò đúc vũ khí. Có 2 xưởng đóng thuyền lớn nhất, một ở Phương Mai thuộc Quy Nhơn, một ở Nha Trang thuộc Diên Khánh. Và lò đúc lớn nhất ở Quang Hiển thuộc Tuy Phước dưới chân Hòn Bà. Ở các cửa sông lớn và nơi núi non hiểm trở đều có đồn kiên cố. Ở Phương Mai lại có xây pháo đài để canh giữ cửa bể thị nạn. Việc chiêu mộ hào kiệt thì là vẫn tiếp tục. Kẻ sĩ bốn phương lần lượt đến phò tá. Có thể kể đến một nhân vật xuất sắc như là Lê Văn Nhân, Tự Nghĩa Tiên, người An Nhơn học rộng thơ hay, sở trường về văn tứ lục. Ở nhà hễ ai cầu thơ văn thì đem giống hoa thơm và cây ăn trái đến làm nhuận bút. Do đó người đương thời gọi vườn của ông là Chủng Tự Lâm, tức là rừng trồng chữ. Vì là người địa phương nên được bổ ngay làm chi huyện Tuy Viễn, làm quan Thanh Liêm, chuộng phong tiết, giàu phong lực, đầy phong nhã, người đời mới xưng tụng là Tam Phong Thái Thú. Ở bên võ, nếu mà nói về võ nghệ siêu quần thì có Nguyễn Quang Huy, người Phú Yên, thiện dụng cái ngân câu, tức là móc câu bạc,
rất là thích cưỡi bạch mã, đã có sức mạnh lại giỏi võ nghệ, thông binh pháp, vua Thái Đức rất là quý trọng phong làm phòng ngự sứ và trấn Bình Thuận. Lúc bấy giờ thì vua Thái Đức đã 35-36 tuổi, nhà vua có hai người con gái đã đến tuổi lấy chồng và một trai là Nguyễn Bảo thì mới lên ba. Trong các tướng tài thì Vũ Văn Nhậm là người chưa vợ, nhà vua bèn đem con gái lớn gả cho. Còn người con gái thứ nhì gả cho con trai của thầy học là Trương Văn Đa, tuổi mới lên 20 mà võ nghệ đã rất là xuất chúng. Nhà vua trở luôn trong cung với ý định sẽ nhờ dạy dỗ Nguyễn Bảo. Nơi triều đường, trong cung cấm cũng như ở ngoài nhân gian, đâu đó đều thuận thoải yên vui, mùa màng lại được. Người Kinh bắt chước người Thượng gọi Thái Đức Hoàng đế là vua trời, tức là thiên vương. Nguyễn Phúc Ánh xưng vương, Tây Sơn Bình Gia Định. Trong khi Nguyễn Nhạc xưng đế ở Quy Nhơn thì ở Gia Định, Nguyễn Phúc Ánh quật khởi. Năm Giáp Tý, chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng vương hiệu năm 1774 và chia đất Gia Định ra làm ba dinh, trấn Biên Dinh là Biên Hòa hiện nay, Phiên Trấn Dinh là vùng Sài Gòn Gia Định hiện nay, Long Hồ Dinh là vùng Long Xuyên, Vĩnh Long hiện nay. Nguyễn Phúc Ánh là cháu nội của Nguyễn Vũ Vương, Nguyễn Phúc Khoát, kêu Định Vương Nguyễn Phúc Tần bằng chú. Đối với Đông Cung, Nguyễn Phúc Dương là vài anh con ông bác. Nguyễn Phúc Ánh theo Định Vương vào Gia Định năm Giáp Ngọ 1774. Năm Tân Dậu thì Tây Sơn đánh chiếm Gia Định, Định Vương và Đông Cung bị giết, tức là năm 1777, Phúc Ánh chạy thoát. Sau khi binh Tây Sơn rút về Quy Nhơn, giao thành Sài Côn cho Tổng đốc Chu trấn thủ, thì Nguyễn Phúc Ánh lại tụ tập đám thủ hạ cũ của chú Nguyễn tại Long Xuyên, tấn cứ đất Tam Thụ, tôi gọi là Ba Rồng thuộc Định Tường. Tháng Giêng năm Mậu Tuất 1778, được quân của Đỗ Thành Nhân ở Đông Sơn đến giúp, Nguyễn Phúc Ánh bèn kéo binh đánh Phiên An. Không phòng bị thì thành Sài Côn bị thất thủ, đất Gia Định lọt vào tay Nguyễn Phúc Ánh. Nguyễn Phúc Ánh được Đỗ Thành Nhân và tướng sĩ tôn làm Đại Nguyên Soái, Nhiếp Quốc Chánh. Phúc Ánh bấy giờ mới chỉ 17 tuổi. Bị mất Gia Định thì Tổng đốc Chu cùng thủ hạ chạy về Quy Nhơn. Ít lâu sau, vua Thái Đức sai đem thủy binh vào đánh Gia Định. Tổng đốc Chu bị Đỗ Thành Nhân đánh thua, quân Tây Sơn tan rã. Thừa thắng, Nguyễn Phúc Ánh sai Lê Văn Quân kéo quân ra đánh Bình Thuận. Bình Thuận kể từ khi Lý Tài làm phản thì giao cho trấn thủ Diên Khánh là Lê Văn Hưng kiêm nhiệm. Do đó mà thành bị Lê Văn Quân đánh lấy được dễ dàng. Nhưng mà khi quân Nguyễn thừa thắng kéo ra Diên Khánh thì bị Lê Văn Hưng chặn đánh phải thối lui vào Bình Thuận. Binh Tây Sơn truy kích đánh cho một trận tơi bời, Lê Văn Quân vội rút tàn quân chạy về Gia Định. Từ đấy quân Nguyễn rất sợ Lê Văn Hưng và Nguyễn Phúc Ánh gọi Hưng là Lê Vô Địch. Kể từ lúc ấy thì Bình Thuận trở ra thuộc về Tây Sơn, từ Bình Thuận trở vào thuộc về Nguyễn Phúc Ánh. Nguyễn Phúc Ánh sau khi chiếm được Gia Định, một mặt lo sửa sang mọi việc về quân sự và nhân sự, một mặt sai sứ sang giao hiếu cùng với Xiêm La. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Nguyễn Phúc Ánh đã có 3 vạn quân thủy bộ, 80 chiến thuyền hạng vừa, 3 thuyền chiến lớn, 2 chiếc tàu kiểu châu Âu. Ngoài ra còn có thêm 3 chiếc tàu đồng do các sĩ quan và thủy thủ Bồ Đào Nha điều khiển. 3 tàu này đều đặt dưới quyền chỉ huy của một sĩ quan Pháp tên là Manuel, tôi gọi là Mạn Hòe. Tự thấy mình đủ sức đối đầu cùng Tây Sơn, Nguyễn Phúc Ánh bèn xưng vương hiệu. Lễ tấn phong cử hành vào cuối năm Canh Tý 1780. Đỗ Thành Nhân được phong chức ngoại hữu phụ chánh thượng tướng công, tất cả tướng sĩ đều được thăng thưởng. Binh quyền do Đỗ Thành Nhân nắm chọn để chống giữ Tây Sơn ở mặt Bắc, đánh phạt Chân Lạp ở mặt Tây. Thành Nhân lập được nhiều công lớn, nhà tướng mỗi ngày mỗi thêm đông. Sợ Thành Nhân tiếm vị, Phúc Ánh bèn tìm cách giết chết vào năm Tân Sửu 1781. Đỗ Thành Nhân chết rồi, Phúc Ánh không còn lo họa bên trong, liền cử binh đánh Tây Sơn tại Bình Khang, tức là Khánh Hòa hiện thời. 3 đạo quân được điều động, 2 đạo bộ binh do Chu Văn Tiếp ở Phú Yên đánh vào và do Tôn Thất Dụ ở Bình Thuận đánh ra. 1 đạo thủy quân do Tống Phước Thiêm, Nguyễn Hữu Thụy, Dương Công Trường chỉ huy xuất phát từ Gia Định kéo ra chặn quân Quy Nhơn ở mặt biển. Bình Khang là dinh nằm giữa dinh Bình Thuận ở phía Nam và dinh Phú Yên ở phía Bắc. Dinh Bình Khang chia làm 2 phủ, phủ Bình Khang ở phía Phú Yên, phủ Diên Khánh ở phía Bình Thuận. Trấn thủ dinh Bình Khang lúc bấy giờ là Lê Văn Hưng, có một đội tượng binh thiện chiến, phần lớn quân lực đóng ở Diên Khánh. Bình Thuận thuộc quyền chiếm đóng của Nguyễn Phúc Ánh, Phú Yên thì do tướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Lộc trấn thủ, Chu Văn Tiếp chỉ chiếm cứ một vùng ở Trà Lương, Tuy An. Quân Tôn Thất Dụ kéo ra đến Diên Khánh chưa kịp đóng quân thì bị Lê Văn Hưng cho đoàn chiến tượng xung trận. Quân binh nhà Nguyễn vốn đã sợ uy thế Lê Văn Hưng, lại còn sức hùng mãnh của chiến tượng đều khiếp đảm rùng rùng bỏ chạy. Quân Nguyễn chưa đánh đã tan. Còn Chu Văn Tiếp kéo quân chưa ra khỏi Phú Yên đã bị Nguyễn Văn Lộc chặn đánh tơi bời. Binh lính bị giết gần hết, một mình Tiếp tẩu thoát chạy về trốn ở Trà Lương. Trong lúc tình hình đang nguy ngập của bộ binh thì thủy binh của Tống Phước Thiêm lại không rời khỏi Gia Định được bởi bộ hạ của Đỗ Thành Nhân ở Ba Rồng nổi loạn.
không thể để yên cho Phúc Ánh phát triển lực lượng và chiếm giữ lâu dài đất Gia Định, vua Thái Đức lo việc chinh Nam. Tháng 3 năm Nhâm Dần 1782, nhà vua cùng Nguyễn Huệ, Phạm Ngạn đem 200 chiến thuyền vào Gia Định, binh đi thẳng vào cửa biển Cần Giờ. Được tin, Nguyễn Phúc Ánh ra lệnh cho Tống Phước Thiêm đem thủy quân ra chặn đánh. Đạo thủy binh của nhà Nguyễn gồm trên 400 chiến thuyền, lại có một số tàu đồng của Pháp và Bồ Đào Nha tham dự. Tống Phước Thiêm dàn thuyền chiến thành hàng tại sông Thất Kỳ, tức là Ngã Bài, quyết tiêu diệt binh Tây Sơn, hai bên kịch chiến. Bên ngoài có súng trường và đại bác bắn rền trời. Thuyền Tây Sơn, anh dũng xông vào bám sát thuyền địch, dùng pháo lửa ném sang vùn vụt. Thuyền địch bị đốt cháy dữ dội. Tàu của Pháp do Mạn Hòe, tức là Manuel chỉ huy, chỉ có 10 khẩu đại bác, bị hãm không sao ra khỏi được khỏi vòng vây, cố sức chống cự, cuối cùng bị đốt cháy và đánh chìm, Mạn Hòe tử trận. Thuyền của nhà Nguyễn không thoát được một chiếc, tướng sĩ bị giết gần hết. Một đội thuyền do Nguyễn Phúc Ánh trực tiếp chỉ huy đến cứu cũng bị hỏa lực đánh tan. Phúc Ánh vội rút tàn quân chạy về Bến Nghé. Binh Tây Sơn lớp đuổi theo Phúc Ánh, lớp kéo lên đánh chiếm Thị Nghè, Gia Định. Nguyễn Ánh phải chạy trốn về Ba Rồng. Theo phò vừa tướng vừa quân chỉ trên dưới 300 người, nhưng mà chưa ở yên thì bị binh Tây Sơn kéo đến đánh. Phải chạy hết từ chỗ này đến chỗ khác, từ Gia Định đến Hậu Giang. Lúc này quân Nguyễn ở Bình Thuận nghe tin Gia Định thất thủ, liền tiến về cứu viện. Nhưng vừa đến Biên Hòa thì Tôn Thất Dụ bị tướng Tây Sơn là Phạm Ngạn chặn đánh, quân Nguyễn phải thối lui. Vừa lúc đó Châu Văn Tiếp kéo quân ở Phú Yên vào tiếp ứng. Phạm Ngạn đương đuổi theo quân Nguyễn, giết được một viên tướng Nguyễn là Hồ Công Siêu thì bị Châu Văn Tiếp tiếp chiến, thình lình trở tay không kịp liền bị giết. Quân Tây Sơn không dám đuổi tiếp, Tôn Thất Dụ cùng Châu Văn Tiếp rút ra Bình Thuận. Nguyễn Phúc Ánh ở Hậu Giang nghe tin quân mình thất bại khắp mọi nơi, liệu không đủ sức đối phó với Tây Sơn, bèn sai Nguyễn Hữu Thụy cùng 150 người tùy tùng sang Xiêm cầu viện, còn mình thì chạy đến Hà Tiên cùng Lê Văn Duyệt và một số quan tòng vong chạy ra Phú Quốc. Thế là đất Gia Định được bình định. Bộ tướng của Đỗ Thành Nhân kéo binh từ Đông Sơn đến Hà, vua Thái Đức thu nạp và trọng dụng. Tháng 5 năm Nhâm Dần 1782, tình hình Gia Định đã tương đối ổn định. Vua Thái Đức cùng Nguyễn Huệ kéo quân về Quy Nhơn, đất Gia Định giao cho Đỗ Nhàn Chập và Hộ Bộ Bá trấn thủ. Vua Thái Đức cùng Nguyễn Huệ rút quân về Quy Nhơn chưa được bao lâu, thì ở Gia Định một cựu tướng của Nguyễn Phúc Ánh là Hồ Văn Lân tập hợp một số tàn quân của nhà Nguyễn còn lẩn lút ở Viền Hậu Giang, nổi lên đánh chiếm Dinh Long Hồ. Một số tướng khác như là Dương Công Trừng, Nguyễn Văn Quý cũng đem tàn quân hợp với Hồ Văn Lân đánh úp thủy quân Tây Sơn ở Lật Giang. Trong khi đó bọn Hồ Văn Lân hoạt động ở Gia Định thì ở Phú Yên, Châu Văn Tiếp cũng mộ quân kéo vào giúp dập. Đỗ Nhàn Chập và Hộ Bộ Bá chỉ có 3.000 quân trong tay, phải chia ra chống đỡ các mặt, thành Gia Định bị yếu, không trì thủ được lâu. Đỗ Nhàn Chập và Hộ Bộ Bá phải bỏ chạy về Quy Nhơn. Lấy lại được Gia Định, Châu Văn Tiếp và các người sai ra Phú Quốc rước Nguyễn Phúc Ánh trở lại. Đầu năm Quý Mão 1783, vua Thái Đức sai Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Lữ, Lê Văn Hưng, Trương Văn Đa cử đại binh vào đánh Nguyễn Phúc Ánh. Biết trước thế nào, vua Tây Sơn cũng đem quân vào đánh, Nguyễn Phúc Ánh lo phòng bị cẩn mật. Một mặt sai Lê Phúc Diễn, Lê Phúc Bình đem vàng bạc sang Xiêm La cầu xin vua Xiêm cứu viện khi Gia Định bị Tây Sơn tấn công. Một mặt lo tăng cường phòng thủ thành Gia Định, đồn Bến Nghé ở phía Nam Thành và đồn Thị Nghè ở phía Bắc Thành là hai đồn lớn nhất và đã được xây đắp từ lâu. Đồn Bến Nghé là bình phong của thành, đồn Thị Nghè nằm trên ngã ba sông Thị Nghè, có thể khống chế mấy ngã sông Thị Nghè và sông Gia Định, do đó đủ sức che chở cho thành một cách vững vàng, kín đáo. Hai đồn này thì được tu bổ nghiêm túc. Hai đồn mới được xây đắp, đồn Thảo Câu ở phía Nam Thành trên sông Vàm Cỏ Đông, đồn Giác Ngư ở phía Bắc Thành trên sông Gia Định, đồn nào cũng có tướng sĩ canh giữ nghiêm ngặt. Đồng thời thì Nguyễn Phúc Ánh cho khôi phục thủy quân, đóng chiến thuyền. Trên khúc sông rộng ở hạ lưu Gia Định Giang có đóng cọc ngầm và hai bên sông có hàng nghìn bè tre chất đầy củi khô và thuốc súng sẵn sàng đánh hỏa công. Một toán chiến thuyền trên 100 chiếc trang bị đầy đủ dàn sẵn trên sông Gia Định. Việc phòng bị lần này, Nguyễn Phúc Ánh làm nghiêm chỉnh hơn lần trước thập bội. Thủy binh Tây Sơn đến cửa Cần Giờ ngày 24 tháng 2 năm Quý Mão 1783. Nắm vững tình hình của địch, Nguyễn Huệ đợi lúc thủy triều dâng, gió từ cửa biển thổi mạnh vào đất mới đốc xuất chiến thuyền vào cửa sông. Châu Văn Tiếp chỉ huy chiến thuyền Nguyễn kéo binh ra chống cự, Tiếp đã bố trí chiến trường, quyết dùng hỏa công tiêu diệt thuyền địch, ít ra thì cũng đẩy lui địch không cho tiến vào nội địa, cho nên mới vừa giáp chiến đã vội rút lui. Biết rằng có mưu gian, song Nguyễn Huệ vẫn hô quân tiến đánh. Khi chiến thuyền Nguyễn đã qua khỏi khúc sông bố trí đánh hỏa công và thuyền Tây Sơn đã lâm vào khu vực bố trí, thì các bè củi khô nổi lửa và cắt dây neo để cho trôi xuống thuyền địch. Nhưng mà vì thủy triều đang lên mạnh và gió biển theo nước triều thổi mạnh, bè ngửa trôi ngược
trở lại và lửa đốt cháy thuyền Nguyễn. Chiều càng lên cao, gió càng thổi to, thuyền Tây Sơn đuổi theo càng gấp. Châu Văn Tiếp liệu không chống cự nổi liền bỏ trốn, rồi theo đường núi chạy sang Xiêm. Thủy binh của Phúc Ánh hoàn toàn bị tiêu diệt. Nguyễn Huệ chia quân đến đánh hai đồn Thảo Châu và Giác Ngư. Tướng giữ đồn Giác Ngư là Tôn Thất Mãn bị Lê Văn Hưng giết chết. Tướng giữ đồn Thảo Châu là Dương Công Trừng bị Trương Văn Đa bắt sống. Nguyễn Huệ kéo quân đánh thành Gia Định. Nguyễn Phúc Ánh hốt hoảng bỏ thành, đem gia đình chạy đến Ba Rồng, chỉ có 5-6 viên tướng và chừng 100 quân chạy theo. Tướng sĩ ở bên Nghé và Thị Nghè cũng bỏ đồn chạy. Nguyễn Huệ thì kéo quân vào thành, phủ dụ nhân dân và tướng sĩ còn ở lại. Khi chạy về Ba Rồng rồi thì Nguyễn Phúc Ánh tổ chức lại quân đội. Đầu tháng 4 năm Quý Mão 1783 thì lại cất quân đánh Tây Sơn. Hai bên gặp nhau ở Đồng Tuyên kiến an định tường. Quân nhà Nguyễn vừa thấy quân Tây Sơn hùng hổ kéo đến thì đã muốn bỏ chạy. Do đó mới vừa giáp chiến thì binh liền tan rã, tướng phần nhiều bị giết. Nguyễn Văn Quý bị Trương Văn Đa chém trên mình ngựa. Nguyễn Huỳnh Đức bị Lê Văn Hưng bắt sống. Quân sĩ bị bắt sống trên ngàn người, quân Nguyễn bị tiêu diệt toàn bộ. Nguyễn Phúc Ánh tẩu thoát, chạy đến Lật Giang, chạy sang Mỹ Tho, rồi chạy đến Ba Thắc, cuối cùng chạy đến Hà Tiên để xuống thuyền ra Phú Quốc. Về việc chạy trốn của Nguyễn Phúc Ánh thì sử nhà Nguyễn chép rằng Vương chạy đến Lật Giang thì trên sông tuyệt không có đò sang ngang. Ngài bỗng thấy một con trâu nằm ngay nơi mé tả, ngài bèn cưỡi lên lưng trâu để qua sông. Nhưng khi đến giữa dòng thì nước rút quá mạnh, trâu không bơi được. May quá có một con cá voi nổi lên há miệng ngậm lấy ngài đưa sang bờ bên kia. Nhờ vậy mà ngụy quân không nhận được vết tích để truy tìm tới xứ Vịnh Cù. Ngài gặp thái giám Duyệt đem theo ấn nhỏ bằng vàng cùng các quan tòng vong. Mọi người xuống thuyền tới cửa Kinh Hào, Long Xuyên, rồi sang thuyền đi Phú Quốc. Được tin Nguyễn Phúc Ánh chạy ra Phú Quốc, Nguyễn Huệ sai Phan Tiến Thận đi đánh bắt. Một số tướng lĩnh bị bắt sống, Nguyễn Phúc Ánh thoát chết chạy ra đảo Cổ Long. Trương Văn Đa đem một lực lượng thủy quân lớn đến vây đánh, nhưng mà rủi lại gặp ngày mưa gió lớn, thuyền không thể dàn ra để bao vây mà phải dồn lại ghì chặt vào nhau để chống lại sóng gió. Nhờ vậy, Nguyễn Phúc Ánh có cơ hội đem tàn quân chạy thoát, trốn sang đảo Cổ Cốt rồi chạy về Phú Quốc. Lúc này đất Gia Định đã hoàn toàn được giải phóng, việc phòng thủ đã được tổ chức nghiêm mật, tình hình trong cõi đã tương đối ổn định. Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Lữ và Lê Văn Hưng rút quân về Quy Nhơn để Trương Văn Đa cùng một số tướng sĩ ở lại giữ thành Gia Định. Nguyên trước khi Nguyễn Huệ xuất binh, Trương Văn Hiến là ông thầy tâu cùng vua Thái Đức. Gia Định ở xa Phú Xuân, nhân dân chưa bị khổ sở về nạn Trương Phúc Loan nên không căm thù nhà Nguyễn như người miền Trung. Quân ta vào đánh quân nhà Nguyễn, nhân dân miền Nam lại coi là cuộc tranh giành quyền vị với nhau chứ không phải để giải phóng họ. Bởi vậy, hễ bên nào mạnh được thì họ theo, theo trong nhất thời, rồi ai được ai thua họ bằng quan tọa thị. Do đó, quân ta cứ giữ lấy được Gia Định rồi lại mất. Muốn giữ đất được lâu bền thì phải làm thế nào để chiếm cho được lòng dân, nhất là lòng của kẻ sĩ. Do đó thì Nguyễn Huệ mới để Trương Văn Đa, một người văn võ toàn tài, ở lại trấn thủ Gia Định. Và khi quân thắng trận về đến Quy Nhơn thì vua Thái Đức sai thêm hai văn thần là Cao Tắc Tự và Triệu Đình Tiệp vào trợ lực. Họ Cao, họ Triệu vào đến nơi lo tìm hiểu dân tình dân ý. Hai ông giả làm thầy địa lý và thầy tướng số để được gần gũi nhân dân. Hai ông nhận thấy rằng miền Nam hầu hết đều rất là chất phác nhân hậu, sĩ phu giữ khư khư lời dạy của Thánh Hiền, chữ chung của Hán Nho, của Tống Nho đã in sâu vào tâm phủ. Lòng họ đối với nhà Nguyễn tuy không sâu đậm bằng lòng người miền Bắc đối với nhà Lê, song có tài chinh phục đến đâu cũng khó thu về cho nhà Tây Sơn trong hôm sớm. Muốn thu phục được nhân tâm miền Nam thì phải làm sao cho họ thấy nhà Tây Sơn hơn nhà Nguyễn về mọi mặt. Thì trước hết phải có một chính sách tốt. Chính sách thì đã có sẵn từ nghìn xưa. Chẳng qua là 8 chữ thân dân, ái dân, an dân và lợi dân. Khó nhất là làm sao thực thi cho được 8 chữ ấy. Trong khi ở Gia Định nhà Tây Sơn lo việc an dân thì ở Phú Quốc, Nguyễn Phúc Ánh lo cầu cạnh nước ngoài cướp viện để đánh cướp đất. Nguyên là Nguyễn Phúc Ánh có quen cùng với hai giáo sĩ cơ đốc Tây Phương là Linh Mục Leo, người Bồ Đào Nha, và Giám Mục Bá Đa Lộc, tức là Pierre Pignot de Béarn Évêque de Darang, người Pháp, trước kia truyền giáo ở Gia Định, sau này chạy sang Santa Buông ở Siêm La lập giáo sở. Phúc Ánh bắt liên lạc cùng hai nhà truyền giáo ấy, nhờ Linh Mục Bồ Đào Nha mua lương thực và Giám Mục Bá Đa Lộc sang cầu viện nước Pháp. Phúc Ánh hứa bằng giấy tờ sẽ cắt đất nhượng cho nước Pháp và để cho người Pháp được đặc quyền vào buôn bán ở Việt Nam sau khi chiến thắng. Con trai đầu của Phúc Ánh là Hoàng Tử Cảnh, theo Bá Đa Độc làm con tin. Giám mục chưa kịp xuống tàu sang Pháp thì Phúc Ánh được mật thư của Châu Văn Tiếp mời sang Vọng Các, tức là Bangkok, hội kiến cùng vua Xiêm. Thế là Nguyễn Phúc Ánh sang Xiêm vào khoảng tháng Giêng năm Giáp Thìn 1784 và được vua Xiêm tiếp đãi nồng hậu. Nước Xiêm lúc bấy giờ ở dưới triều vua Chất Trị, tức là vua Chắc Ri, đương lúc thịnh vượng và đang nuôi tham vọng nuốt Chênh Lạp và Gia Định để mở rộng cõi bờ. Được Nguyễn Phúc Ánh xin cứu viện, vua Xiêm
chụp ngay thời cơ quý như vàng. Để chuẩn bị cuộc xâm lăng thì vua Xiêm giúp Phúc Ánh tổ chức một đạo binh gồm đám tàn quân và bọn người Việt lưu vong trên dưới ngàn người, do Châu Văn Tiếp làm đại đô đốc và Mạc Tử Sinh làm tham tướng. Mùa hạ năm Giáp Thìn 1784, vua Xiêm sai cháu là Chiêu Tăng làm chủ tướng và Chiêu Sương làm tiên phong, thống lĩnh 2 vạn thủy quân và 300 chiến thuyền, hợp cùng đạo quân của Phúc Ánh từ Vọng Các tức là Bangkok vượt biển sang Gia Định. Đồng thời, nhà vua lại phái 2 tướng là Lục Côn và Sa Uyển cùng với Chiêu Thủy Biện, một cựu thần Chân Lạp sang Xiêm, đem 2 đạo binh trên 3 vạn người tiến sang Chân Lạp, rồi từ đó kéo xuống Gia Định phối hợp cùng thủy binh của Chiêu Tăng và Chiêu Sương. Châu Văn Tiếp đã thuộc được lối đi và biết rõ các nơi hiểm yếu ở Gia Định nên dẫn quân đi trước. Thủy quân Xiêm đổ bộ lên Rạch Giá, bộ binh Xiêm đánh xuống Châu Đốc. Để phòng ngự mặt biển và mặt sông thời chúa Nguyễn thì Nguyễn Cư Trinh đã lập ra 5 đạo là Tân Châu Đạo ở Cù Lao Riêng thuộc Tiền Giang, Châu Đốc Đạo ở Hậu Giang sát biên giới Chân Lạp, Đông Khấu Đạo ở Sa Đéc, Kiên Giang Đạo ở Rạch Giá và An Xuyên Đạo ở Cà Mau. Quân Xiêm kéo vào Gia Định một cách rầm rộ. Trấn thủ Gia Định là Trương Văn Đa thấy sức giặc quá mạnh, ra lệnh cho các nơi vừa chặn đánh vừa rút lui từng bước để bảo toàn lực lượng. Quân Tây Sơn giữ đạo Kiên Giang ở Rạch Giá và đạo Châu Đốc ở Biên Cương, bèn rút về Cần Thơ, quân giặc đuổi theo. Quân Tây Sơn theo bờ sông Hậu Giang lui gần xuống Ba Thác. Ba Thác tức là Arak là một vùng rộng lớn bao gồm Sóc Trăng, Bạc Liêu. Dân cư phần đông là người Cao Miên, đất đai phần lớn là rừng và bưng biển nước ngập. Quân Xiêm đuổi đến Ba Thác bị quân Tây Sơn phục kích, đánh cho một trận tơi bời phải thối lui. Lúc này quân Tây Sơn thừa thế vượt sông Hậu Giang sang Trà Ôn để rồi lui về Đông Khấu Đạo ở Sa Đéc. Quân đóng ở An Xuyên Đạo ở Cà Mau bị cô thế cũng rút về Trà Ôn, giặc lại đuổi theo. Nhưng đến Man Thiếc thuộc Vĩnh Long thì gặp đạo quân của Trương Văn Đa từ Sa Đéc kéo xuống đánh kịch liệt. Châu Văn Tiếp bị Trương Văn Đa chém chết, quân giặc rút lui xuống Trà Cú. Nhưng mà Trương Văn Đa liệu thế không thắng nổi giặc, bèn bỏ vùng đất miền Tây về hữu ngạn sông Tiền Giang, kéo đại binh về đóng ở Mỹ Tho. Vì mất người hướng đạo là Châu Văn Tiếp, giặc không dám sang sông, lấy Đông Khấu Đạo ở Sa Đéc làm tổng hành dinh. Sau trận kịch chiến ở Man Thiết vào khoảng trung tuần tháng 10 năm Giáp Thìn, tức là tháng 11 năm 1784, còn có vài trận nhỏ kế tiếp, đáng kể là trận tháng 11 năm Giáp Thìn, tại đồn Ba Lai ở giữa Định Tường và Vĩnh Long. Chỉ huy trận này là Đặng Văn Lương, người Định Tường, theo Phúc Ánh làm tới tức chức trưởng cơ, và Lê Văn Quân, cũng người Định Tường, theo Phúc Ánh làm đến chức đô đốc. Đô đốc lên thay Châu Văn Tiếp làm tổng nhung. Họ Đặng và họ Lê cậy mình là người địa phương thông thạo đường lối, đang tính đem quân đánh úp quân Tây Sơn. Chẳng ngờ rằng bên Tây Sơn đã phòng bị trước cho phục binh ở ngoài, đợi quân Nguyễn vào đồn rồi ở trong đánh ra, ngoài đánh vào. Khi thế quân Tây Sơn rất mạnh, quân Nguyễn không chống nổi, bị giết gần hết. Đặng Văn Lương bị tướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Kim chém chết. Lê Văn Quân bị Lê Văn Kế đánh trọng thương, chạy thoát nhưng mà phẫn uất mà tự sát. Từ lúc đó thì quân Xiêm và quân Nguyễn đóng yên một chỗ. Trương Văn Đa với số quân không quá 10.000, phải tận lực giữ vững nửa phần đất còn lại ở phía đông từ Tiền Giang trở ra. Vùng đất phía tây từ Tiền Giang, Hậu Giang trở vào đều thuộc quyền kiểm soát của quân Xiêm Nguyễn. Chiếm được nửa phần đất Gia Định thì tướng sĩ Xiêm để sinh ra kiêu căng, chúng xem thường quân Tây Sơn, khinh mạn Phúc Ánh, không lo chiến đấu mà chỉ lo tìm cách cướp bóc của cải, hãm hiếp phụ nữ, sát hại những người Việt Nam tỏ ra thái độ hay có hành động chống đối. Chúng đã dùng chiến thuyền trở về Xiêm không biết bao nhiêu con gái vàng bạc của cải đã cướp được. Nhân dân ta thán, hành động bạo ngược của quân giặc đào sâu lòng căm thù của toàn dân miền Tây và cả miền Đông Gia Định, căm thù cả Xiêm lẫn Nguyễn, kẻ rước giặc về phá quê hương và hết lòng ủng hộ tướng sĩ Tây Sơn. Nhờ lòng dân ủng hộ mà Trương Văn Đa với một số quân ít ỏi có thể chặn đứng được bước tiến của giặc. Nhưng mà liệu thế không thể kéo dài được mãi. Cuối năm 1784, Trương Văn Đa sai đô úy Đặng Văn Trấn về Quy Nhơn báo cáo rõ tình hình ở Gia Định. Nghe qua lời tấu của đô úy Đặng Văn Trấn, triều đình Tây Sơn biết rằng lực lượng của giặc mạnh hơn mấy lần trước thập bội. Vua Thái Đức liền sai Nguyễn Huệ, Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu cùng bộ tướng đem đại binh vào Tảo Trừ. Bùi Thị Xuân xin tòng trinh. Binh Tây Sơn xuống thuyền vào Nam khoảng hạ tuần tháng 11 năm Giáp Thìn, tức là khoảng đầu năm 1785. Quân thiện chiến chừng 2 vạn, danh tướng ngoài Võ Trần Bùi còn có đô úy Đặng Văn Trấn và một số thuộc tướng. Thủy binh Tây Sơn vào cửa Cần Giờ nhưng mà không vào Vũng Tàu để lên Gia Định như mấy lần trước, mà đi thẳng vào Nam theo cửa sông Tiền Giang kéo đến Mỹ Tho. Chủ lực của Tây Sơn do Trương Văn Đa chỉ huy đóng tại Mỹ Tho. Nguyễn Huệ sai Trương Văn Đa ra giữ thành Gia Định, còn mình thì đóng quân ở Mỹ Tho, quyết một trận tiêu diệt toàn bộ quân địch. Trước hết thì Nguyễn Huệ thân hành đi xem xét địa hình địa thế và cho người do thám tình hình của địch. Mỹ Tho lúc bấy giờ gọi là Trường Đồn, đất đai phì nhiêu, rừng núi hiểm trở, sông ngòi lưu thông. Có thành bằng đất, chu vi độ 4 dặm,
có hai cửa tả hữu, hào rộng 4 trượng. Ngoài cửa có cầu ván vững chắc để qua hào, ngoài hào còn có lũy che chở. Trước mặt đồn có sông Đại Giang gọi là sông Mỹ Tho, một chi lưu của sông Tiền Giang, mặt sau có sông Vàm Cỏ Tây. Nước sông theo thủy triều mà lên xuống, rất tiện cho việc giao thông. Ở phía tây đồn lại có một cánh rừng rộng làm hào thành, rừng ngập sình lầy và mọc toàn dừa nước nên tục gọi là rừng dừa. Địa thế khá là hiểm trở. Trên sông Đại Giang tức là sông Mỹ Tho lại có một khúc vừa sâu rộng vừa dài. Đó là nhờ nước sông Sầm Giang tục gọi là rạch Gầm và sông Hiệp Đức tục gọi là rạch Cái La hay là rạch Xoáy Mút chảy vào tăng lưu lượng cho nước sông Tiền Giang. Từ rạch Gầm đến Xoáy Mút rông dài khoảng 5 dặm tức là khoảng 6 cây số và rộng cả gần dặm tức là 1 cây số. Thủy triều lên thì tràn đầy, khi xuống thì vẫn không cạn. Giữa sông có một gò đất bồi chu vi khoảng 5 dặm gọi là Cù Lao Thới Sơn và một cù lao nhỏ gọi là Cù Lao Hộ hay là Bãi Tôn. Hai bên bờ sông và trên cù lau lách và cây bần mọc tùm và không có vết chân người qua lại. Nguyễn Huệ dùng khúc sông Rạch Cầm, Xoáy Mút và rừng dừa làm trận địa để diệt quân thù. Vì quân Xiêm Nguyễn tập trung toàn bộ lực lượng, cả thủy quân tại đảo Đông Khấu ở Sa Đéc lực lượng quá lớn, 300 chiến thuyền và 5 vạn thủy lục quân, không thể nào đánh thẳng được vào đại doanh của địch với số quân không đầy một nửa. Nguyễn Huệ phải dụ địch ra ngoài nơi có lợi cho mình. Nguyễn Huệ cho thủy binh mai phục ở trong các nhánh sông Rạch Gầm, Xoáy Mút và trong các con sông nhỏ chảy quanh các cù lao. Còn bộ binh thì một đạo mai phục ở hai bên bờ sông và trên cù lao Thới, trên bãi Tôn, một đội mai phục nơi rừng dừa. Thủy binh do Nguyễn Huệ và Võ Văn Dũng chỉ huy, bộ binh do vợ chồng Trần Quang Diệu điều khiển. Vạn sự cụ bị, Nguyễn Huệ cho Võ Văn Dũng kéo binh đến khiêu chiến. Đó là chiều ngày 9 tháng Chạp năm Giáp Thìn, tức là ngày 19 tháng 11 năm 1785. Quân Xiêm Nguyễn khi được tin binh Tây Sơn kéo đến Mỹ Tho thì liền chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Nhưng mà do chưa biết được rõ lực lượng của địch mạnh yếu thế nào nên chưa tấn công. Bị khiêu chiến, Chiêu Tăng liền cắt Xạ Uyển cùng một vạn bộ binh ở lại giữ bản doanh và các nơi hiểm yếu. Còn mình thống lãnh đạo thủy lục quân đi đánh Tây Sơn. Bộ binh do Lục Côn chỉ huy theo tà ngạn sông Tiền Giang đi xuống. Thủy binh do Chiêu Sương làm tiên phong kéo thẳng xuống sông Mỹ Tho. Hai đạo thủy bộ đều có tướng sĩ của Nguyễn Phúc Ánh dẫn đường, hẹn nhau sau khi chiến thắng Mỹ Tho thì đồng kéo nhau ra đánh thành Gia Định. Trời tháng Chạp quang đãng, trăng thượng huyền treo cao, quân giặc kéo đi rầm rộ nhưng không thể tiến nhanh, vì trên bờ thì lau lách, dưới sông thì nước triều đương dâng. Võ Văn Dũng thì vừa đánh vừa lui. Đến giang đầu sông Mỹ Tho thì trời bắt đầu tối, đèn được treo trên thuyền đôi bên thắp sáng rực trời. Thuyền Tây Sơn núp ở trong Rạch Gầm kéo ra hợp lực cùng thuyền Võ Văn Dũng chặn không cho thuyền giặc tiến. Đợi khi trăng sắp lặn, thủy triều sắp rút thì Võ Văn Dũng trá bại. Thuyền giặc ra sức đuổi theo, đến Rạch Gầm. Một phần lớn thuyền Tây Sơn tắt hết đèn đuốc, chẽ vào rạch. Còn phần nhỏ thì chạy thẳng theo dòng sông Mỹ Tho. Thuyền giặc cứ trông theo ánh sáng mà đuổi. Khi thuyền giặc đã lọt trọn vào trận địa thì một tiếng pháo lệnh nổ vang. Thuyền của Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy từ rạch Xoài Mút và các sông nhỏ kéo ra chặn đánh. Đồng thời súng đại bác trên cù lao Thới Sơn và hai bên bờ sông nã liên thanh vào thuyền giặc. Bị đánh thình lình, Chiêu Sương hoảng hốt cho dừng thuyền lại. Thuyền trước dừng lại một cách đột ngột, những đoàn thuyền đi sau đương đà tiến nhanh theo nước chiều rút, không sao hãm kịp, bị va vào nhau hết lớp này đến lớp khác. Đoàn thuyền đi sau rốt vừa định quay trở lại thì bị thuyền ở Rạch Cầm kéo ra đánh thối lui vào trận địa. Phần bị trước trận đánh, sau đuổi đánh, phần bị hai bên hông và trên đầu đại bác nã, phần thuyền va vào nhau hàng ngũ rối loạn, hết phương dây trở, hết phương chống đỡ. Thuyền địch lớp bị tan vỡ, lớp bị bắn chìm không còn một chiếc. Quân sĩ lớp nhảy xuống nước bị chết chìm, lớp bị giết chết, trăm phần không còn được một hai. Thế là 300 chiến thuyền và 2 vạn thủy binh của Xiêm và một số quân của Phúc Ánh bị hoàn toàn tiêu diệt. Còn đạo bộ binh của giặc đang đi bỗng nghe tiếng đại bác nổ, liền dừng bước. Thình lình trong lao lách phục binh của Tây Sơn vừa hét vừa xông ra. Lục Côn trở tay không kịp, bị Bùi Thị Xuân chém một nhát bay đầu. Binh lính hết hồn đều bỏ chạy, tán loạn. Nhưng mà sau lưng có quân đánh. Hai bên tả hữu cũng có quân đánh, chúng ùa nhau chạy về phía trước, nhảy ào rừng dừa. Hai vạn binh Xiêm và số quân nhà Nguyễn, lớp bị đao kiếm, lớp bị sinh lầy, chết không còn một bóng. Trời vừa rạng đông thì chiến cuộc cũng vừa dứt, quân Tây Sơn toàn thắng, Chiêu Tăng và Chiêu Sương tẩu thoát. Nguyễn Phúc Ánh may mắn được một bộ tướng là Nguyễn Văn Trị cứu khỏi và cõng chạy đến trốn nơi Mỹ Đức ở Thi Giang, rồi chạy lần ra náu ở Cồn Khơi thuộc Hà Tiên. Tướng Xiêm, Chiêu Tăng và Chiêu Sương trốn thoát chạy về Sa Đéc, bị quân Tây Sơn truy kích. Hối Hà cùng Xạ Uyển kéo tàn quân chạy bộ về Xiêm, kiểm điểm quân số thì khi xuất quân thủy bộ cả thảy 5 vạn, lúc trở về chỉ còn 10.000 lục quân và không đầy vài ngàn thủy quân. Như vậy, chỉ trong một trận Tây Sơn tiêu diệt gần 4 vạn quân Xiêm và 300 chiến thuyền. Còn Nguyễn Phúc Ánh trốn hết nơi này đến nơi khác, liệu không thoát khỏi tay đối phương luôn luôn cho lùng bắt, bèn cùng một số tướng sĩ chạy qua Xiêm xin tị nạn.
quét sạch quân xâm lăng, đuổi được Nguyễn Phúc Ánh ra khỏi nước, Nguyễn Huệ lo sắp đặt trình tể việc quân việc dân, rồi giao ra lệnh cho Trương Văn Đa và Đặng Văn Trấn trấn thủ, còn mình cùng Võ Văn Dũng và vợ chồng Bùi Thị Xuân kéo đại binh về Quy Nhơn. Cao Tắc Tự và Triệu Đình Tiếp mới bàn với nhau rằng cái cuộc chiến thắng này đã làm sáng tỏ chính nghĩa của nhà Tây Sơn, cái tội rước voi của Nguyễn Phúc Ánh đã sờ sờ ra đó, và có công giải ách ngoại xâm của Long Nhương tướng quân đã đủ trang bị cho chúng ta để chinh phục nhân tâm của Sĩ Phu và Lê Thứ Đất Gia Định. Phần đông Sĩ Phu Gia Định hiểu nghĩa cái chữ Trung một cách lệch lạc, họ chỉ nghĩ đến vua, cho rằng Trung quân tức là ái quốc, cho nên cứ khư khư ôm chữ Trung quân vào lòng, mặc dù vua kia chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng của mình mà dẫm đạp lên quyền lợi chung của Tổ quốc và dân tộc. Họ nghĩ rằng đất này là của nhà Nguyễn bị nhà Tây Sơn chiếm đoạt, thì Nguyễn Phúc Ánh có quyền nhờ ngoại bang giúp mình đánh lấy lại. Phá nước hại dân là tội của quân Xiêm chứ không phải tội của Nguyễn Phúc Ánh. Cho nên họ không oán giận họ Nguyễn mà chỉ căm thù quân Xiêm. Phải đà phá cho được tư tưởng sai lầm đó thì lời nói phải của chúng ta mới lọt được vào tai. Đất Gia Định thì rộng mênh mông mà chỉ có hai chúng ta thì không thể nào dẫy hết cỏ dại đã ăn sâu vào trí não để cấy lúa trồng dâu. Hai ông liền bàn cùng Trương Văn Đa và Đặng Văn Trấn, rồi một mặt làm sớ gửi về Quy Nhơn xin thêm người, một mặt chiêu nạp nhân tài ở địa phương để làm phò tá. Vua Thái Đức liền sai Huỳnh Văn Thuận và Lưu Quốc Hưng vào tăng cường. Từ ấy thì đồng bào Gia Định được an cư lạc nghiệp. Việc học hành được tổ chức khắp nơi, ruộng đất mỗi ngày mỗi thêm mở rộng, quân sĩ thay phiên nhau làm việc canh tác với đồng bào. Gia Định bắt đầu trở thành nơi rất trù phú. Nhà Tây Sơn phò Lê diệt Trịnh. Bình định xong mặt phía Nam thì nhà Tây Sơn lo đến mặt phía Bắc. Ở thành Thuận Hóa sau Hoàng Ngũ Phúc thì Bùi Thế Đạt vào trấn thủ. Nhưng không bao lâu thì chúa Trịnh lại sai Phạm Ngô Cầu vào thay thế. Phạm Ngô Cầu là người vô mưu lại tham lam, chỉ lo việc làm giàu, còn việc dân, việc quan thì phó mặc cho kẻ thuộc hạ. Vua Thái Đức biết Thuận Hóa không phòng bị, bèn sai Nguyễn Huệ làm tiết chế, Võ Văn Nhậm làm tả quân đô đốc, Nguyễn Hữu Chỉnh làm hữu quân đô đốc đem bộ binh đi trước, Nguyễn Văn Lộc làm thủy quân đô đốc cùng Nguyễn Lữ đem thủy binh theo sau. Võ Văn Nhậm, Nguyễn Văn Lộc là người cũ của Tây Sơn, Nguyễn Hữu Chỉnh thì vừa mới quy thuận. Nguyên Nguyễn Hữu Chỉnh là người huyện Chân Lộc, tỉnh Nghệ An, đỗ hương cống từ lúc 16 tuổi. Có tài ngôn luận, lại lắm cơ trí và thông thạo binh pháp. Trước theo Hoàng Ngũ Phúc thường đi đánh giặc Bề, giặc Sợ gọi là chim bằng. Hoàng Ngũ Phúc mất rồi, Chỉnh theo Hoàng Đình Bảo. Hoàng Đình Bảo bị kiêu binh nổi dậy ở Thăng Long giết chết, Chỉnh chạy vào Quy Nhơn phò Tây Sơn. Nguyễn Hữu Chỉnh nằm trên vâng mệnh Hoàng Ngũ Phúc mang ơn kiếm vào Quy Nhơn, nên đối với vua Thái Đức không phải chỗ xa lạ, do đó mà được nhà vua tin dùng sai cùng Nguyễn Huệ đem binh ra đánh Thuận Hóa. Đại binh xuất phát ngày 18 tháng 5 năm Bính Ngọ 1786. Ngày 24 lấy được An Tông, Nguyễn Huệ theo lời Nguyễn Hữu Chỉnh làm một phong thư để gửi cho phó tướng giữ thành Phú Xuân là Hoàng Đình Thể, khuyên về hàng Tây Sơn, rồi giả tảng bắn lầm thư vào trại Phạm Ngô Cầu. Ngô Cầu mới sinh nghi. Khi mà binh lính Tây Sơn vây đánh thành Phú Xuân, Ngô Cầu sai Hoàng Đình Thể ra đánh. Đình Thể cùng hai con và tỳ tướng là Vũ Văn Kiên đem quân bản bộ ra trận, bắn hết súng đạn Đình Thể kêu cứu. Ngô Cầu mới đóng chặt cửa thành không tiếp ứng. Vũ Văn Kiên và hai con Đình Thể đều bị Võ Văn Nhậm và Nguyễn Hữu Chỉnh giết chết. Đình Thể sức cùng lực kiệt, tự vẫn trên mình voi. Nguyễn Huệ ra lệnh phá thành. Nguyễn Văn Lộc xông vào bắt sống được Phạm Ngô Cầu đang cùng gia đình khuân của cải chạy trốn. Thành Phú Xuân hạ xong, Nguyễn Huệ sai Nguyễn Lữ, Võ Văn Nhậm, Nguyễn Văn Lộc tiến quân đánh lấy các doanh trại thuộc Quảng Trị, Quảng Bình. Chỉ trong vòng mấy hôm, đất Thuận Hóa đã nằm trọn trong tay nhà Tây Sơn, Nguyễn Huệ bèn treo bảng phủ dụ nhân dân. Nguyễn Hữu Chỉnh mới đem tình hình Bắc Hà ra kể tỉ mỉ cho Nguyễn Huệ nghe. Nào là vua Lê chỉ có hưu vị, bị chúa Trịnh hà hiếp mà không dám phản ứng, chỉ ôm bụng xót thầm. Nào là chúa Trịnh bỏ trưởng lập thứ trong phủ Liêu, chia bè phái, sát hại lẫn nhau. Nào là kiêu binh nổi dậy đánh phá kinh thành, giết triều thần, cướp bóc dân chúng, quan quân không kiềm chế nổi, đại khái như thế. Nên mới có thơ rằng là lửa hồng từ dậy mái thành đô, đoài trốn lầm than chuyện được thua. Xanh biếc thú quê người ẩn giật, bạc đen đường thế khách bôn su. Suy tưởng mỗi mỗi đau lòng trí, tính quẩn trần trần, nát dạ ngu. Muốn đến vị xuyên mà hỏi lữ, rằng thương xưa cũng đến nẻ ru. Rồi mới khuyên Nguyễn Huệ ra đánh lấy Bắc Hà. Nguyễn Huệ thì thực ra là sau khi dẹp yên Gia Định đã có ý muốn bành trướng ra mặt Bắc. Nay nghe lời Chỉnh lấy rất làm vừa lòng, nhưng mà giả ý do dự mà hỏi. Bắc Hà có nhiều nhân tài không nên coi thường. Chỉnh mới vỗ ngực nói. Nhân tài Bắc Hà chỉ có một mình Chỉnh. Nay Chỉnh đã bỏ đi thì nước không còn ai nữa. Xin ông đừng ngại. Nguyễn Huệ mới cười. Người khác thì không ngại, chỉ ngại có ông thôi. Chỉnh mới toát mồ hôi là tôi tự biết mình tài hèn.
Tôi nói lớn lối thế để ông tin rằng Bắc Hà không có người địch nổi ông đó thôi. Nguyễn Huệ mới kiếm lời an ủi rồi nói, nhà Lê làm vua đã mấy trăm năm nay, bây giờ đánh đổ thì chưa chắc lòng người đã theo mình. Chỉnh mới đáp, Bắc Hà có vua lại có chúa, mọi việc chưa từng có xương nay. Thêm nữa họ Trịnh tiếng là phò Lê nhưng sự thực là hiếp chế, điều đó thì ai ai cũng biết. Hầu hết đám sĩ phu Bắc Hà đều bất mãn, nhưng vì thế yếu không làm gì được để giúp nhà Lê. Nay ông mà lấy danh nghĩa phò Lê diệt Trịnh thì thiên hạ ai mà chẳng theo. Nguyễn Huệ nói, ông bàn phải lắm, nhưng mà ta chỉ phụng mệnh đi đánh Thuận Hóa mà thôi, nếu ra Bắc Hà nữa thì sao cho khỏi, mang tội kiểu mệnh. Nguyễn Huệ mới làm tờ tấu lên xin vua Thái Đức về việc lấy được Thuận Hóa và xin xá tội vì việc tự tiện đem quân đi đánh Bắc Hà, lại cho giải Phạm Ngô Cầu về Quy Nhơn để triều đình xét xử. Đoạn mới sai Nguyễn Hữu Chỉnh đem thủy binh đi trước, để Nguyễn Lữ và Nguyễn Văn Lộc ở lại giữ thành Phú Xuân, còn mình và Võ Văn Nhậm thì kéo bộ binh theo sau, hẹn cùng Chỉnh sẽ gặp nhau ở Vị Hòa. Ngày 6 tháng 6 năm Bính Ngọ, tức là ngày 1 tháng 7 năm 1786, Nguyễn Hữu Chỉnh đến Vị Hòa, quan quân bỏ chạy. Chỉnh lấy được 100 vạn hộc lương rồi đốt lửa làm hiệu. Quân của Nguyễn Huệ kéo đến Vị Hoàng hợp với Chỉnh rồi kéo ra Thăng Long. Chúa Trịnh là Trịnh Khải cho Trịnh Tự Quyền đem quân ra nghinh chiến. Tự Quyền đến giữ ở mặt Kim Động. Viên trấn thủ Sơn Nam là Bùi Thế Dân đem bộ binh đến đóng ở xã Phù Sa thuộc huyện Đông An. Đinh Tích Nhưỡng đem thủy quân ra giữ cửa Luộc. Chiến thuyền Tây Sơn vào sông Vị Hoàng, gặp gió đông thổi mạnh, đêm đến Nguyễn Huệ sai lấy tượng gỗ để trên mấy chiến thuyền rồi cho đánh trống thả cờ, thả thuyền cho trôi đi. Đinh Tích Nhưỡng tưởng địch tới đánh, dàn thuyền thành trận chữ nhất rồi truyền lấy súng mà bắn. Khi biết rằng người trên thuyền là tượng gỗ thì đạn dược đã cạn. Quân của Nguyễn Huệ ùa tới đánh, Đinh Tích Nhưỡng không chống cự nổi phải bỏ thuyền mà chạy. Quân của Tự Quyền và Thế Dân cũng bị đánh tan, thành Sơn Nam bị hạ. Nguyễn Huệ một mặt truyền hịch đi khắp nơi, nói là lấy danh nghĩa phò Lê diệt Trịnh, một mặt thì kéo quân lên lấy Thăng Long. Thuyền Tây Sơn vào đến sông Thúy Ái, Ngô Cảnh Hoàng trận đánh. Một trận thủy kỳ chiến kịch liệt, Ngô Cảnh Hoàng tử thương, bao nhiêu chiến thuyền đều bị đánh đắm, quân sĩ chết đuối gần hết. Ngô Cảnh Hoàng là người làng Chảo Nha, huyện Thạch Hà, trấn Nghệ An, là một trung thần của nhà Lê. Ngô có một người vợ thứ tên là Phan Thị Thuấn, sắc đẹp đức cao. Được tin Ngô tử trận, người nhà ai nấy thương khóc, riêng bà vẫn cười nói như thường. Có người hỏi thì bà đáp rằng, được chết vì nước, còn gì hơn nữa mà buồn. Người xung quanh cạn nghĩ, chê bà không biết thương chồng, bà không chút quan tâm. Đến tuần Bách Nhật, tức là sau cúng 100 ngày, cúng tế xong, bà trang điểm lịch sự, sai bơi thuyền ra tại chỗ Ngô Cảnh Hoàn bị giết, kêu lên một tiếng chàng ơi rồi tự trầm. Nhân dân địa phương thương người tiết nghĩa, lập đền thờ và dựng bia kỷ niệm ở bên sông. Người sau mới có thơ rằng, chàng chung cho thiếp mới nên trinh, nửa vị giang san nửa vị tình, má phấn môi son làn nước miếc, gan vàng dạ ngọc đá bia xanh, xô gai thiên hạ âu thừa nhĩ, gió bụi nhân gian chẳng bợn mình, qua lại thuyền ai sông Thúy Ái, có chăng gợn sóng với hương thanh. Đó là bài thơ của Tản Đà. Thắng được Ngô Cảnh Hoàn thì quân Tây Sơn tiến đánh Hoàng Phùng Cơ ở hồ Vạn Xuân, quân Trịnh tan rã, Phùng Cơ tẩu thoát. Trịnh Khải vội lên voi thúc quân tiến đánh, bị Nguyễn Huệ đánh cho tơi bời, phải bỏ chạy lên Sơn Tây. Đến làng Hạ Lôi bị người địa phương bắt đem nộp cho Tây Sơn, đi nửa đường thì lấy gươm tự vẫn. Nguyễn Huệ mới dùng vương lễ tống táng cho họ Trịnh. Ngày 26 tháng 6 năm Bính Ngọ, tức là 21 tháng 7 năm 1786, Nguyễn Huệ vào Thăng Long mở kho hữu viên phát trần cho người nghèo. Ngày hôm sau, vào cung Vạn Thọ yết kiến vua Lê. Bấy giờ, vua Lê Hiển Tông đang bệnh không ngồi dậy được, bèn mời Nguyễn Huệ vào ngồi bên sập ngự, lấy lời ôn tồn mà phủ dụ. Nguyễn Huệ tâu rằng đem binh ra Bắc Hà không còn mục đích nào khác là để diệt Trịnh phò Lê, Hiển Tông mừng rỡ tạ ơn. Khi quân Tây Sơn vào Thăng Long thì các quan triều đều chạy trốn hết. Vua Hiển Tông xuống chiếu triệu về, rồi định ngày 7 tháng 7 lập đại trào ở điện Kính Thiên. Nguyễn Huệ mới đem các tướng vào bái yết và dâng sổ quân sĩ dân đinh để tỏ nghĩa tôn phủ nhất thống. Vua phong cho Nguyễn Huệ là Nguyên Soái Uy Quốc Công và gả người con gái thứ 21 là Ngọc Hân Công Chúa, tục gọi là Chúa Tiên, con bà Chiêu Nghi Hoàng Hậu. 10 hôm sau thì vua Hiển Tông băng hà, hoàng tôn là Lê Duy Kỳ lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Chiêu Thống. Vua Thái Đức được tin Nguyễn Huệ kéo quân đi đánh Bắc Hà, cho người ra ngăn cản nhưng không kịp. Lại được tiếp tin Nguyễn Huệ lấy xong Thăng Long và còn ở lại giúp vua Lê sửa sang việc nước. Vua Thái Đức sợ em ở ngoài lâu sinh biến muốn gọi về, song liệu giấy mực không chế ngự nổi nên phải thân hành ra Bắc. Nhà vua đem theo 500 nhuệ binh ra Thuận Hóa lấy thêm 2.000 nữa rồi ngày đêm đi thẳng ra Thăng Long. Đến Nghệ An, nhà vua gặp một toán người trần truồng, tay cầm ống tre đứng hai bên đường.
xưng là người đi buôn bị tướng cướp là Trưởng Tấn đoạt hết của cải và quần áo, cầu xin nhà vua bắt kẻ hung đồ để lấy lại vật bị cướp, đoạn chỉ đường cho nhà vua đi. Đến nơi quanh co khúc khuỷu, đám người trần truồng này mới hát to một tiếng, rồi rút kiếm giấu trong ống tre ra chém nhà vua. Liền đó một số người đông đảo từ trong bụi rậm nhảy ra đâm chém quân tùy tùng. Nhanh như chớp, nhà vua rút trường kiếm quay một vòng, bao nhiêu lưỡi kiếm chém vào nhà vua đều lớp bị gãy, lớp văng ra, và quay tiếp một vòng nữa, 10-15 chiếc đầu rụng xuống như sung. Còn số người từ trong bụi nhảy ra bị quân Tây Sơn đánh giết, lớp chết, lớp quăng vũ khí chạy thoát thân. Hỏi ra thì đó là toán ăn cướp do Trưởng Tấn cầm đầu. Trưởng Tấn là bộ hạ của viên trấn thủ Nghệ An bị tướng Tây Sơn giết, Trưởng Tấn thoát chết, tụ tập bọn bất lương chờ dịp báo thù cho chủ. Bọn chúng có trên vài trăm người, ngày ngày chặn đường cướp giật hành khách và vào xóm làng phá phách nhân dân. Nay nhà vua tiêu diệt được bọn chúng, đồng bào địa phương rất là cảm ơn. Đến Thanh Hóa, thuyền nhà vua vừa ra đến giữa sông thì thình lình bị người lặn dưới nước đâm thủng đáy. Nước chảy ấp vào thuyền, quân cận vệ không kịp trở tay bị chết đuối. Nhà vua nhanh chân nhảy qua thuyền khác được an toàn. Từ ấy biết rằng có kẻ địch theo bên mình, nhà vua đề phòng giáo giết, ban đêm nghỉ dọc đường chứ không ghé vào nhà ai hết. Đi đến Thăng Long thì người mệt ngựa mỏi. Được tin vua Thái Đức đến Thăng Long, Nguyễn Huệ loan báo cho dân chúng biết để khỏi kinh động nhân tâm, rồi cùng tướng sĩ ra ngoài thành nghênh đón. Vua Chiêu Thống đem quần thần ra trực nơi cửa Nam Giao, nhưng mà vua Thái Đức theo em đi thẳng đến phủ chúa Trịnh mà Nguyễn Huệ và tướng sĩ đương đóng, cho người đến hẹn cùng vua Chiêu Thống sẽ hội kiến ngày hôm sau. Lễ tương kiến của hai vua tổ chức tại phủ chúa Trịnh, vua Thái Đức ngồi giữa, vua Chiêu Thống ngồi bên tả, Nguyễn Huệ ngồi bên hữu, các quan văn võ đứng chầu hai bên. Sau khi làm lễ thì vua Chiêu Thống nói: "Nhà Lê tôi bị họ Trịnh tiếm lộng đã 200 năm có lẻ. Nay nhờ quý quốc trợ nghĩa hành nhân, vì tệ quốc gia mà trình đốn lại thì cái công đức càn khôn tái tạo đó không biết lấy gì báo đáp cho xứng. Kính xin cắt đất vài quận làm quà để khao thưởng tướng sĩ." Vua Thái Đức đáp: "Anh em chúng tôi ra đây để phó Lê diệt Trịnh. Nếu đất của họ Trịnh thì một tấc cũng không để lại, nhưng mà của nhà Lê thì một tấc cũng không dám lấy. Mong nhà vua giữ yên bờ cõi, đời đời giao hiếu với nhau. Đó là cái phúc của hai nước." Rồi vua Chiêu Thống lui về cung. Một tuần sau thì vua tôi nhà Tây Sơn rút quân về nước. Nguyễn Huệ xét thấy Nguyễn Hữu Trình là con người xảo quyệt, định bỏ lại Bắc Hà nên mật truyền cho các tướng thu xếp quân thủy bộ. Rồi nửa đêm ngày 17 tháng 7 nhuận, tức là mùng 9 tháng 9 năm 1786, kéo quân về Nam, lặng lẽ êm đềm, người trong thành không một ai hay biết. Đến Nghệ An thì vua Thái Đức để cho Nguyễn Huệ ở lại giữ Nghệ An và cắt Võ Văn Nhậm ở Đông Hải để trông chừng mặt Bắc. Liền đó thì Nguyễn Hữu Trình theo kịp, vua Thái Đức cho Trình ở lại giúp Nguyễn Duệ, Nguyễn Huỳnh Đức cũng xin ở lại Nghệ An. Nguyễn Duệ là người tâm phúc của vua Thái Đức, theo phò nhà vua lúc nào và người ở đâu thì không rõ. Còn Nguyễn Huỳnh Đức là tướng nhà Nguyễn bị Tây Sơn bắt trong trận thủy chiến ở Gia Định năm Quý Mão 1783. Lúc đấy thì quân mới giải Nguyễn Huỳnh Đức về Đại Bản Doanh. Nguyễn Huệ trông thấy tướng mạo khôi ngô kỳ vĩ, lòng mới sinh ái mộ, bèn tự tay cởi trói cho Nguyễn Huỳnh Đức và ôn tồn khuyến dụ. Huỳnh Đức mới chống nạnh trừng mắt quát rằng: "Tôi trung không thờ hai chúa, nay đen bị bắt thì tôi chỉ đợi chết chứ không bao giờ đầu hàng. Các tướng phẫn nộ, xin đem chém đi." Nguyễn Huệ mới cười. Thái độ của Nguyễn Huỳnh Đức thì có gì là quái đâu, đó là bản sắc của người anh hùng và lòng trung nghĩa của kẻ trượng phu. Thấy cái chết mà không khuất phục, đó là trung can nghĩa đảm, đó là chính khí đường hoàng, há chẳng khiến chư tướng khâm phục sao? Chư tướng ngấm ngầm bất bình nhưng mà không dám phản biện. Nguyễn Huệ mê truyền đem Huỳnh Đức để ở sau bản doanh và sai Ngô Văn Sở đến thuyết phục. Nhưng mà suốt 3 ngày không có kết quả, Nguyễn Huệ có ý buồn. Nguyễn Huệ có người ái cơ tên là Trần Mỹ Tuyết, người có sắc lại có tài văn chương. Nguyễn Huệ rất yêu quý và thường đem theo trong quân. Thấy chồng mình buồn, Mỹ Tuyết xin đến gặp Huỳnh Đức một lần xem sao. Khi mà Mỹ Tuyết đến thì Huỳnh Đức đã tuyệt thực 3 ngày đêm, một mình ngồi nhắm mắt trước ngọn đèn hiu hắt. Bỗng nghe tiếng động, Đức liền mở mắt nhìn. Mỹ Tuyết ung dung tự giới thiệu: "Tôi là thuyết khách của Long Nhưng tướng quân." Huỳnh Đức nhắm mắt lại, ngồi lặng yên. Mỹ Tuyết mới nói tiếp: "Từ xưa có câu, thiên cổ gian nan duy bất tử. Nhưng người trượng phu đường lâm nạn thì sống chẳng dễ gì mà chết cũng rất khó. Kìa, người sinh trong trời đất chỉ quý ở điểm là hoàn thành được trách nhiệm bản thân, trách nhiệm chưa hoàn thành. Có thể gọi là bậc hoàn nhân được chăng? Tức như Văn Tín Quốc chịu nhẫn nhục trong 3 năm, đến lúc biết rằng nhà Đại Tống đã tuyệt vọng rồi mới khẳng khái chịu chết ở Đông Thị. Và Hán Thọ Đình Thầu, sau khi thất thủ Hạ Bì vì nghĩ đến Lưu Hoàng Thúc lưu lạc tha phương mà đành phải giao ước 3 điều cùng Tào Mạnh Đức: nhân trí nghĩa tâm, nghìn thu truyền làm Mỹ Đàm, tướng quân đọc sử, không từng biết đến sự tích ấy hay sao?" Huỳnh Đức mới thét:
Ta biết rõ lắm, đừng có nhiều lời. Mỹ Tuyết thản nhiên nói tiếp. Này Nguyễn Chúa thất bại phải chịu cảnh lưu ly. Chính đương cần kẻ bầy tôi tương trợ. Thế mà tướng quân lại đi cầu cái chết. Chết rồi trách nhiệm cũng tiêu uy. Huỳnh Đức dịu giọng. Ta chết vì thế bức. Mỹ Tuyết nói. Lúc này là lúc trục lộc Trung Nguyên. Nhưng chỉ có Long Nhương và Nguyễn Vương là đối thủ. Thiên cơ huyền ảo. Cuộc đối lũy còn đương ở thế rằng co. Chưa có thể biết chắc chắn được bề đắc thất. Vì tướng quân, tôi xin đưa ra một kế là hãy tạm giữ thân hữu dụng để xem thời chọn thủ. Đến lúc khứ lưu lưỡng tiện thì tùy ý sở cầu. Long Nhương tướng quân là người mục thông thiên cổ, khổ, nghễ, đương thể. Thế mà đối với tướng quân lại không giết. Rõ là vì thiên hạ mà thương tiếc anh hùng. Thấy vậy nên tôi mới tới đây. Chớ như tướng quân cũng thuộc hàng Kiến Ong thì tôi đâu phải nhọc đến miệng lưỡi. Nguyễn Huỳnh Đức ngồi cúi đầu trầm ngâm. Trần Mỹ Tuyết cáo biệt về phục mệnh. Nguyễn Huệ cho Ngô Văn Sở đến ủy dụ, hứa sau này hễ lập được chiến công thì khứ lưu tùy ý. Nguyễn Huỳnh Đức theo lời Mỹ Tuyết, Nguyễn Huệ về Quy Nhơn đem Huỳnh Đức theo. Ra Thuận Hóa, ra Thăng Long, Nguyễn Huệ vẫn đem Huỳnh Đức theo bên trướng. Và những trận đánh Thăng Long cũng như những trận đánh Thuận Hóa, Huỳnh Đức lập được nhiều công. Nhớ đến lời hứa năm xưa đến Nghệ An thì Nguyễn Huệ bảo Huỳnh Đức chọn đường lưu khứ, ở hay là đi. Huỳnh Đức xin ở lại giúp Nguyễn Duệ trấn Nghệ An, Nguyễn Huệ chấp nhận. Dẹp yên chúa Trịnh ở Thăng Long, đánh đuổi chúa Nguyễn ra khỏi Gia Định. Vua Thái Đức phong cho Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương, thống trị đất Thuận Hóa từ Hải Vân Sơn đến Hoành Sơn. Phong cho Nguyễn Lữ là Đông Định Vương, quản lý đất Gia Định từ Bình Thuận đến Hà Tiên. Còn mình xưng là Trung ương Hoàng đế, lo chăm phần đất từ Quảng Nam đến Bình Thuận. Các quan, văn, võ có công cùng nhà Tây Sơn đều được tặng thưởng và đều được vua Thái Đức phân phối cho Bắc Nam. Tùy nhu cầu công vụ mà cũng tùy sở nguyện cá nhân. Cành tuy chia nhưng cội chẳng chẽ, Bắc Nam luôn luôn liên lạc mật thiết với nhau. Và nhà Tây Sơn cùng nhà Lê phần nào lo phần bên đấy, không xâm phạm cũng không dòm ngó nội bộ của nhau. Nhân dân an cư lạc nghiệp và mong được hưởng thái bình lâu dài. Nhưng mà cảnh đó lại không kéo dài được lâu, bởi vì ở trong nội bộ nhà Tây Sơn rạn nứt. Ba anh em nhà Tây Sơn thì từ nhỏ đến lớn đối với nhau thì trọn niềm thương yêu. Từ ngày phụ thân tạ thế, ông Nhạc lo vẹn đạo làm anh. Đối với hai em, chẳng những yêu thương vì ruột thịt mà còn quý trọng đức tài. Còn ông Huệ cũng như ông Lữ thì kính yêu anh như cha, nhất nhất đều tuân theo mệnh lệnh. Tình thì như thế, nhưng mà tính thì lại có khác. Ông Lữ thì lấy việc sửa mình thương người làm gốc, còn giàu sang thua được là chuyện ngoài thân. Ông Nhạc tuy thiệp thế đa mưu, song có phần bảo thủ lại có phần cầu an. Khi chưa có thì sông Nam đột Bắc, đến khi có rồi thì có bao nhiêu bo bo giữ bấy nhiêu. Và chấp nhận những gì mình đã có. Ông Huệ thì tài trí vượt hẳn người anh. Nhưng khi còn ở dưới quyền anh thì triệt để phục tùng. Nhưng mà khi con chim bằng đã nuôi đủ sức gió để quạt cánh lên 9 tầng mây thì không còn ai có thể kiềm chế. Và con chim bằng khi đã bay thì hướng về tương lai, chứ đâu mấy khi quay về dĩ vãng. Nghĩa là tính ông Nhạc thì tĩnh, mà tính ông Huệ thì động. Đó là nguyên nhân gây ra xích mích giữa hai anh em, làm cho nhà Tây Sơn bị nứt rạn. Cái cảnh nứt dạn đấy bắt nguồn từ ngày Tây Sơn chiếm được Phú Xuân rồi ra đánh Thăng Long. Nguyên sau khi dẹp yên Gia Định, ông Huệ đề nghị đem quân đánh Phú Xuân. Vì không rõ quân chúa Trịnh mạnh yếu thế nào nên ông Nhạc không đồng ý. Sau ông Trịnh, Nguyễn Hữu Trịnh cho biết rõ tình hình, ông Nhạc mới cho xuất chinh. Lấy được Phú Xuân, ông Huệ tự tiện đem quân ra đánh Bắc Hà. Ông Nhạc không bằng lòng, song không lấy cớ gì để bắt tội em được nên chỉ gọi em về thôi. Về Phú Xuân, ông Huệ cho chở tất cả chiến lợi phẩm thu được ở Bắc Hà về Quy Nhơn. Còn mình thì lấy cớ Thuận Hóa mới lấy được, cần phải củng cố nhân tâm và sửa sang chính sự nên xin ở lại Phú Xuân. Ông Nhạc đành phải chấp nhận, nhưng mà không lấy làm vừa lòng. Đến khi Nguyễn Huệ được phong Bắc Bình Vương, nắm quyền quản thủ đất Thuận Hóa, thì tự ý sửa sang thành Quách, phong thưởng võ tướng văn quan chứ không tấu trình theo pháp. Nhiều lần ông Nhạc mời ông Huệ vào Quy Nhơn, nhưng ông Huệ luôn luôn tìm cớ để từ chối thoái thác. Nhận thấy quyền làm anh đối với em, quyền làm vua đối với bề tôi đã bị xem khinh, ông Nhạc cử binh ra Phú Xuân hỏi tội. Nghe tin, ông Huệ mới vỗ án nói, tội gì mà hỏi, đánh Nam dẹp Bắc để giữ vững ngôi báo cho anh, đó là tội à? Còn đất Thuận Hóa này là của ta, lấy nơi tay chúa Trịnh, ta thọ phong chẳng qua vì tình anh em đó thôi. Chứ đâu phải anh ta cắt đất của mình phong cho ta mà bắt ta phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh, công có lại quên, tội không có lại buộc. Sao lại bất công thế, ta không chịu nổi. Rồi thân hành đem quân ra chống cự. Ông Nhạc thấy em ra mặt bất phục tùng, càng nổi giận thêm, không một lời phân trần, hai bên giáp chiến, đánh nhau kịch liệt. Dần dần thì ông Nhạc đuối sức thì phải rút lui, ông Huệ truy kích. Ông Nhạc rút quân vào thành Quy Nhơn cố thủ. Ông Huệ tấn công cả tháng mà không hạ nổi thành, bèn đánh chiếm núi Long Cốt rồi kê súng đại bác trên núi bắn vào thành.
Những nơi hiểm yếu trong thành bị phá, ông Nhạc liệu giữ không mãi được, bèn lên mặt thành kêu ông Huệ mà khóc. Bỉ oa trừ nhục, đệ tâm hà nhẫn, nghe tiếng gọi của anh, ông Huệ òa lên khóc rồi bãi binh. Từ lúc đấy thì hai anh em hòa thuận như cũ, em Bắc anh Nam lấy Hải Vân làm ranh giới. Nguyên nhân xích bích giữa hai anh em nhà Tây Sơn không có gì khác là lòng tự ái, anh thì cậy quyền làm lớn, em cậy có công to, vì chấp sanh sân hận. Một đốm lửa tàn, không dập tắt kịp thời, cháy bùng lên đốt cháy cả rừng tình nghĩa. Nhưng rồi, một cơn mưa tình thân, dưới xuống bao nhiêu lửa giận đang cháy ngùn ngụt liền tắt ngay. Không có gì là bí ẩn. Nhưng mà để giải thích cái sự bất hòa này thì nhiều nhà làm sử mới bịa ra chuyện. Người thì nói rằng ông Nhạc thông gian với vợ ông Huệ và giữ hết những của cải lấy được ở Thăng Long nên ông Huệ giận. Ông Huệ thì có ba bà vợ chính thức là bà họ Phạm ở Phú Phong, mẹ ông Nguyễn Quang Thùy, bà họ Bùi ở Xuân Hòa, mẹ ông Nguyễn Quang Toản và bà Ngọc Hân Công Chúa, con gái vua Lê. Lúc ông Huệ trấn thủ Thuận Hóa thì bà họ Phạm qua đời đã lâu. Bà họ Bùi theo chồng ra Phú Xuân, còn bà Ngọc Hân thì còn ở Thăng Long. Như vậy thì ông Nhạc thông gian với bà nào. Còn về của cải lấy được ở Thăng Long thì có thấm vào đâu so với đất đai từ Phú Yên đến Hà Tiên, Phú Quốc. Đất kia còn để cho anh cho em không chút tiếc, tiếc gì chút chiến lợi phẩm mà tranh. Có người lại bảo rằng Nguyễn Phúc Ánh muốn chia rẽ hai anh em nhà Tây Sơn, bèn lập kế ly gián. Nguyễn Phúc Ánh dùng kế mỹ nhân, tìm một thiếu nữ Âu Châu tuyệt đẹp đem dâng cho Nguyễn Huệ và tin cho Huệ trước, nhưng lại đem dâng cho Nguyễn Nhạc rồi báo cho Huệ biết rằng đi ngang qua Quy Nhơn bị Nhạc chặn cướp mặc dù biết là của em. Huệ giận kéo quân vào đánh. Thực ra thì kế mỹ nhân thì xưa nay thường được dùng đến. Nhưng mà xét việc bất hòa của anh em nhà Tây Sơn xảy ra vào năm Đinh Mùi 1787. Lúc ấy Nguyễn Phúc Ánh còn ở Xiêm La, đất gia định còn nằm trong tay nhà Tây Sơn do ông Lữ trấn thủ. Nguyễn Ánh về nước mùa thu năm Đinh Mùi, bị tướng sĩ Nguyễn Lữ đánh liên tiếp mãi đến năm Kỷ Dậu 1789 mới lấy được gia định. Như vậy, Nguyễn Phúc Ánh lo chống cự với Nguyễn Lữ chưa rồi, còn rảnh đâu lo việc ly gián ông Nhạc và ông Huệ. Huống nữa lúc Nguyễn Phúc Ánh ở Xiêm về thì việc xích mích xảy ra rồi. Ánh về nước vào tháng 7 năm Đinh Mùi. Chuyện xích mích của anh em nhà Tây Sơn xảy ra vào khoảng thượng bán niên năm Đinh Mùi, cho nên thuyết này cũng không vững. Hai giả thuyết trên không thấy quyển sách chữ nho nào chép. Các bộ sử soạn dưới triều Nguyễn không có bộ nào chép rõ nguyên nhân. Nguyên nhân theo truyền thuyết ở vùng Tây Sơn chỉ là lòng cố chấp, và anh em hết dạ thương yêu nhau thì giận nhau dễ mà thuận lại nhau cũng không khó khăn. Vì sự xích mích kia do nguyên nhân gì không tốt thì ngòi bút của các sử gia nhà Nguyễn dễ gì lại chịu bỏ qua, dễ gì lại không tô đi tô lại cho thêm đậm nét. Bắc Bình Vương đối phó mặt Bắc. Nguyễn Hữu Trình ở Nghệ An tụ dũng sĩ, mưu đồ chiếm cứ Nghệ An. Đồng thời ở Hà Bắc, Trịnh Bồng được tôn lên làm chúa. Vua Lê Chiêu Thống bị nhà chúa ức hiếp, bèn gọi Nguyễn Hữu Trình về. Nguyễn Hữu Trình về đuổi được Trịnh Bồng. Vua Chiêu Thống mới phong Trình làm Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, Đại Tư Đồ, lại gia tăng tước bằng quận công, nắm trọn quyền bính trong tay. Trình tự ý hoành hành, muốn mở rộng ảnh hưởng vào Nam, Trình lại thông đồng với Nguyễn Duệ chiếm đất Nghệ An, sửa lũy Hoành Sơn, lấy Linh Giang làm giới hạn với Thuận Hóa, y như tiên triều. Nguyễn Duệ bằng lòng, chẳng ngờ bị lậu sự, Võ Văn Nhậm hay được, gửi thư cáo biến với Bắc Bình Vương. Vương sai Nhậm ra bắt Duệ. Duệ biết trước cùng Nguyễn Huỳnh Đức bỏ trốn. Duệ về Quy Nhơn, Đức vào gia định, Vương không cho đuổi theo, chỉ sai Nhậm trấn thủ Nghệ An để coi chừng mặt Bắc. Xài kế này thì bày kế khác, Nguyễn Hữu Trình bày vua Chiêu Thống đòi lại đất Nghệ An. Tháng 4 năm Đinh Mùi 1787, Lê Chiêu Thống khiến hoàng thân Lê Duy Anh cùng Trần Công Sán và Ngô Nho mang phẩm vật và quốc thư vào Phú Xuân. Bắc Bình Vương biết đấy là mưu mô của Nguyễn Hữu Trình, bảo cho Trần Công Sán biết rằng sẽ cho tướng đem binh ra Thăng Long lấy đầu kẻ sinh sự. Biết Trần Công Sán là người hiền tài, muốn trọng dụng, nhưng mà không thuyết phục được. Vương bèn sai đưa phái đoàn theo đường biển về Thăng Long. Ở giữa vời, ngầm đục thuyền, Sán cùng phái đoàn đều bị chết đuối. Có người hỏi với bà Trần Mỹ Tuyết rằng sao không dùng tài năng để thuyết phục Trần Công Sán như là đã thuyết phục Nguyễn Huỳnh Đức. Bà mới đáp rằng Huỳnh Đức chỉ là một võ tướng, có lòng trung nghĩa. Còn Công Sán là kẻ sĩ, học rộng hiểu sâu. Một lưỡi dao còn là ta, làm sao đốn nổi cây tùng trăm tuổi thọ, là Công Sán. Lại có người hỏi, cũng là nhân tài mà sao đối với Nguyễn Huỳnh Đức nhà vua lại khoan hồng hơn như là đối với Trần Công Sán? Bà mới trả lời, cái tài của Huỳnh Đức chỉ có thể lấy được thành, cái tài của Trần Công Sán là có thể chiếm trọn cả nước nếu biết thiện dụng và tận dụng. Chữ nhân phải đi song song với chữ trí thì mới tránh khỏi chữ ngu. Kẻ đại trượng phu không thích mang tiếng ngu về đời. Không thể để yên cho Nguyễn Hữu Trình lộng hành ở Bắc Hà, tháng 12 năm Đinh Mùi, Bắc Bình Vương sai Võ Văn Nhậm, Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân kéo binh ra Thăng Long đánh Trình.
Quân của Võ Văn Nhậm kéo ra Bắc Hà đánh đầu tháng đó. Nguyễn Hữu Trình nghe báo cáo gấp, sai con là Hữu Du đem quân đi trước, đến sông Thanh Quyết thì Hữu Du đắp lũy cố thủ. Lúc bấy giờ khí trời quá lạnh, quân sĩ không chịu nổi, phải nhóm lửa, nhóm nhau ngồi sưởi. Nhậm mê cả sai lính soi lũy, kê súng nhằm những chỗ có lửa bắn vào. Quân của Du kinh hãi vỡ chạy. Trình ở Bình Vọng được tin quân của Du tan vỡ, đang đêm dẫn quân trở về thành Thăng Long, đem vợ con chạy về Kinh Bắc. Lê Chiêu Thống thảng thốt không biết làm thế nào, cùng dắt cung quyến chạy theo. Đến Kinh Bắc thì vua sai Lê Quýnh cùng hơn 30 người tôn thất đưa Hoàng Thái Hậu, Hoàng Phi và Hoàng Tử lên Cao Bằng. Còn mình cùng với Nguyễn Hữu Trình về đóng ở núi Mục Sơn, đất Yên Thế. Quân của Tây Sơn đuổi đánh, Hữu Du bị tử trận, Hữu Trình bị bắt giải về Thăng Long, còn Lê Chiêu Thống trốn thoát, chạy vào núi Bảo Lộc ẩn nấp. Võ Văn Nhậm kéo quân vào Thăng Long, kể tội Trình rồi đem giết. Nhậm cho tìm vua Chiêu Thống nhưng không được, các triều thần chỉ còn lưa thưa mấy người. Còn ở Kinh Bắc thì có Trần Quang Châu, Sơn Nam thì có Nguyễn Việt Tân, Hải Dương thì có Đinh Tích Nhưỡng, đều ứng binh hùng cứ. Nhậm có ý sợ, nhưng mà chưa biết làm sao thì có người ở Gia Lâm, tên là Trần Đình Khôi, tự xưng là quan thiệm sự của nhà Lê, tới mới nói rằng: Bắc Hà oán Trình tuy thâm mà lòng nhớ Lê chưa nhạt, tự quân chạy trốn, không biết lúc nào về. Nay có Sùng Nhượng Công là Lê Duy Cần, trong lúc tiên đế hãy còn đã phong làm Đông Cung, từ gặp biến năm Nhâm Dần bị kiêu binh phế truất. Nếu tướng công rước Duy Cẩn về lập lại, chỉ dán một tờ giấy tại cửa Đại Hưng, thì nội trong một ngày, văn võ bá quan nhóm lại, đại sự của tướng công thành tựu dễ như trở bàn tay. Nhậm mới theo lời, mới tôn Duy Cẩn làm giám quốc để ở phía tả, điện Cần Chánh. Cựu thần nhà Lê không người nào theo. Duy Cẩn ở trong điện với vài người hoàng thân và vài viên võ tướng, suốt ngày không thấy ai tâu hỏi việc gì. Ngô Văn Sở mới bảo Nhậm, tôi xem tướng Sùng Nhượng Công không sao khu sách được người. Và chăng từ xưa đến nay thiên hạ không phải vật riêng của ai, như nên lấy thì lấy hẳn đi, sao lại để người như thế làm giám quốc? Chúng ta đã lâu ngày chịu khổ với thành này, bây giờ trở lại làm người khách ngụ của pho tượng gỗ này hay sao? Nhậm mới khinh khỉnh nói, lòng người Bắc Hà còn nhớ họ Lê lắm, không thể không theo chúng vọng được. Bọn ngươi chỉ biết mạnh đánh mà thôi, việc an dân đã có ta làm chủ. Ngô Văn Sở bị im lặng, trở ra nói với Phan Văn Lân, tiết chế khinh người quá đáng, tài đức gì mà dám đãi chúng ta như sĩ tốt, việc lớn đều tự chuyên. Bèn làm sớ mật tấu cùng với Bắc Bình Vương. Được tin, Bắc Bình Vương mới cười, bạn tâm đã có từ lâu, bạn trạng, mãi nay mới hình hiện. Lập tức truyền lệnh xuất sư, đi suốt ngày suốt đêm. Hơn 10 hôm đến Thăng Long, Nhậm không kịp trở tay bị bắt. Nhậm mới hỏi là tội gì, thì Bắc Bình Vương đáp là ông tự biết lấy. Đoạn mới truyền đem giết. Rồi hiệu triệu các cựu thần nhà Lê về chung lo việc nước. Vương vẫn để Sùng Nhượng Công Lê Duy Cẩn làm giám quốc lo việc tế tự, còn thực quyền thì giao cho Đại Tư Mã Ngô Văn Sở, có nội hầu Phan Văn Lân, đô đốc Nguyễn Văn Tuyết, trương phủ Nguyễn Văn Dụng, hộ bộ thị lang Trần Thuật Ngôn và lại bộ tả thị lang Ngô Thời Nhậm phụ tá. Vương lại cắt đô đốc Hoàng Nghĩa Hầu trấn thủ Kinh Bắc, Hô Hổ Hầu trấn thủ Hải Dương, Giác Hầu Hòa giữ bộ lại, Ước Lê Hầu giữ bộ lễ, Lộc Tài Hầu giữ bộ hình. Sắp đặt xong xuôi, vào khoảng cuối tháng 5 năm Mậu Thân 1788, Vương trở về Phú Xuân, đem theo Phan Huy Ích. Trừ Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân, Nguyễn Văn Tuyết là người cũ của Tây Sơn, tất cả những người tham gia quốc sự đều là cựu thần nhà Lê. Trong số các văn thần thì Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích là hai danh sĩ Bắc Hà. Ngô Thì Nhậm tự là Hy Doãn, hiệu là Đạt Thiên, con trai của Ngô Thị Sĩ, sinh năm Bính Dần 1746 tại làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, cách Thăng Long hơn 10 cây số. Đỗ Tấn Sĩ năm Ất Mùi, làm quan nhà Lê đến chức công bộ Hữu Thị Lang năm 1782, kêu binh nổi loạn thì chạy trốn về quê vợ ở Sơn Nam. Năm 1778, theo lời hiệu triệu của Bắc Bình Vương, Ngô Thì Nhậm là người đầu tiên hưởng ứng. Ngô đến chợ ở bộ lễ. Viên lễ quan Võ Văn Ước tưởng lầm Ngô là Sùng Nhượng Công nên mời cùng ngồi với mình. Kế đó thì các quan lại cũ nhà Lê lục tục đến làm lễ dưới sân. Ngô áy náy vội đứng dậy đi ra, lúc ấy Ước mới biết mình lầm, cho là Ngô vô lễ, giận lắm sai người đi bắt. Tối hôm đó thì Ngô đến dinh Trần Văn Kỷ, một danh sĩ đất Thuận Hóa đang được Nguyễn Huệ trọng dụng và có quen với Ngô khi Kỷ ra Thăng Long thi hội năm Mậu Tuất. Ngô nói rõ việc ban sáng, Trần rất mừng nói: Cố nhân đến đúng lúc, Bắc Bình Vương mến mộ tài cố nhân sai tôi đi tìm, bỗng không hẹn mà gặp. Sáng hôm sau liền đưa Ngô vào yết kiến Bắc Bình Vương. Vương mới nói: Ngày trước vì chúa Trịnh không dùng, người phải bỏ nước ra đi. Nếu ta không đến đây, người làm sao thấy được bóng mặt trời? Có lẽ đó là ý trời muốn để dành người tài cho dùng. Vậy người hãy cố gắng mà lo việc báo đáp. Đoạn mới truyền cho Trần Văn Kỷ thảo ngay tờ chế phong Ngô làm tả thị lang bộ lại, phong tước
Tình Phái Hầu cùng với Võ Văn Ước coi tất cả các quan văn võ nhà Lê. Phan Huy Ích là em rể Ngô Thì Nhậm, ông là con của Phan Huy Cần, người làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, đất Nghệ Tĩnh, sau rời đến làng Thụy Khê, huyện Thạch Thất thuộc Sơn Tây, rồi nối đời ở đó. Đỗ Đình Nguyên khóa Ất Mùi, đỗ tiếp khóa Ứng Chế năm Bính Thân, làm quan với vua Lê Chúa Trịnh cho đến năm Đinh Mùi, Lê Chiêu Thống bị Võ Văn Nhậm đuổi đánh, ông mới chạy về Sài Sơn ẩn lánh. Ngô Thì Nhậm tiến cử họ Phan, Bắc Bình Vương phong là thi trung ngự sử và đem theo về Phú Xuân. Trước khi lên đường về Phú Xuân, Bắc Bình Vương mở tiệc đãi các quan văn võ. Trong bữa tiệc thì Vương mới nói, Sở với Lân là nha trả của ta, Dụng Ngôn là tâm phúc của ta, còn Nhận là tân thần. Nay ta giao việc quân quốc 11 trấn ở Bắc Hà cho các khanh, cho phép các khanh được tiện nghi hành sự, nhưng phải hội đồng thương nghị với nhau, đừng lấy lẽ mới cũ mà chống đối, ấy là chỗ hậu vọng của ta. Lại nói, còn Lê Tự Hoàng là do ta lập nên, tính tình ám muội nên rước lấy bại vong. Nay để cho Sùng Nhượng Công giám quốc, e tương lai tự quân lại cùng với Sùng Nhượng tương tranh, nên bất đắc dĩ ta phải để tư đồ Ngô Văn Sở ở lại giúp đỡ Sùng Nhượng. Chờ lúc nào bốn phương yên tĩnh thì ta lập tức triệu tư đồ về, thật lòng ta không phải lấy đất Bắc Hà này đâu. Rồi cùng tướng sĩ lên đường. Bắc Bình Vương ra Thăng Long tháng 4 và trở về Phú Xuân tháng 5 năm Mậu Thân 1778, đi về trong ngoài một tháng. Nhân sĩ Bắc Hà, một số ra cộng tác cùng với nhà Tây Sơn, một cố giữ lòng chung với tiền triều ẩn lánh nơi Sơn Lâm, hoặc nổi dậy chống nhà Tây Sơn một cách quyết liệt. Trong số chống đối có nhiều danh sĩ như là Trần Danh Án, Bùi Huy Kích, Phạm Quý Thích, Phạm Thái. Cũng có đôi ba võ tướng mộ quân khởi nghĩa nhưng mà đều bị dẹp tan. Ngô Thì Nhậm, theo chính sách đoàn kết rộng rãi dùng người không phân biệt mới cũ và tấm lòng yêu tiếc nhân tài không lúc nào nguôi của Bắc Bình Vương, đã góp phần lớn lao vào việc củng cố an ninh và chính trị ở Bắc Hà. Vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Được tin quân Thanh sang chiếm đóng Thăng Long, Bắc Bình Vương lập tức hội các tướng đến bàn việc dẹp giặc. Các tướng xin vương trước nên chính vị hiệu để ràng buộc lòng người Nam Bắc rồi sau sẽ khởi binh. Theo lời, vương sai đắp đàn ở Bàn Sơn gần núi Ngự Bình. Ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân 1778, làm lễ cáo trời đất lên ngôi hoàng đế đặt niên hiệu là Quang Trung. Ngay hôm đăng quang, vua Quang Trung tự thống lĩnh thủy bộ đại binh đốc xuất tướng sĩ ở Tế Đàn, kéo rốc ra Bắc. Đi đầu là một lá cờ vuông to lớn, nền đỏ thắm giữa thêu mặt trời vàng rực rỡ, tượng trưng cho hiệu Quang Trung. Để quân sĩ đi cho chóng và khỏi mệt, nhà vua cấp cho 3 người một cáng tre, 2 người khiêng một, luân phiên nhau đi gấp ngày đêm ra Nghệ An, đến nơi là ngày 29 tháng 11. Đây cũng là một truyền thuyết, bởi vì là chúng tôi cũng chưa có cái gì để khả tín. Nhà vua mời La Sơn Phu Tử đến để hỏi kế. Cụ La Sơn Phu Tử thì tên là Nguyễn Thiếp, người làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, huyện La Trấn, huyện La Sơn, trấn Nghệ An, sinh năm Quý Mão 1723, đậu giải nguyên năm Quý Hợi 1743. Vâng lời mẹ và thầy là Nguyễn Nghiêm, Phu Tử ra làm huấn lại ở Anh Đô, được ít lâu thì từ chức về ở ẩn tại núi Thiên Nhậm, sự hiệu là Lạp Phong Sử Sĩ. Phu Tử là người học rộng, đạo cao, lừng danh khắp Nam Bắc. Kỳ ra Bắc lần đầu tiên để diệt Trịnh đến Nghệ An, Nguyễn Huệ viết thư mới 3 lần, lời lẽ khiêm tốn xin cụ làm quân sư thì cụ một mực từ chối. Kỳ thứ hai, khi ra dẹp Võ Văn Nhậm, Nguyễn Huệ lại cho mời cụ đến hội kiến. Bị sứ giả thôi thúc, bất đắc dĩ thì cụ mới ra gặp Nguyễn Huệ ở núi Nghĩa Liệt. Huệ có ý bất bình nói, nghe tiếng tiên sinh, mong được gặp mặt, sao tiên sinh lại có ý thoái thác? Hay là tiên sinh coi Huệ này không phải là anh hùng? Thì cụ mới đáp, Trịnh Thị Tiếm Lộng đã 200 năm, tướng quân nhất cử mà bài diệt được, thổ địa đều giao lại cho vua Lê. Công đức như thế, ai lại không cho tướng quân là anh hùng? Nhưng mà nếu tướng quân nhân tai nạn của người mà làm lợi cho mình, ấy là dối lấy nghĩa trước, thâu lấy lợi sau, thì đó là gian hùng. Huệ mới cung kính nói, người đời gọi tiên sinh là thiên hạ sĩ thật không sai. Huệ này nỉ, xin cụ ra giúp. Cụ mới lấy cớ tuổi già sức yếu, xin được ở yên nơi Sơn Lâm. Kỳ này thì được giấy mời, thì cụ lại đến ngay và nói, quân Thanh ở xa mới tới, không biết tình hình quân ta mạnh yếu thế nào, địa thế nước ta hiểm trở ra sao, không biết nên đánh hay nên giữ. Chúa công ra đây nên đánh gấp thì không quá 10 ngày, nhất định tiêu diệt được giặc. Vua Quang Trung mừng rỡ, thật là hợp ý ta. Nhà vua đóng quân ở Nghệ An để tuyển mộ thêm binh, trữ thêm lương thực. Sau 10 hôm, quân mới cũ tính được hơn 10 vạn, trên 200 thớt voi và 5.000 con ngựa. Quân sĩ đều mặc áo cặp, nẹp đỏ, đội mũ, ngủ kết tua đỏ. Còn lương thì gạo xay bột đúc thành bánh tráng, đồ ăn thì xẻ bò làm thịt thưng. Tân binh đều được lậm thuyện hàng ngày. Nhà vua cưỡi voi đi xem tập luyện và ban lời phù dụ mọi người.
Một hôm, nhà vua trông thấy trong đám tân binh một tráng sĩ, mình mặc giáp trắng, tay cầm kích, lưng đeo cung, biểu diễn tài nghệ trông vừa đẹp vừa rất oai hùng. Nhà vua rất lấy làm lạ, cho người gọi đến. Tráng sĩ vừa đến gần, nhà vua liền nhảy xuống voi, chạy lại cầm tay gọi, cố nhân. Ai nấy đều ngạc nhiên hỏi nhau là ai vậy? Đó chính là Đặng Văn Long. Đặng Văn Long tự là Tử Văn, người làng Vân Hội, huyện Tuy Viễn, Tuy Phước, phủ Quy Nhân. Lúc nhỏ học võ, tinh thông về môn cương quyền, sau theo Trương Văn Hiến học miên quyền, tức là học cả quyền mạnh lẫn quyền dẻo, ngót 5 năm mới thành tài. Người trong võ lâm thì thấy Đặng gồm cả hai môn ngạnh công và nhuyễn công không ai địch nổi, nên tôn xưng là Đặng vô địch. Đặng lại có sức mạnh vô cùng, nằm ngửa dưới đất, dùng hai cánh tay đỡ bánh một cỗ xe chở nặng. Người Quy Nhân gọi là người tay sắt, tức là Đặng Thiết Tý. Ở nơi quê hương thì Đặng không có đối thủ, ông mới đi khắp nơi đó đây để tiêu dao ngày tháng. Nghe tin vua Quang Trung đi đánh quân Thăng, Đặng bèn đến nhập ngũ, và để được dễ dàng, Đặng mới bèn bày ra trò mặc áo trắng để diễn võ, trong khi tất cả quân sĩ đều mặc áo đỏ cho nó nổi bật. Gặp được bạn cũ thì vua Quang Trung hết sức mừng, liền phong cho Đặng chức đại đô đốc cùng mình đi Định Bắc. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, nhà vua hạ lệnh chảy quân. Ngày 20 tháng Chạp, tức là ngày 15 tháng 1 năm 1789, đại binh tới Tam Điệp. Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm, Phan Văn Lân ra chịu tội, nhà vua mới cười. Ta biết đây là kế của Ngô Thị Lang, lui quân để tránh thế giặc, trong lúc khuyến khích sĩ khí, ngoài phấn khích lòng kiêu ngạo của giặc, kế dụ địch vào chỗ hiểm yếu của ta, như thế là phải, các khanh không có tội gì cả. Lại nói, chúng nó sang chuyến này là chọn lấy cái chết đó thôi, ta đã định mẹo cả rồi, dẹp yên giặc chỉ trong 10 ngày là xong, nhưng mà giữ yên bờ cõi sau này ta phải nhờ Ngô Thị Lang. Đoạn mới lo chỉnh đốn quân ngũ, cắt xếp cương tá, hoạch định đường hướng. Hai lần ra Thăng Long thì vua Quang Trung đã nhìn thấy rõ địa hình địa thế của Bắc Hà, và khi dừng binh ở Nghệ An, nhà vua đã mật sai quân đi do thám để nắm vững tình hình của địch. Nhà vua chia thân binh Thuận Quảng ra làm 4 dinh tiền hậu tả hữu, còn tân binh Nghệ An thì làm trung quân, mà trung quân thì do nhà vua trực tiếp điều khiển. Tiền quân do đại tư mã Ngô Văn Sở và nội hầu Phan Văn Lân cai quản, hậu quân do Hô Hổ Hầu đốc chiến, tả quân do đại đô đốc Nguyễn Văn Lộc và đại đô đốc Nguyễn Văn Tuyết chỉ huy, kiêm cả bộ binh và thủy binh. Tuyết giữ nhiệm vụ kinh lược Hải Dương, ứng tiếp mặt Đông. Lộc tiến đến Lạng Sơn, Phượng Nhã giữ vùng Yên Thế để chặn đường rút lui của địch. Hữu quân gồm Mã quân và Tượng quân do đại đô đốc Nguyễn Văn Bảo và đại đô đốc Đặng Văn Long thống lĩnh. Long đem Mã quân qua huyện Trương Đức Hà Đông để tiến vào làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì Hà Đông. Bảo đem Tượng binh qua vùng Sơn Minh, tức là Ứng Hòa Hà Đông, để làm quân tiếp ứng. Để nuôi dưỡng thêm lòng kiêu căng của địch, nhà vua mới sai Trần Danh Bình cầm đầu sứ bộ 8 người mang lễ vật và văn thư ra tha thiết xin người của đại nguyên soái Thiên Triều dừng quân để tra xét cho rõ vì sao Tây Sơn phải thay quyền nhà Lê. Sứ bộ còn trả cho Tôn Sĩ Nghị 40 người Trung Hoa do tướng cướp Đắc Thiện Tống cầm đầu đã bị quân Tây Sơn bắt được. Tôn Sĩ Nghị chém Trần Danh Bình, chém luôn cả Đắc Thiện Tống và cầm tù phái đoàn sứ giả. Mọi việc chuẩn bị xong, nhà vua cho mở tiệc linh đình vào ngày 29 tháng Chạp để thết đại tướng sĩ. Trong bữa tiệc thì nhà vua nói, hôm nay ta hãy ăn Tết Nguyên Đán trước, sang xuân ngày mùng 7 vào Thăng Long sẽ mở tiệc ăn Tết khai hạ. Lại nói, xuân sang, một là ăn Tết, hai là chịu chết, tướng sĩ phải hết lòng cùng ta, ai nấy đều hớn hở vui mừng. Vui mừng hơn cả là Phan Văn Lân, vui mừng vì được gặp lại bạn học ngày xưa, Đặng Văn Long. Sau chuyện hàn huyên thì Long hỏi thăm tin tức thầy học Trương Văn Hiến thì Lân mới nói, thầy ra giúp vua Thái Đức một thời gian rồi lui về An Thái dưỡng lão. Từ đấy việc quân binh bận rộn tôi không đi thăm được, mà cũng không được tin tức của thầy, không biết có còn khỏe mạnh. Ơn xưa nghĩ lại lắm lúc thật buồn. Long lại nói, hơn 10 năm nay tôi mải miết giang hồ cũng không lo tròn nghĩa sư đệ, nhưng chuyến này nếu đánh đuổi được giặc xâm lăng thì chắc thầy cũng mừng rằng công dạy dỗ không đến nỗi uổng. Sáng hôm sau, 30 tháng Chạp, nhà vua truyền lệnh xuất quân, vua mới nói, ta đến mà địch không biết, là địch ngủ ta thức. Ta đánh mà địch không đề phòng, là ta chém kẻ tay không, ta nhất định thắng. Tiếng hoan hô vang trời khi thấy mạnh chuyển núi. Quân Tây Sơn đi đến đâu cũng được dân địa phương hoan nghênh đến đó, nơi mổ lợn, bò, thết đãi, nơi đem bánh chưng, bánh tét ra dâng. Bởi vì hết bị kiêu binh của chúa Trịnh Lộng Hành gieo tai họa lên đầu, hết lại bị Lê Chiêu Thống rước ngoại bang về giày xéo đất nước, nhân dân Bắc Hà coi quân Phú Xuân như những đoàn hiệp sĩ cứu khốn phò nguy nên nhiệt tình ủng hộ. Chưa hết ngày 30, nghĩa quân đã qua khỏi sông Giàn Thủy ở Ninh Bình. Hoàng Phùng Nghĩa, cựu thần nhà Lê do Tôn Sĩ Nghị sai đóng quân giữ Sơn Nam, nghe đại binh kéo tới,
chưa đánh trận đã bỏ chạy về Hà Nam. Nhà vua cho quân đuổi theo đến Phú Xuyên, Hà Đông thì bắt trọn cả tướng lẫn quân. Bọn quân xích hầu của giặc cũng bị giết không còn một bóng. Nhờ vậy mà mối liên lạc giữa quân địch bị cắt đứt hẳn. Các đồn đóng ở phía ngoài không hay biết gì cả. Nghĩa quân lặng lẽ kéo ra. Mồng 3 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789, lúc nửa đêm, nghĩa quân vây đồn Hạ Hồi. Quân Thanh đang ngủ, nghe tiếng reo hò, tiếng chống trận vang rền như sấm ngoài chiến lũy, khiếp sợ, không còn gan chống cự, vội vã kéo cửa hàng. Nghĩa binh lấy trọn quân lương và khí giới. Qua đêm mùng 5, vừa cuối canh tư, nhà vua sai dồn tất cả lương thực vào một chỗ rồi cho đốt sạch và bảo tướng sĩ. Hễ thắng giặc thì được no, thua giặc thì chết đói. Lại lấy mấy thước khăn vàng quấn vào cổ và thề. Nếu không thắng được giặc thì chết với khăn này, chứ nhất định không lui. Đoạn sắn tay áo. Xách ô long đao nhảy lên mình voi, thúc quân tiến đánh đồn Ngọc Hồi. Voi trận đi trước, quân lính đi sau, kéo như gió cuốn. Tướng Mạn Thanh hay tin, kéo kỵ binh ra chặn đánh. Nhưng vừa trông thấy voi thì ngựa sợ cuống lên, hí những tiếng kinh hoàng rồi chạy tán loạn. Quân Thanh bị rối hàng ngũ, không dám giao chiến, phải rút vào giữ đồn. Đồn thì lại quá kiên cố, mặt ngoài lũy đều cắm trông sắt và đặt phục lôi, trong đồn lại bắn súng ra như mưa sối. Vua Quang Trung mới chuyển lấy 60 tấm ván dày, cứ 3 tấm ghép vào thành một phên ván. Ngoài phủ rơm trộn với đất ướt, rồi cứ 10 người lưng đeo đoản đao, khiêng một tấm phên ván đi trước. Tiếp theo 20 người cầm vũ khí tiến theo thế trận. Chữ nhất, nhà vua cưỡi voi theo sau đốc xuất. Đạn bắn rào rào, quân ta không hề lui một bước, vượt trông sắt, phá tan cửa lũy, tràn vào đồn. Quân địch lúc này không dùng súng được nữa. Quân ta quăng ván đánh giáp lá cả, nhanh như chớp, mạnh như bão, giết quân địch như thái rau. Quân địch không cự nổi, bỏ chạy, lớp dày đạp lên nhau, lớp chạm phải điện lôi, lớp chết, lớp bị thương, còn bao nhiêu bị bắt sống. Tướng Thanh là đề đốc Hứa Thế Hanh, tiên phong Trương Triều Long và Tả Dực Thượng Duy Thăng đều tử trận. Đồn Ngọc Hồi giữ vị trí quan trọng nhất trong hệ thống phòng ngự của địch, lực lượng có trên 3 vạn quân tinh nhuệ. Đồn bị tiêu diệt, quân tử trận và bị bắt hơn 2 phần. Còn chừng một phần sống sót kéo nhau chạy ra ngã Thăng Long, chẳng ngờ đến gần Văn Điển thì bị quân Tây Sơn bố trí sẵn chặn đánh. Quân địch phải rút lui, chạy qua cầu Vinh sang vùng Đầm Mực. Đầm Mực trước là một vùng đầm lầy rộng lớn thuộc huyện Thanh Trì. Đại đô đốc Nguyễn Văn Bảo từ Sơn Minh đem tượng binh đến đại áng. Khi có tin quân địch từ Ngọc Hồi chạy lên thì đem voi ra bao vây. Quân địch lớp chôn thây trong bùn lầy, lớp bị voi trả, không một tên nào sống sót. Lực lượng Ngọc Hồi bị tiêu diệt toàn bộ. Trong khi Ngọc Hồi bị tiêu diệt thì đồn Khương Thượng cũng bị tiêu diệt luôn. Khương Thượng nằm ở phía tây nam thành Thăng Long, đồn bị quân Đại Đô Đốc Long tiêu diệt. Đại Đô Đốc Đặng Văn Đông có một viên phó tướng là Đặng Tiến Đông, trí dụng hơn người. Trước kia làm quan cùng với chúa Trịnh sau quy thuận nhà Tây Sơn. Đặng Tiến Long quê ở Lương Xá gần Thăng Long, am hiểu địa hình và đường lối trong khắp vùng Thăng Long và lân cận, hướng dẫn quân đi đường tắt. Đại Đô Đốc Đặng Văn Long từ huyện Trương Đức đến Thanh Trì, trước hết chiếm đồn Yên Quyết và Nhân Mục, nằm ở phía tây bắc đồn Khương Thượng. Hai đồn này là hai đồn nhỏ, làm tiền đồn cho Khương Thượng. Hai đồn bị hạ một cách nhanh chóng và im lặng. Quân Đô Đốc Long kéo vây đồn Khương Thượng từ lúc chưa tinh sương, trong đồn không hay biết. Quân Đô Đốc Long được nhân dân ủng hộ, dùng rơm khô biện thành con cúi, tẩm dầu trực lửa. Rồi một tiếng hô, muôn nghìn tiếng ứng, đồng thời lửa bật cháy. Bốn mặt đều có ánh lửa hừng hực và tiếng hô hét vang trời. Quân trong đồn khủng khiếp, không còn sức chống cự. Tướng chỉ huy là đề đốc Sầm Nghi Đống chưa kịp đối phó thì quân của Đô Đốc Long đã phá đồn tràn vào như nước vỡ đê. Đồng khiếp sợ, trốn ra Hoa Sơn, tức là Gò Đống Đa thắt cổ tự tử. Binh sĩ trong đồn bị giết quá nửa. Lúc này thì là Sầm Nghi Đống không còn gì nữa rồi. Một nửa còn sống sót, lớp chạy ra hướng bắc, lớp theo sông Tô Lịch chạy vào nam, chạy đến Đầm Mực, bị quân Đô Đốc Bảo giết hết. Tại bản doanh, Tôn Sĩ Nghị đang theo dõi mặt trận phía nam, bỗng được tin đồn Ngọc Hồi rồi đồn Khương Thượng bị tiêu diệt và binh vua Quang Trung đang kéo đến kinh thành. Còn đang lung túng chưa biết liệu thế nào thì binh Đô Đốc Long từ Khương Thượng đã kéo vào Thăng Long, sát khí ngùn ngụt. Nghị sợ quá, không kịp mặc áo giáp, không kịp thắng yên ngựa. Hớt hải cùng đoán kỵ binh hầu cận bỏ cung Tây Long, vượt cầu phao chạy qua sông Nghị. Tướng sĩ thấy chủ tướng bỏ chạy, rùng chạy theo, lấn nhau qua cầu phao. Cầu phao không chịu nổi sức nặng bị đứt, ném tung hàng vạn quân địch xuống sông. Tôn Sĩ Nghị cùng đám tàn quân nhà mải Nam Quan mà chạy, nhưng mà chạy đến đâu thì cũng bị quân của Đô Đốc Lộc đánh giết. Tôn Sĩ Nghị phải vứt bỏ tất cả sắc thư ấn tín để lo chạy thoát thân, chạy 7 ngày 7 đêm mới đến trấn Nam Quan, đói cơm khát nước, rất là thất thểu. Vua Chiêu Thống cũng phải bỏ chạy theo Tôn Sĩ Nghị. Quân Thanh đóng ở Hải Dương cũng bị Đô Đốc Tuyết đánh bại. Riêng đạo quân Thanh đóng ở Sơn Tây tuy không bị tấn công nhưng cũng hoảng sợ rút quân về nước. Quân Mạn Thanh bị quét sạch và Bắc Hà hoàn toàn được giải phóng.
Chiều mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu, 30 tháng 1 năm 1789, vua Quang Trung kéo quân vào thành Thăng Long trong không khí tưng bừng. Chiếc chiến bào của nhà vua đỏ thắm đã bị thuốc súng nhuộm thành màu đen. Nhà vua vào thành Thăng Long trước kỳ hẹn 2 ngày. Trăm họ trật đường nghênh tiếp. Tiếng reo hò của nhân dân và binh sĩ vang dội một góc trời. Theo đúng hẹn, vua Quang Trung cho tướng sĩ ăn Tết một lần nữa. Nhân dân trong thành và ngoài thành cũng đua nhau mở tiệc vui tưng bừng nhộn nhịp. Và trên kỳ đài thành Thăng Long, ngọn cờ đỏ, mặt trời vàng bay phấp phới. Lúc dồn binh ở Tam Điệp, vua Quang Trung đã nói cùng chư tướng: Trung Quốc lớn gấp 10 nước ta sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm nhục mà báo thù. Đến lúc ấy, chỉ có người khéo đường tử lệnh mới dập tắt được lửa chiến tranh. Ngoài Ngô Thì Nhậm, không ai làm nổi. Đến khi thắng được quân Mãn Thanh rồi, xem trong giấy tờ Tôn Sĩ Nghị bỏ lại có tờ mật dụ của vua Càn Long đại khái nói rằng việc quân nên từ từ mà lo liệu, chớ nên hấp tấp. Hãy đưa Hịch truyền Thanh Thế đi trước, cho cựu thần nhà Lê về nước tập hợp nghĩa binh và tìm tự quân nhà Lê đem ra cầm đầu để đối địch cùng Nguyễn Huệ, thử xem sự thể thế nào. Nếu lòng người nước Nam còn nhớ nhà Lê mà có quân ta kéo đến thì ai mà chẳng gắng sức, Nguyễn Huệ tất phải tháo lui, ta sai tự quân đuổi theo trước đại binh ta kéo theo sau. Như thế không khó nhọc mấy mà thành công to, đó là thượng sách. Ví bằng người ở trong nước, nửa theo bên nọ, nửa theo bên kia, thì Nguyễn Huệ tất không chịu lui quân. Ta sẽ đưa thư vạch rõ đường họa phúc xem Huệ đáp ứng thế nào. Đợi thủy quân ở Mãn, Quảng, đi đường biển và đánh dẹp Thuận Hóa, Quảng Nam xong, bộ binh sẽ tiến lên sau. Nguyễn Huệ lưỡng đầu thọ địch, tất phải quy phục. Chừng đó ta làm ơn cho cả hai bên, từ Thuận Hóa trở vào Nam thì cho Nguyễn Huệ, từ Châu Hoan, Châu Ái trở ra thì phong cho tự quân nhà Lê, ta đóng đại binh lại để kiềm chế cả hai bên sau xử trí. Vua Quang Trung mới bảo Ngô Thì Nhậm: mưu đồ của vua Càn Long ta đã biết trước rồi, nay bị thua chắc không chịu nhục đâu, hai nước đánh nhau chỉ làm khổ dân, nếu lùng lời nói khéo để tránh việc binh đao, việc ấy nhờ khanh chủ trương cho mới được. Ngô Thì Nhậm vâng mệnh thảo thư, đại khái nói rằng nước Nam vốn không dám chống cự với đại quốc, chỉ vì Tôn Sĩ Nghị làm lỡ việc nên phải thua. Vậy nay xin tạ tội và xin giảng hòa. Vua Quang Trung sai sứ mang thư sang tàu và truyền đem những quân nhà Thanh đã bắt được để ở một nơi, cấp cho lương thực, đợi ngày cho về nước. Xong xuôi mọi việc, tháng 2 năm Kỷ Dậu, nhà vua đem quân về Phú Xuân, lưu Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân ở lại Thăng Long thống lĩnh việc quân quốc. Còn việc giao thiệp với Trung Hoa thì ủy thác cho Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích, cho tất cả tùy nghi xử sự, hễ không có việc quan trọng thì không phải tâu. Vua nhà Thanh hay tin Tôn Sĩ Nghị bại binh, đùng đùng nổi giận, lập tức giáng chỉ sai quan nội các là Phúc Hạng An ra thay Tôn Sĩ Nghị là tổng đốc Lưỡng Quảng, đem binh mã 9 tỉnh định sang chinh phạt Việt Nam. Nhưng nhờ Ngô Thì Nhậm có chính sách xã giao khôn khéo đối với Phúc Hạng An ở bên ngoài và các cận thần là hòa thân ở bên trong, và lời trần tấu mềm dẻo dịu dàng đối với vua Mãn Thanh, cho nên vua Mãn Thanh là Càn Long thuận cho giảng hòa và sai sứ sang phong vua Quang Trung làm An Nam quốc vương. Vua Càn Long lại tặng cho vua Quang Trung một chuỗi chân châu và truyền sang năm Canh Tuất 1790 thì sang Chầu. Còn Lê Chiêu Thống và các quan tổng vong đều bị vua nhà Thanh truyền đem an trí mỗi người mỗi ngả. Thế là vua Quang Trung được chính thức công nhận là vua nước Việt Nam. Vua Quang Trung làm biểu tạ ơn trong có câu: thần hữu mẫu hữu thân, báo đáp ngưỡng bằng ư đại tạo, quân vi sư vi phụ, sanh thành thượng kỷ ư long ân nghĩa. Nghĩa là tôi có cha có mẹ, báo đáp nhờ đức cả, vua vừa nuôi vừa dạy, sinh thành mãi nhớ ơn sâu. Vua Càn Long khen, lời nói có hậu, trẫm phải coi Huệ như con. Xuân năm Canh Tuất 1790, Phúc Khang An dục vua Quang Trung sang Chầu vua Càn Long. Nhà vua bèn chọn người dung mạo phảng phất mình, trá làm quốc vương. Phạm Văn Trị được chọn. Tháp tùng vua giả có hoàng tử Nguyễn Quang Thùy cùng các quan văn võ Ngô Văn Sở, Đặng Văn Châu, Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn, Vũ Danh Tiêu, Nguyễn Tiến Lộc, Đỗ Văn Công. Ống phẩm, ngoài những bảo vật thường lệ, còn có hai thớt voi đực, ngà dài hơn một sải và một ban nhạc công vũ nữ với 10 bài từ khúc chúc thọ do Phan Huy Ích soạn. Sứ bộ khởi trình tại Nghệ An ngày 29 tháng 3 năm Canh Tuất, tức là ngày 12 tháng 5 năm 1790, và qua khỏi ải Nam Quan ngày rằm tháng 4, Tổng đốc Lưỡng Quảng, Phúc Khang An và Tuần phủ Quảng Tây, Tôn Vĩnh Thanh đưa sứ bộ đến Yên Kinh. Lúc ấy Càn Long đi tuần thú,
sứ bộ phải đến hành cung sông Nhiệt Hà kệ kiến. Vua Càn Long tưởng Nguyễn Huệ Thần cho vào làm lễ bảo tất. Nhà vua vui nhận cống phẩm và tặng cho Quang Trung 4 chữ cùng cực quy thành và câu đối tự tay vua viết là chúc hạ hiệu tôn thân, vĩnh cửu đơn thầm, chi phất thế, quán quan, ưng sủng tích, tái kê thanh sử vị tiền văn. Tạm dịch là trước sau vẹn chữ tôn thân, lòng đó nghìn sau không dễ nhạt. Đi lại nhờ ơn sủng tử, sử sanh từ trước thật chưa nghe. Nhà vua lại sắc phong Nguyễn Quang Thùy làm An Nam quốc vương thế tử, rồi truyền mở tiệc đãi sứ bộ. Trong lúc sứ bộ đang ở Yên Kinh thì bọn giặc biển đánh phá miền Duyên Hải Trung Quốc giáp giới nước ta. Tướng Trung Hoa là Trần Diệu Cầu nhờ viên biên tướng Việt Nam là Phạm Quang Trương giúp sức tiêu diệt được bọn giặc biển. Vua Càn Long ban thưởng cho Quang Trương rất hậu và ngỏ lời tin tưởng lòng thành thật của vua Quang Trung. Ngày 20 tháng 8, vua Thanh hạ chỉ cho sứ bộ về nước. Lúc bấy giờ là mùa thu, gió sương lạnh lẽo. Càn Long ban cho Quang Trung một tấm áo cầu để mặc ấm và một đồng tiền vàng chạm chữ phúc to lớn để làm của truyền thế. Lại đòi lại gần Long Tháp vỗ vai ôn tồn quỷ dụ, rồi cho người vẽ chân dung Quang Trung làm kỷ niệm. Sứ bộ được tướng Trung Hoa là Trần Dung Phu hộ tống suốt dọc đường và đến ngày 29 tháng 11 thì đến ải Nam Quan. Qua năm Nhâm Tý 1792, vua Quang Trung sai Võ Kỉnh Thành, Trần Ngọc Thụy sang triều đình nhà Thanh hiến thiệp xin mở cửa ải Bình Thủy ở Cao Bằng và cửa ải Du Thôn ở Lạng Sơn để cho Bắc Nam qua lại buôn bán với nhau được miễn thuế. Lại xin lập nha hàng ở phủ Nam Ninh tỉnh Quảng Tây để người Nam qua đó sinh sống. Vua Càn Long đều chấp thuận. Lại trước kia, sáu châu thuộc Hưng Hóa và ba động thuộc Tuyên Quang bị bọn thổ ti nhà Thanh xâm chiếm đem sáp nhập vào lãnh thổ Lưỡng Quảng. Vua Quang Trung viết biểu nhờ phúc Khang An chuyển lên Thanh Triều thỉnh cầu phân định lại cương giới. Khang An lấy cớ cương giới đã định mà bác đi. Nhà vua có ý bất bình nên lo dưỡng uy sức nhuệ để rồi đòi lại đất đai của tổ tiên. Đối với Trung Hoa như thế là tạm yên. Và Quang Trung lại còn phải đối phó với Xiêm La, Ai Lao và Miến Điện. Khi Lê Chiếu Thống chạy sang tàu, Lê Duy Chỉ ở lại Tuyên Quang, nương nhờ thổ tù Lùng Phúc Tân và Huỳnh Văn Đồng. Chỉ liên kết với thổ dân ở Vạn Tượng, Trấn Ninh, Trịnh Cao, Quy Hợp, Xiêm La chuẩn bị đánh lấy thành Nghệ An. Vua Quang Trung hay tin, sai Trần Quang Diệu làm đại tổng trấn, Lê Trung làm đại tư lệ, phát binh đi, tào trừ. Tháng 6 năm Canh Tuất lấy được Trấn Ninh, tù trưởng là Treo Nam, Treo Kiêu bị bắt. Tháng 8 bình được Trịnh Cao và Quy Hiệp. Tháng 10 thủ lĩnh Vạn Tượng bỏ thành chạy, quân Tây Sơn lấy được vô số chiêng trống và vài chục thất voi. Thừa thắng thì đánh thẳng đến biên giới Xiêm La, chém được Tả Súy là Phan Dung và Hữu Súy là Phan Siêu. Quân Xiêm thua chạy toán loạn. Trần Quang Diệu và Lê Trung dẹp yên biên giới, kéo binh về Tuyên Quang đánh Nùng Phúc Tấn và Huỳnh Văn Đồng. Nùng Huỳnh chống không nổi bị giết. Lê Duy Chỉ chạy không kịp cũng bị giết luôn. Mùa xuân năm Tân Hợi 1791, vua Ai Lao là Chiêu An không chịu chiều cống. Vua Quang Trung lại sai Trần Quang Diệu đem quân sang vấn tội. Quân Ai Lao sợ hãi xin hàng, từ ấy hết lòng thuần phục. Vua Miến Điện hay tin liền sai sứ sang Việt Nam thông hiếu. Từ bấy giờ bờ cõi phía Tây cũng như phía Bắc được yên ổn. Và về vấn đề nội trị thì phần đất thuộc vua Thái Đức thì vua Quang Trung đã được minh định ngay sau khi có sự bất hòa giữa hai anh em. Từ Hải Vân Quan trở vào là của vua Thái Đức, từ Hải Vân Quan trở ra là của vua Quang Trung. Nước nhà tuy hai trên thực tế nhưng vẫn là một trên danh nghĩa, hai miền Nam Bắc vẫn lấy niên hiệu Thái Đức. Khi vua Quang Trung lên ngôi hoàng đế, nhất là sau khi chiến thắng quân Thanh, Bắc Nam mới trở thành hai nước riêng biệt, không xâm hấn lãnh thổ nhau cũng như không can thiệp nội bộ nhau. Tháng 2 năm Kỷ Dậu, giao phó việc cai trị Bắc Hà cho Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm, vua Quang Trung trở về Phú Xuân, lo sửa sang việc nước. Thì công việc xây dựng quốc gia đang tiến hành trôi chảy, thì tự nhiên vua Quang Trung băng hà. Vua băng ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, tức là 15 tháng 9 năm 1792. Nguyên nhân gây ra cái chết của vua Quang Trung đã trở thành một nghi án lịch sử. Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện ghi rằng Huệ trong lúc lấy kinh đô Phú Xuân có mạo phạm lăng thẩm của Liệt Thánh. Một ngày kia đang ngồi thình lình bắt đầu xây sẩm rồi ngã ra hôn mê, mơ màng thấy một lão trượng đầu bạc áo trắng cầm gậy sắt từ không trung đi đến mắng rằng ông cha mày đều sinh ở đất vua, mày sao dám mạo phạm đến lăng thẩm. Nói dứt lời liền lấy gậy sắt đánh nơi trán Huệ, Huệ ngã xuống bất tỉnh, hồi lâu mới tỉnh lại. Từ ấy bệnh càng ngày càng nặng, mới triệu viên trấn thủ Nghệ An là Trần Quang Diệu về thương nghị việc rời đô ra Nghệ An.
Đó là lời của sử gia họ Nguyễn Gia Miêu. Thì có người bảo là vua Quang Trung bị Thượng Mã Phong, đó chỉ là chuyện hài hước. Lại có người độc miệng bảo rằng nhà vua bị Ngọc Hân công chúa ám hại bằng cách bỏ thuốc độc vào rượu. Nhưng mà chúng ta có thể cho rằng vua Quang Trung chết là bị bệnh huyết áp cao, làm việc nhiều, suy nghĩ nhiều, bị đứt mạch máu. Cái chết đột ngột do bệnh huyết áp cao gây nên thường xảy ra và dân gian thường gọi là trúng gió. Chứ nếu có điều gì ám muội thì dễ gì triều đình Tây Sơn đã để yên. Lại truyền rằng mùa xuân năm Nhâm Tý 1792, vua Quang Trung hay tin Nguyễn Phúc Ánh đã chiếm được Gia Định và kéo quân ra đánh Quy Nhơn, bèn nổi giận, giống cỏ gấu không diệt tận gốc, cứ nảy ra hoài. Liền chuẩn bị kéo đại binh vào đánh, lục quân từ trên đánh xuống, thủy quân từ dưới đánh lên, bao vây mặt biển, cắt đứt đường núi không cho quân Nguyễn chạy thoát. Mọi việc đã sắp đặt chu đáo thì thình lình nhà vua bị cảm, bệnh mỗi ngày một nặng. Bèn triệu trấn thủ Nghệ An là Trần Quang Diệu thương nghị về việc rời đô ra Nghệ An và việc đi đánh Nguyễn Phúc Ánh. Nhưng rồi biết mình không còn sống lâu được nữa, liền trăng trối rằng: ta mở mang bờ cõi gồm cả miền Nam, nay bệnh tình của ta không thể khá được, mà thái tử thì còn nhỏ, phía trong thì bọn quốc cừu hoành hành ở Gia Định, còn anh ta thì tuổi già cầu an, không lo hậu họa. Ta chết rồi, trong vòng một tháng phải lo việc tống táng cho xong, các khanh phải đồng lòng phò thái tử và sớm lo việc thiên đô để khấu chế thiên hạ. Nếu không vậy, binh Gia Định kéo đến, các khanh không có đất chôn thây đâu. Nói rồi băng tại điện Trung Hòa ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, thọ 40 tuổi, ở ngôi 5 năm. Và thái tử Nguyễn Quang Toản nối ngôi. Qua tháng 8 thì triều đình mai táng vua Quang Trung tại phía nam sông Hương, thụy là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế. Một mặt thì vào Quy Nhơn, một mặt sang Trung Quốc cáo tang. Vua Thái Đức được tin kêu lên một tiếng em ơi rồi khóc ngất. Đoạn lo sắm sửa đi điếu tang, nhưng mà đình thần can gián. Nhà vua Thái Đức bèn sai La Xuân Kiều soạn một bài văn tế, rồi cử Võ Xuân Hoài và Đặng Xuân Phong thay mình mang tế vật ra Phú Xuyên. Bài văn tế viết bằng chữ nôm có những câu: công điếu phạt nam rồi lại bắc, tiếng anh hùng vang dội sấm mười phương, tình tích linh ruột nối liền gan, đường u hiền dã rời tơ chín khúc, trời Quy Nhơn ảm đạm màu thu, đất Thuận Hóa não lùng tiếng quốc. Phái đoàn sang Trung Hoa thì nói dối rằng vua Quang Trung có di chỉ sau khi chết chôn tại Hồ Tây ở Thăng Long để đặng gần chầu Thiên Khuyết. Vua Thanh tưởng thật, tứ thụy là trung thần, ngự chế một bài thi ai thuật. Vua Quản Long lại còn soạn một bài điếu văn, cấp một tượng Phật bằng ngọc 3.000 lượng bạc, sai hộ bộ Quảng Tây là Thành Lâm sang Thăng Long phúng điếu. Sứ giả làm lễ trước mộ giả của vua Quang Trung tại Linh Đường huyện Thanh Trì. Trong điếu văn có câu: chúc ly Nam Cực, hiệu trung đặc trưởng Kỳ Xu Triều, an phách Tây Hồ, một thế vô vong ư luyến khuyết. Có nghĩa là cõi Nam phục thay quyền, tưởng lúc Xu Triều công đáng nể, trốn Tây Hồ an phách, tấm lòng luyến khuyết chết không phai. Còn bài thi thì chạm đá dựng nơi mộ. Nguyễn Quang Toản lên ngôi sau khi vua Quang Trung băng năm Nhâm Tý. Qua năm Quý Sửu 1793, cải nguyên là Cảnh Thịnh Nguyên Niên. Vua Cảnh Thịnh lúc bấy giờ mới 13 tuổi, mọi việc trong triều đều do Thái sư Bùi Đắc Tuyên quyết đoán. Bùi Đắc Tuyên là người làng Xuân Hòa, huyện Tuy Viễn, Bình Khê, phủ Quy Nhơn, là cậu ruột vua Cảnh Thịnh. Dưới triều vua Quang Trung, Tuyên cậy nhờ thế em gái làm hoàng hậu mà được làm quan trong triều. Vì ít học nên chỉ làm thị lang bộ lễ, nhưng được phép ra vào nơi cung cấm. Tuyên thường bày nhiều trò chơi để mua lòng thái tử. Vốn biết Võ Đình Tú có sức khỏe và có tài, nhảy cao nhảy xa, Tuyên xúi Quang Toản yêu cầu Tú biểu diễn xem. Võ Đình Tú là một vị khai quốc công thần, theo nhà Tây Sơn từ lúc còn áo vải, chứ đâu phải là hàng tiểu tốt mà đi làm trò mua vui cho trẻ con. Nhưng thái tử là đấng vua tương lai của mình, thì võ công đâu dám không tuân lệnh. Công mới rước thái tử ra đứng giữa sân một tòa dinh thự hình chữ môn, mặt hướng về dãy nhà phía tả. Công dậm chân nhảy vút qua khỏi nóc nhà phía tả trong chớp mắt. Liền đó thái tử lại nghe có tiếng động sau lưng, quay lại thì đã thấy công đứng trước mặt. Công lại dậm chân nhảy vút qua nóc nhà phía hữu, nhanh như chớp. Liền đó thái tử lại nghe có tiếng động sau lưng khi nãy, vội quay lại thì lại thấy công đứng ở trước mặt. Diễn đi diễn lại, 6 lần như thế mới thôi, thái tử lấy làm thích thú. Một hôm Võ Đình Tú cùng Đặng Xuân Phong vào cung bệ kiến, biết rằng đó là hai nhà có tuyệt kỹ về côn. Bùi Đắc Tuyên bèn tìm cách mua vui cho thái tử. Tuyên lấy tư cách người Đồng Châu mời Võ Đặng đến nhà riêng dự tiệc. Thái tử cũng được rước đến. Tiệc đã vào buổi chiều, tiệc xong, thái tử đòi xem hai vị đại thần đấu côn, đuốc thắp sáng rực cả sân. Đặng sử dụng côn đồng, Võ sử dụng côn sắt. Đường côn qua lại nhanh như chớp, mạnh như bão, đẹp như rồng bay phượng múa.
người đến xem chật cả trong cả ngoài, tiếng hoan hô vỗ tay vang dậy cả một góc thành. Sau cuộc đấu côn này, dư luận xôn xao. Lớp thì khen hai vị võ thần tài nghệ thật tuyệt luân, lớp thì chê hai vị công thần không biết tự trọng. Lời thị phi bay đến tai vua Quang Trung, nhà vua liền của trách Thái tử và Võ Đặng và cấm Bùi Đắc Tuyên không được bày những trò vui làm mất thể thống đại thần như thế nữa. Không bày được trò vui này thì tìm những trò vui khác. Trong nơi quyền quý thì thiếu gì trò vui. Lòng ham thích của Thái tử Toản luôn luôn được Tuyên làm thỏa mãn. Vì vậy nên khi lên ngôi báu thì Nguyễn Quang Toản liền nhớ đến Tuyên. Và Tuyên nhảy lên ngôi Thái sư dễ dàng như Võ Đình Tú nhảy qua nóc nhà, bất chấp cả quan chế đã đặt sẵn. Trong cung đã có Bùi Thái Hậu, nơi triều lại có lắm đại thần nghiêng theo chiều gió như là Ngô Văn Sở, Phạm Công Hưng, nên thế lực của Tuyên rất vững. Tuyên mỗi ngày càng thêm lộng hành, những quan nào theo Tuyên thì được ưu đãi, những quan nào bị chống thì sẽ bị hại, những người nào mà ra mặt thì bị đẩy làm quan xa. Do đó mà nơi triều đình sinh ra bè phái, chống báng lẫn nhau, làm cho gốc nước bị lung lay. Các đại thần trung chính đều bất mãn, một số quan văn, kẻ thì tìm kế xin về vườn, kẻ thì bị Tuyên tìm cớ giáng chức hay là cách chức. Các võ thần đã cùng nhau ra sức dựng nghiệp cho nhà Tây Sơn, đều đi trấn thủ ở các nơi hiểm yếu xa xôi. Ở trong triều thì một mình Bùi Đắc Tuyên tác uy tác phúc. Lại nói về vua Thái Đức, khi ông về già thì không có ý chí chiến đấu. Những quan văn, võ tướng, có tài, người thì qua đời, người thì về vườn, người thì theo vua Quang Trung. Số còn lại thì tuổi cũng đã cao, tài cũng đã tận. Lớp người mới thì không có người đủ tài kinh bang tê thế, vì vậy thế nước vừa nổi lên cao lại lần lần xuống thấp để rồi tàn. Đông Định Vương chỉ là một người có đức độ, không có tài trị nước yên dân. Những nhân tài ở Quy Nhơn vào phò tá chết lần về hưu gần hết, mà Gia Định lại đất rộng dân thưa. Vương không thể nào nắm vững được vây cánh. Nhà Nguyễn nhân đó chiếm đóng nhiều nơi hiểm yếu và thỉnh thoảng lại kéo binh đánh phá Tây Sơn. Trong xứ mất an ninh, lòng người ly tán. Nguyễn Phúc Ánh ở Xiêm La dò được biết tình hình tháng 7 năm Đinh Mùi, đem cung quyến xuống thuyền về nước. Nguyễn Phúc Ánh được vây cánh cũ kéo quân ra giúp. Bình thế khá vững, tướng Tây Sơn là Phạm Văn Tham chống không lại, bỏ thành Sài Côn ra đóng ở Ba Thác. Đông Định Vương chạy về Quy Nhơn chịu tội cùng anh, rồi trở lên Kiên Mỹ thăm cố hương, từ đấy biệt tích. Nguyễn Phúc Ánh chiếm được Sài Côn tháng 8 năm Mậu Thân. Phạm Văn Tham cầm cự cùng quân Nguyễn Phúc Ánh cho đến mùa xuân năm Kỷ Dậu, đã đuối sức mà không thấy binh Quy Nhơn vào cứu. Phạm đem binh xuống thuyền, định ra bể về Quy Nhơn. Nhưng mà bị quân Nguyễn Phúc Ánh chặn lại, phải trở lui ra Ba Thác. Lâu ngày hết cả lương thực, Phạm đầu hàng và bị giết. Từ đấy Gia Định thuộc về Nguyễn Phúc Ánh. Làm chủ đất Gia Định rồi, thì Nguyễn Phúc Ánh một mặt lo sửa sang việc nước, một mặt nhờ giám mục Bá Đa Lộc đem hoàng tử Cảnh sang Pháp xin cầu viện để đánh Tây Sơn. Được quân Pháp do giám mục Bá Đa Lộc và hoàng tử Cảnh rước về với hai chiếc tàu đồng do Chagnon, tên tục gọi là Nguyễn Văn Thắng chỉ huy, và tàu phụng do Vanier, tục gọi là Nguyễn Văn Chấn điều khiển, cùng với một số tướng tá như Daio, Olivier, De Focan, phò tá, thì quân lực của Nguyễn Phúc Ánh mỗi ngày thêm sung thiệm hùng cường. Sau một năm chuẩn bị, tháng 4 năm Canh Tuất 1790, Nguyễn Phúc Ánh mới sai Võ Tánh, Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Câu đem thủy lục quân ra đánh Tây Sơn ở Bình Thuận. Quân Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn chống cự kịch liệt, không tiến quân nổi, sau 3 tháng giao tranh, phải rút về Gia Định. Nguyễn Phúc Ánh mới nhận thấy mỗi năm bắt đầu từ tháng 3, có gió mùa thổi từ Nam ra Bắc, nên quyết định lợi dụng chiều gió để tấn công Quy Nhơn. Cho nên người đương thời gọi những trận Nguyễn Phúc Ánh ra kéo quân đánh Tây Sơn gọi là giặc mùa. Năm Nhâm Tý 1792, khi gió Nam vừa bắt đầu thổi, Nguyễn Phúc Ánh liền sai Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Văn Thành cùng hai người Pháp là Nguyễn Văn Phấn, Daio, Nguyễn Văn Chấn, Vanier đem chiến thuyền ra đánh Quy Nhơn. Quân nhà Nguyễn kéo vào cửa biển Thị Nại. Cửa biển Thị Nại tức là cửa biển Quy Nhơn. Phía đông có dãy núi Phương Mai, phía tây có dãy núi Nhạn Châu tục gọi là Gành Ráng làm cánh tre. Từ thời Chiêm Thành đến thời Tây Sơn, cửa Thị Nại luôn luôn có quân phòng ngự. Vua Thái Đức lại cho xây pháo đài ở hai dãy núi và đặt đại bác ở trên núi bắn xuống mỗi khi bị giặc tấn công. Nhưng lúc bấy giờ, gió Nam thổi mạnh, quân Nguyễn dùng hỏa công đốt phá thủy trại Tây Sơn. Bị đánh thình lình lại có sức gió lửa quá mạnh, quân Tây Sơn không chống nổi, phải bỏ Thị Nại chạy về Quy Nhơn. Quân Nguyễn đổ bộ, nhưng liền bị quân Tây Sơn từ Quy Nhơn kéo xuống đánh, phải rút lui. Ở Phú Xuân, vua Quang Trung lúc bấy giờ còn sống, được tin quân Nguyễn kéo đánh Quy Nhơn, nổi giận liền chuẩn bị đại binh và tận diệt nhà Nguyễn. Trần Quang Diệu đi đường Lào xuống Đông Biên có tướng Miên O Nha Long hưởng ứng.
Còn nhà vua thì đem thủy binh vào cửa Cần Giờ, trên đánh xuống, dưới đánh lên, mặt núi mặt biển đều bị bao vây, Nguyễn Phúc Ánh không còn lối thoát. Một mặt vua Quang Trung tin cho vua Thái Đức biết dự định của mình để hai bên cùng tiến vào bao vây tiêu diệt toàn bộ lực lượng Nguyễn Phúc Ánh. Một mặt gửi cho nhân dân Quảng Nam, Quảng Nghĩa, Quy Nhơn bài hịch kêu gọi mọi người hăng hái tham gia cuộc tấn công sắp tới. Bài hịch đại khái nói rằng quân Tây Sơn đã lập được không biết bao nhiêu chiến công oanh liệt, diệt quân Xiêm La, thắng quân Mãn Thanh, bao phen đánh quân nhà Nguyễn không còn mảnh giáp phải chạy ra cầu viện nước ngoài. Nay Nguyễn Phúc Ánh rước quân Pháp về phá rối nước nhà, vâng mệnh Đức Hoàng huynh, ta chuẩn bị một đạo thủy bộ hùng binh sẽ thân hành kéo vào Nam diệt giặc. Giặc nhà Nguyễn chỉ là bè củi mục, quân Tây Sơn sẽ thu hồi đất gia định trong nháy mắt. Lại khuyên nhân dân không nên sợ bọn người Tây Dương, chúng chỉ là những xác chết, những chiếc tàu đồng, những khinh khí cầu của chúng không có gì đáng sợ. Tin vua Quang Trung sẽ tấn công vào gia định làm cho nhân dân miền Nam phấn khởi, làm cho vua tôi nhà Nguyễn và bọn Pháp vô cùng lo sợ. Nhưng rồi cuộc hành binh không thực hiện được vì đang mùa gió Nam, thuyền đi vào bất lợi, nhất là tại khúc đường đi qua bán đảo Triều Châu tại Quy Nhơn. Nơi đây tại eo vực gió thổi mạnh gấp 3, gấp 4 gió ngoài khơi, gọi là Nam Lò. Ghe thuyền gặp lúc Nam Lò thổi thì khó tránh khỏi tai nạn, cho nên khách hàng hải có câu, cha chết không lo, hỏi thăm Nam Lò thổi rượu hay xăng. Giáo sĩ Le Labus gửi thư cho bạn có đoạn rằng, tháng 2 năm 1792, chúng tôi phải rời bỏ Con Chiên để tránh quân địch Tây Sơn. Họ sẽ kéo đến vài chục ngàn người, do đường Lào tiến vào Cao Miên. Người Cao Miên cũng dự tính theo họ nữa. Nguyễn Huệ sẽ đem hải quân ngăn chặn các cửa biển Nam Kỳ. Nếu dự định này được thi hành thì nhà vua và chúng tôi chỉ còn chờ chết. Nhưng nhờ ơn trên, dự định này không thấy thi hành. Chắc quân Tây Sơn e ngại các chiến hạm của người Âu Châu đóng đầy sông Sài Gòn lo việc buôn bán. Vua Quang Trung đợi sang thu, gió đông bắc thổi sẽ xuất chinh, nhưng rủi bị cảm rồi băng. Vua Quang Trung băng, các nhà truyền giáo Kitô rất mừng. Nguyễn Phúc Ánh thì lại càng mừng. Tháng 3 năm Quý Sửu, Nguyễn Phúc Ánh để Hoàng Tử Cảnh ở lại giữ gia định với giám mục Bá Đa Lộc, sai Tôn Thất Hội cùng Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Huỳnh Đức đem bộ binh ra đánh Bình Thuận, còn mình cùng Võ Tánh và Nguyễn Văn Chương đem thủy binh đánh mặt bể. Binh của Tôn Thất Hội đến Bình Thuận bị binh của Nguyễn Quang Huy chặn đánh, không tiến nổi. Thủy binh của Nguyễn Phúc Ánh vào cửa bể Nha Trang, đi ngược dòng sông Cù kéo lên đánh Diên Khánh, quân Tây Sơn chặn lại tại bến Trường Cá làng Phương Xài, hai bên kịch chiến. Thuyền chìm người chết đầy cả khúc sông. Cuối cùng, quân Tây Sơn không chịu nổi sức súng của Pháp phải tan rã. Nguyễn Phúc Ánh kéo lên Diên Khánh, quân Tây Sơn bỏ thành về Quy Nhơn. Thừa thắng Nguyễn Phúc Ánh đánh thẳng ra Phú Yên, thành Phú Yên cũng bị thất thủ sau mấy ngày chiến đấu anh dũng. Diên Khánh bị thất thủ rồi thì quân Bình Thuận mất hậu thuẫn. Nguyễn Quang Huy bị quân Tôn Thất Hội đánh thua, kéo quân chạy về Quy Nhơn chặn quân Nguyễn. Tôn Thất Hội chiếm được Bình Thuận thì liền được thư của Nguyễn Phúc Ánh bảo tiến binh ra hội với thủy sư ở Phú Yên, để hai mặt cùng ra đánh Quy Nhơn. Thủy binh Nguyễn Phúc Ánh vào cửa thị nại, vua Thái Đức sai Thái tử Nguyễn Bảo đem binh chống cự. Nguyễn Phúc Ánh mật sai Võ Tánh đem binh lẻn đi hộ với toán quân Tôn Thất Hội, Nguyễn Văn Thành đánh tập hậu. Nguyễn Bảo bị đánh hai mặt không chống nổi phải rút quân về thành Quy Nhơn. Quân Nguyễn Phúc Ánh kéo lên đánh thành Quy Nhơn. Liệu thế là không chống cự nổi, vua Thái Đức sai sứ ra Phú Xuân cầu viện. Vua Cảnh Thịnh mới sai thái úy Phạm Công Hưng, hộ giá Nguyễn Văn Huấn, đại tư lộ Lê Trung và đại tư mã Ngô Văn Sở đem 17.000 bộ binh và 80 thớt voi đi đường bộ, lại sai đại thống lĩnh Đặng Văn Chân đem 30 chiến thuyền đi đường bè, cả hai đạo vào cứu Quy Nhơn. Nguyễn Phúc Ánh nhận thấy viện binh rất hùng hậu, không thể chống nổi, liền rút đại binh về Diên Khánh. Quân nhà Nguyễn rút ra khỏi Quy Nhơn rồi thì vua Thái Đức mở cổng thành đón binh Phú Xuân. Phạm Công Hưng vào thành truyền giải giáp quân Thái Đức và sai quân chiếm giữ các kho tàng, Ngô Văn Sở can mà không được. Vua Thái Đức uất ức thổ huyết mà chết. Vua Thái Đức ở ngôi được 16 năm, 1778 đến 1793, thọ 52 tuổi. Ngự cốt được đưa về an táng trong vùng núi Tây Sơn. Vua Cảnh Thịnh phong cho Thái tử Nguyễn Bảo là hiến công, cho An Lộc một huyện gọi là Tiểu Triều, dinh đóng tại Lỵ Sở Tuy Viễn. Bà Chánh Cung họ Trần đem hai người con nhỏ là Văn Đức và Văn Lương về sống nơi quê hương Kiên Mỹ để được gần gũi lăng vua cho tiện việc hương khói. Các đại thần của vua Thái Đức nhờ Ngô Văn Sở can thiệp khỏi bị hại, phần nhiều lấy cớ tuổi già sức yếu xin về sống cùng vườn ruộng, một số ở lại làm việc. Vì bảo rằng vua Thái Đức hay vua Cảnh Thịnh cũng đều là người của đất Tây Sơn. Vua Cảnh Thịnh để Lê Trung và Nguyễn Văn Huấn ở lại trấn thủ Quy Nhơn, còn Phạm Văn Hưng, Ngô Văn Sở, Đặng Văn Chân cùng các tướng phò vua Thái Đức đều rút về Quy Nhơn. Sau đó, những quan văn quán Quy Nhơn cũng bị đưa đi phục vụ ở các nơi khác và đưa những người ở nơi khác, nhất là người Phú Xuân, vào giữ những chức vụ quan trọng ở phủ huyện Quy Nhơn.
Mùa thu năm Quý Sửu 1793, Nguyễn Phúc Ánh rút quân từ Quy Nhơn về Diên Khánh. Nhận thấy địa thế Diên Khánh hiểm trở, Nguyễn Phúc Ánh cho xây thành Đào Hào ở Phủ Lỵ để làm tổng hành dinh và cất trại lập xưởng ở dãy núi gần Trường Cá, gần cửa bể Nha Trang để đóng tàu bè và giữ mặt bể. Cái thành này nằm trên hai địa phận thôn Phú Mỹ và Trường Thạnh, chung quanh đắp đất chu vi 366 trượng 4 thước, cao 8 thước 5 tấc, trổ 6 cửa ra vào, xây gạch kiên cố, trên có vọng lâu tứ diện thông phong, trên thành có đặt súng đại bác ở bốn mặt. Trên dãy núi có trại xưởng ở Nha Trang cũng đặt súng đại bác và có thủy quân đóng. Do đó, núi mang tên là núi xưởng hay núi trại thủy. Công việc phòng thủ lo xong rồi, Nguyễn Phúc Ánh giao Diên Khánh cho Nguyễn Văn Thành trấn thủ, còn mình thì kéo tướng sĩ về Gia Định, sau đó cho Hoàng Tử Cảnh và giám mục Bá Đa Lộc ra tăng cường. Năm Giáp Dần 1794, vua Cảnh Thịnh sai Lê Văn Hưng vào đánh Phú Yên và Trần Quang Diệu vào đánh Diên Khánh. Lê Văn Hưng kéo quân đến Cù Mông thì gặp Nguyễn Quang Huy. Nguyễn Quang Huy sau khi bại binh ở Bình Thuận không dám về Quy Nhơn, về quê hương ở Phú Yên, chiếm cứ một nơi hiểm yếu ở trong dãy Cù Mông, mong dịp lập công chuộc tội. Khi nghe tin quân của Lê Văn Hưng kéo đánh Phú Yên thì liền đem quân ra hưởng ứng. Lê Văn Hưng vốn đã quen biết Nguyễn Quang Huy từ trước nên vui mừng hợp tác với nhau. Phú Yên được chiếm đóng dễ dàng, Lê Văn Hưng để cho Nguyễn Quang Huy ở lại trấn thủ, còn mình thì kéo binh về Phú Xuân. Còn Trần Quang Diệu vào Diên Khánh thì quân trong thành không dám ra đánh, đóng chặt cửa thành cố thủ. Thành rất kiên cố, Trần Quang Diệu không hạ nổi, đành bao vây chờ quân trong thành cạn lương thực. Nguyễn Văn Thành cho người lẻn về Gia Định báo cáo gấp. Nguyễn Phúc Ánh bèn đem đại binh giải vây, Trần Quang Diệu rút quân về. Nguyễn Phúc Ánh thấy quân Tây Sơn còn mạnh và lại đang mùa gió bấc, tiến quân không thuận tiện, đem Hoàng Tử Cảnh và giám mục Bá Đa Lộc về Gia Định để võ tánh ở lại trấn thủ Diên Khánh thay cho Nguyễn Văn Thành. Tháng Giêng năm Ất Mão 1795, Trần Quang Diệu lại đem thủy binh và bộ binh vào đánh Diên Khánh. Võ tánh giao chiến vài bận, liệu không đánh lại, đóng chặt cửa thành cố thủ, đợi Gia Định cấp viện binh. Đến tháng 2, Nguyễn Phúc Ánh đem thủy sư ra cứu Diên Khánh. Thủy quân Nguyễn Phúc Ánh không lên được Diên Khánh vì bị thủy binh Trần Quang Diệu chặn đánh ở Trường Cá Phương Sài, phải đóng ngoài biển Nha Trang và các nơi hiểm yếu ở trên đất. Ngày ngày hai bên đều có đánh nhau, người trong xứ không làm ăn được yên ổn. Thành Diên Khánh vẫn bị vây chặt. Đoàn quân nào kéo ra cũng đều bị quân Tây Sơn tiêu diệt hoặc đánh lui. Thủy quân nhà Nguyễn cũng không làm sao qua lại Trường Cá. Ưu thế nằm hẳn trong tay Trần Quang Diệu. Lúc này thì chợt Trần Quang Diệu được tin Phú Xuân có biến. Ở Phú Xuân, Bùi Đắc Tuyên mỗi ngày mỗi thêm động quyền. Những người trước kia theo Tuyên như Ngô Văn Sở, Lê Văn Hưng cũng không chịu nổi hành vi gian ác của Tuyên. Nhiều khi tỏ thái độ bất bình, Tuyên muốn trừ khử nhưng chưa có dịp. Nhân Lê Văn Hưng sau khi thắng trận ở Phú Yên, giao thành cho Nguyễn Quang Huy giữ, đem quân về Phú Xuyên. Tuyên bắt tội là không thỉnh mệnh trước, tỏ ý muốn làm phản. Tâu vua chém đầu răn chúng. Vua Cảnh Thịnh nghe lời, Ngô Văn Sở can nhưng không được. Quan phụ chánh Trần Văn Kỷ can thiệp, Tuyên nổi giận, giáng chức, đẩy ra coi trạm Hoàng Giang. Sau đó Tuyên lại sai Ngô Văn Sở ra Bắc Hà thay cho Võ Văn Dũng và gọi Dũng về Phú Xuân. Dũng về đến Hoàng Giang thì gặp Trần Văn Kỷ. Kỷ nói, Thái sư ngồi chùm cả nhân thần, cho ai sống được sống, bắt ai chết phải chết. Nếu không sớm trừ đi, e là bất lợi cho xã tắc. Ông nên lo liệu trước, kẻo ăn năn không kịp. Võ Văn Dũng vốn tin trọng Văn Kỳ liền nghe theo, về Phú Xuân không vào triều, lén cho mời Phạm Công Hưng và Nguyễn Văn Huấn đến bàn mưu giết Bùi Đắc Tuyên. Nhận thấy rõ lòng tàn nhẫn và tính phản phúc của Tuyên, Hưng và Huấn cùng lo ngại đến thân phận của mình, bèn hưởng ứng ngay lời Dũng. Đêm đến kéo quân vây dinh Thái Sư, chẳng ngờ đêm ấy Tuyên có việc ngủ trong cung, bọn Dũng vây luôn cả cung và đòi Cảnh Thịnh giao Tuyên. Không dừng được, nhà vua phải bắt Tuyên đem giao. Dũng hạ ngục Tuyên, rồi một mặt cho Nguyễn Văn Huấn vào Quy Nhơn bắt con Tuyên là Bùi Đắc Trụ, một mặt giả chiếu ra Bắc Hà bắt Ngô Văn Sở giải về Phú Xuân. Dũng phao cho Tuyên Sở Trụ mưu phản, đóng cũi nhốt đem dìm xuống sông Hương. Vua Cảnh Thịnh biết là oan, nhưng không sao ngăn cản được, đành gạt nước mắt khóc thầm. Trần Quang Diệu nghe tin, thất kinh, nói cùng các tướng. Chúa Thượng là người thiếu cương quyết để cho đại thần giết lẫn nhau, nếu ở trong không yên thì đánh ngoài thế nào được. Bèn ra lệnh rút quân. Đi đường núi đã lâu lại không tiện, Trần Quang Diệu phải mở đường biển theo gió nam mà đi cho nhanh,
Nguyễn Phúc Ánh không dám cản đường. Trần Quang Diệu đến Phú Xuân, đóng quân tại An Cựu, bên bờ phía nam sông Hương. Võ Văn Dũng cùng nội hầu Nguyễn Thế Tứ cũng đem quân bản bộ đóng ở phía bắc sông Hương, ỷ mệnh vua cự nhau với Trần Quang Diệu. Võ Đình Tú lấy tình quen thân cả đôi bên, xin vua Cảnh Thịnh cho phép đứng ra hòa giải. Nhờ vậy mà Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng nối lại tình xưa, đem binh vào thành, bệ kiến vua Cảnh Thịnh. Vua Cảnh Thịnh mới phong cho Trần Quang Diệu làm thái phó, Nguyễn Văn Huấn làm thái bảo, Võ Văn Dũng làm đại tư đồ, Nguyễn Văn Danh làm đại tư mã, gọi là tứ trụ đại thần, cùng chung nắm quyền về dân sự và quân sự. Nhưng rồi có người dèm cùng với Cảnh Thịnh rằng Diệu nắm uy quyền trọng quá, e có ý khác. Cảnh Thịnh bèn thu hết binh quyền, chỉ để Diệu giữ hư vị trong triều mà thôi. Diệu sinh nghi kỵ, thường cáo bệnh không đi chầu, và ngày đêm cắt kẻ thủ hạ 200 người mang vũ khí bên mình để phòng vệ. Cảnh Thịnh lại sợ Võ Đình Tú, Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng là bạn cố giao ở gần nhau bất lợi cho mình, bèn phong cho Tú chức binh bộ tham chi vào coi quân ở Quy Nhơn và Phú Yên. Kế đó Phạm Công Hưng bị bệnh mất, Nguyễn Thế Tử bị thất sủng, lén đem gia quyến đi khỏi Phú Xuân. Nguyễn Văn Huấn đang trấn thủ Quy Nhơn bị Cảnh Thịnh triệu về kinh, Tư Đồ Nghĩa được cử vào thay Huấn làm trấn thủ và lại bộ thị lang Kính làm hiệp trấn giúp Nghĩa. Huấn về đến Phú Xuân, thượng thư Hồ Công Diệu mới tâu cùng Cảnh Thịnh rằng Huấn ở Quy Nhơn mưu kết thông cùng giặc, bị gọi về kinh tỏ ý bất bình. Cảnh Thịnh nghe lời, đợi lúc Huấn vào chầu ra lệnh bắt giết. Nguyễn Văn Bảo nổi dậy đánh thành Quy Nhơn, nhưng mà quân lực quá yếu nên liền bị đánh tan. Bảo bị bắt nhận chìm xuống sông đến chết. Nghe tin dữ, bà họ Trần ở Kiên Mỹ liền đem hai con là Văn Đức, Văn Lương và cháu nội con Nguyễn Bảo là Văn Đầu chạy lên An Khê nương tựa cùng cô hầu ở Mộ Điều. Tướng của Cảnh Thịnh biết rõ, nhưng sợ tên tẩm thuốc của người thượng nên không dám đuổi theo. Viên thái phó Lê Văn Ứng tâu cùng Cảnh Thịnh rằng nội biến của tiểu triều là do Lê Trung là người Quy Nhơn, chưa có phò vua Thái Đức. Cảnh Thịnh nghe lời, triệu Lê Trung vào triều, thét đao phủ quân bắt giết. Con của Lê Trung là Lê Chất đang làm thủy quân đô đốc, trấn giữ cửa thị Nại, nghe tin nổi giận, chạy vào gia định quy hàng Nguyễn Phúc Ánh quyết trả thù. Lê Chất nói cho Nguyễn Phúc Ánh biết hết tất cả những cơ quan bí mật và những yếu điểm ở thị Nại. Dưới triều Thái Đức Quang Trung thì vua tôi tin cậy nhau, bạn bè yêu kính nhau, từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều lấy nghĩa mà đối đãi nhau. Quan văn cũng như tướng võ, ai nấy đều lo tròn nghĩa vụ, quyền không ham, lợi không ham. Nhờ vậy mà nước được mạnh, dân được yên. Sang đến triều Cảnh Thịnh thì vua tôi nghi kỵ nhau, đình thần hãm hại nhau. Ai nấy đều lo quyền lợi riêng của mình, không nghĩ đến quyền lợi chung của dân của nước, khiến cho thế nước ngày càng đảo khuynh, lòng người ngày càng ly tán. Do đó mà Nguyễn Phúc Ánh không tốn bao nhiêu công phu mà lập nên sự nghiệp lớn trong một thời gian ngắn. Năm Ất Mão 1795, sau khi quân Trần Quang Diệu rút về Phú Xuân, thì Nguyễn Phúc Ánh cũng rút quân về Gia Định lo tích trữ thêm lương thực, chiêu mộ thêm binh sĩ, quyết chí diệt nhà Tây Sơn. Tháng 3 năm Đinh Tị 1797, mùa gió Nam bắt đầu, Nguyễn Phúc Ánh để Tôn Thất Hội ở lại giữ Gia Định, cùng Hoàng Tử Cảnh đem binh thuyền ra đánh Quy Nhơn. Bị thủy quân Quy Nhơn đánh lui, Nguyễn Phúc Ánh theo chiều gió ra đánh Quảng Nam. Trấn thủ Quảng Nam là Phạm Văn Thọ, người Bồng Sơn, đi coi việc lương ở ngoài, thành bị vây đánh. Người vợ là Lâm Thị Bạch, người An Nhơn, đóng cửa thành cố thủ. Địch đánh hăng quá, phu nhân liệu không giữ lâu nổi, bèn cắt tay lấy máu viết thư, xin cứu viện với tổng binh trấn Quảng Nghĩa là Nguyễn Văn Lộc. Binh Quảng Nghĩa ra cứu, quyền Nguyễn Phúc Ánh phải lui. Phạm Văn Thọ trở về thành, Nguyễn Văn Lộc trở về giữ Quảng Nghĩa. Nguyễn Phúc Ánh đánh Quảng Nam ngót 2 tháng, quân lương hết phải rút trở về Gia Định. Nguyễn Phúc Ánh về Gia Định, một mặt sai Nguyễn Văn Thụy sang Xiêm La xin vua Xiêm đem quân theo đường Vạn Tường sang đánh lấy Thuận Hóa hoặc Nghệ An. Một mặt sai Ngô Nhân Tịnh sang xứ Nhà An để cầu phong làm quốc vương thay Nguyễn Quang Toản. Tháng 3 năm Kỷ Mùi 1799, Nguyễn Phúc Ánh cử đại binh ra đánh Quy Nhơn. Quy Nhơn trước kia thì quan văn cũng như võ tướng phần nhiều là người địa phương, tình nghĩa giữa quân và dân rất là mặn, nồng, khăng khít. Từ ngày cháu cướp quyền bác, đưa người Quy Nhơn đi phục vụ nơi khác và đưa người nơi khác vào cai trị người Quy Nhơn thì quân và dân trở thành giàu và nước. Kẻ có quyền không có đức lại gặp được hôn quân, liền hùa gió bẻ măng. Nhân dân phải chịu nhiều nỗi cay đắng nhưng mong có cuộc thay đổi. Do đó địa phương có câu: lạy trời cho chóng gió nồm, cho thuyền chúa Nguyễn thuận buồm thẳng ra. Vì vậy khi Nguyễn Phúc Ánh ra Quy Nhơn thì nhân dân ngấm ngầm ủng hộ.
Nguyễn Phúc Ánh vào cửa thị nại tháng 4 năm Kỷ Mùi, sai Võ Tánh và Nguyễn Huỳnh Đức đem quân lên bộ đóng ở Hàm Long thuộc Tuy Phước và Tống Viết Phước ra đóng ở Cung Quang thuộc Bồng Sơn. Hàm Long là một độc sơn không cao không lớn, nằm trong địa phận thôn Thuận Nghi, hình giống như đầu rồng, miệng há rộng. Con sông Hà Thanh chạy từ Nam ra Bắc, qua khỏi núi thì quành xuống Đông để ra đầm thị nại, tạo thành cánh tay ôm lấy chân núi ở mặt Bắc và mặt Tây. Núi còn có một tên nữa là Cần Úc Sơn, núi tuy thấp bé nhưng mà có thể dụ minh. Cung Quang ở phía đông bắc Bồng Sơn, mặt bắc của núi thuộc về Đức Phổ, Quảng Ngãi. Thế núi chập trùng, cây cỏ sầm uất, dính liền với núi Sa Lung ở phía tây và núi Thạch Tân ở phía đông. Ba ngọn núi này hợp nhau thành một bức tường thành thiên nhiên che chở cho thành Quy Nhơn ở mặt bắc. Những nơi hiểm yếu này cũng như các nơi khác trong vùng đất Quy Nhơn đều do Lê Chất và một số người chán ghét cảnh thịnh chỉ dẫn cho Nguyễn Phúc Ánh. Chiếm cứ Hàm Long và Cung Quang rồi, Võ Tánh và Tống Viết Phước lo việc bố phòng, Tống lo chặn binh cứu viện ở Phú Xuân, Võ chờ thủy binh của Nguyễn Phúc Ánh kéo đánh mặt trước thành Quy Nhơn rồi sẽ kéo quân đi đánh Bọc Hậu. Võ Đình Tú đi kinh lý Phú Yên được tin quân Nguyễn Phúc Ánh đổ bộ Quy Nhơn, vội kéo quân về, đi thẳng lên Cần Úc đánh quân Võ Tánh. Hai bên kịch chiến suốt hai ngày đêm, Võ Tánh trá bại, Nguyễn Huỳnh Đức phục binh trên núi với cung tên và súng đạn, Võ Đình Tú bị mắc mưu giục quân đuổi theo. Tên ở trên núi bắn xuống như mưa, chen vào những tiếng súng nổ. Quân Tây Sơn, lớp bị trúng tên, lớp bỏ chạy. Đình Tú tả sung hữu đột, cây thiết côn gạt phăng bao nhiêu mũi tên bắn vun vút vào người và ngựa. Nhưng mà không thể tránh khỏi đạn đồng. Bị thương nặng, máu chảy dầm mình, đuối sức ngã gục trên lưng ngựa. Ngựa hí một tiếng dài, nhảy ra khỏi trận tuyến, chạy một mạch về Phú Phong. Đến nhà thì ngựa ngã lăn ra chết, Võ Đình Tú cũng đã lạnh hết chân tay. Đó là vào cuối tháng 4 năm Kỷ Mùi 1799. Đầu tháng 5, Nguyễn Phúc Ánh kéo quân lên vây thành Quy Nhơn. Trấn thủ Quy Nhơn lúc bấy giờ là Lê Văn Thanh đem quân ra chống cự. Ở Hàm Long thì Võ Tánh và Nguyễn Huỳnh Đức kéo binh đánh đồn Chấp Xá ở Quán Chẹt. Tướng giữ đồn là Trương Tấn Túy chống cự không nổi, bỏ đồn chạy về Quy Nhơn. Quân nhà Nguyễn kéo đánh tiếp đồn Tháp Thi Thiện và tục gọi là Tháp Bánh Ít. Tướng giữ đồn là Lê Văn Thiệt bị trúng đạn chết trên bành voi, quân sĩ đều tan rã. Quân Võ Tánh thừa thắng kéo ra Ngạc Đầm, tục gọi là Bào Xấu, ở thôn Thiết Trụ thuộc An Nhơn. Bào Xấu không rộng lắm nhưng mà rất sâu, nắng mấy cũng không cạn. Phía tây là thôn Đại Bình, phía đông là thôn Thiết Tràng. Bốn mùa người ở phía tây, phía đông qua lại với nhau phải đi đò. Bên mé bầu phía đông có một dãy núi đất chạy dài ra phía bắc, tiếp nối với những gò đống giống hình rồng uốn khúc gọi là Kim Đồng. Trên núi có bảy đồn lính đóng để canh giữ mặt sau thành Quy Nhơn. Bảy đồn này có thế núi và nước lại rất kiên cố. Quân Võ Tánh trào lên lớp nào thì bị quân trên đồn bắn chết lớp nấy, không sao tiến nổi, đành phải đóng lại dưới chân núi phía tây bào. Nguyễn Phúc Ánh hạ thành mấy ngày liền nhưng không hạ nổi. Lê Văn Thành chống cự đã đuối sức, phải đóng cửa thành cố thủ để đợi quân cứu viện Phú Xuân. Nguyễn Phúc Ánh bao vây thành và truyền Võ Tánh giữ vững mặt phía tây, Tống Viết Phước giữ vững mặt phía bắc đề phòng quân Phú Xuyên. Quân Phú Xuyên do Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng chỉ huy kéo vào đến Quảng Ngãi thì bị binh Tống Viết Phước chặn lại, phải dừng lại ở Thạch Tân. Thừa lúc trời tối, Võ Văn Dũng lén đem quân theo đường Trung Xá mưu đánh úp quân Tống Viết Phước. Chẳng ngờ khắp nơi đều có quân đóng giữ và canh phòng cẩn mật, quân Võ Văn Dũng bị thua to, may nhờ Trần Quang Diệu ứng cứu kịp, Võ Văn Dũng mới thoát nạn. Nhưng mà quân Trần Quang Diệu không sao đánh nổi quân Tống Viết Phước nên không cứu được thành Quy Nhơn. Lê Văn Thạnh đợi không thấy viện binh mà trong thành lương thực lại hết, bất đắc dĩ phải mở thành cùng Thượng thư Nguyễn Văn Pháp, Thiếu úy Trương Tấn Túy ra hàng. Nguyễn Phúc Ánh vào thành Quy Nhơn, chém chết tướng tá Tây Sơn và đổi tên thành Bình Định. Nguyễn Quang Huy ở Phú Yên nghe tin Quy Nhơn thất thủ, kinh hãi nói: Quy Nhơn mất rồi, nếu ở Diên Khánh đánh ra ở ngoài, đánh vào thì Phú Yên lưỡng đầu thọ địch, không tài nào chống nổi. Bèn bỏ Phú Yên ra quân cứu Quy Nhơn. Nguyễn Quang Huy đánh rất hăng, một ngày đánh bại 25 viên tướng của Nguyễn Phúc Ánh. Nguyễn Phúc Ánh lấy làm lạ, lên thành đứng xem. Nguyễn Quang Huy trông thấy, bèn dùng cung thiết thai bắn trúng cánh tay trái. Nguyễn Phúc Ánh ngã nhào bất tỉnh, quân sĩ đưa vào dinh cứu chữa. Tỉnh dậy, sai rút hết quân vào thành tạm nghỉ. Quang Huy đóng quân trước thành. Nguyễn Văn Thành ở Diên Khánh được tin Phú Yên bỏ trống, liền đem quân ra chiếm đóng rồi sẵn đường kéo thẳng ra. Quân Nguyễn Văn Thành và quân Nguyễn Quang Huy giao chiến. Nguyễn Phúc Ánh sai Nguyễn Huỳnh Đức mở cửa thành kéo quân ra tiếp ứng. Quân Quang Huy bị đánh hai mặt,
hết sức chống đỡ, nhưng mà quân nhà Nguyễn quá đông, giết lớp này, lớp khác tràn tới. Sức đuối dần, quân Quang Huy bị tan rã. Quang Huy một người một ngựa chạy vào núi Dương An. Núi Dương An cũng gọi là Phước An, nằm phía nam thành Quy Nhơn ở trong vùng Vân Canh. Hình dáng kỳ đặc kiêu hùng, chu vi hơn trăm dặm, đỉnh cao chất ngất, lúc nào cũng có mây vần vũ. Cây cối rậm rạp, phần nhiều là danh mộc sống lâu ở trên trăm năm và lớn từ một ôm trở lên. Sườn núi dốc và đá xanh chập chồng. Dù leo núi giỏi đến đâu cũng khó leo thấu đỉnh. Ở xung quanh, Dương An có nhiều núi cao nối liền nhau thành dãy Nam Sơn chạy dài từ dãy Tây Sơn vùng An Khê xuống đến biển Thị Nại, địa thế rất hùng hiểm. Nguyễn Quang Huy vào Diên An chiêu mộ hào kiệt chờ dịp phục thù. Còn Nguyễn Phúc Ánh bị vết tên quá nặng phải đem tướng sĩ trở vào gia định, giao thành Quy Nhơn vừa đổi tên Bình Định cho Võ Tánh và Ngô Tùng Châu trấn thủ, Tống Viết Phước vẫn canh giữ cung quăng để phòng ngự mặt Bắc. Được tin Quy Nhơn thất thủ, Cảnh Thịnh định thân chinh, nhưng mà gặp Tang Ngọc Hân công chúa nên tạm hoãn, chuyển Nguyễn Văn Giáp vào giữ sông Trà Khúc ở Quảng Nghĩa và gọi Trần Quang Diệu cùng Võ Văn Dũng ra giữ Quảng Nam, Kỷ Mùi 1799. Ngọc Hân công chúa vào Phú Xuân năm Bính Ngọ và được phong Bắc Cung Hoàng hậu năm Kỷ Dậu năm Nhâm Tý. Vua Quang Trung băng hà, Hoàng hậu có một bài văn tế và một bài văn, lời tha thiết não nùng. Hoàng hậu sống cùng vua Quang Trung được 7 năm, sinh hạ được 2 con, 1 trai, 1 gái. Tang lễ cử hành rất long trọng, người người đều tỏ lòng thương tiếc. Đương lúc trong triều ngoài nước, biến cố xảy ra dồn dập mà đình thần cứ lo khuynh loát lẫn nhau. Vua thì không nghĩ đến nỗi mất còn của quốc gia, cứ lo ăn chơi và nghe lời nịnh hót sát hại công thần, khiến cho mối nước ngày càng thêm rối rắm, lòng người ngày càng thêm ly tán. Bọn Trần Viết Kiết, Hồ Công Diệu, Trần Văn Kỳ vốn ghét Trần Quang Diệu, nhân thành Quy Nhơn thất thủ, bắt tội Diệu là đồn binh không chịu tiếp ứng. Mới tâu cùng Cảnh Thịnh xin sai người đưa mật thư vào Quảng Nam báo Võ Văn Dũng bắt Diệu giết đi. Dũng được thư, tự nghĩ tội là tội của mình. Trần huynh đã có lòng tốt không cáo giác, sao mình lại nỡ hại ân nhân? Thà đắc tội cùng vua còn hơn phạm tội vong ân bội nghĩa. Bèn đưa thư cho Diệu xem, Diệu nổi giận. Chúng ta đem hết lòng ra sức phò vua, vua đã không nghĩ đến công lao thì chớ, còn nghe lời xiểm định hết phe này đến phe khác sẵn tay giết chết chúng ta. Tình thế không thể để kéo dài mãi, tôn huynh hãy ở lại đây ngừa giặc để tôi về kinh. Trần Quang Diệu về đóng binh tại bờ nam sông Hương, Cảnh Thịnh cho ra vời, Diệu không phụng mệnh. Nhà vua sợ hãi phải nhờ đến nữ tướng Bùi Thị Xuân. Nữ tướng Bùi Thị Xuân là chị em thúc ba ruột với Bùi Thái Hậu, võ nghệ đã tuyệt luân, lại còn trùng chồng là Trần Quang Diệu góp một phần lớn trong việc dựng nghiệp cho nhà Tây Sơn. Nhưng mà vì là phận nữ lưu không được tham dự quốc sự, trải ba triều Thái Đức Quang Trung Cảnh Thịnh, bà chỉ lo việc bảo vệ hoàng thành và đội cung với 5.000 nữ binh và 200 thớt voi do bà tập luyện. Thỉnh thoảng bà theo chồng ra trận như trận đánh Ai Lao năm Quang Trung thứ 2, 1785. Năm ấy vì quốc vương Ai Lao không nạp cống lễ, vua Quang Trung sai Trần Quang Diệu đem một vạn quân đi vấn tội, bà Lãnh đi tiên phong. Đến Vạn Tượng, chỉ sắp chiến một trận là hạ ngay được thành. Chiến thắng này vang dội tới gia định. Nguyễn Phúc Ánh rất sợ uy vợ chồng bà, vua Quang Trung băng hà, bà thọ mệnh phò tá ấu chúa. Nhưng Cảnh Thịnh bị bọn gian thần do Bùi Đắc Tuyên cấu kết làm bức tường thành giữa bà và nhà vua. Mãi đến lúc có việc, Cảnh Thịnh mới nhớ đến bà. Bùi nữ tướng đến gặp chồng, vợ chồng bàn với nhau là mối họa trong triều chỉ do bọn gian thần gây nên, tận diệt bọn ấy thì mối giềng lập lại không đến nỗi khó. Trần Quang Diệu xin vua bắt bọn gian thần trị tội. Trần Văn Kỷ đổ tội cho Trần Viết Kiết và Hồ Công Diệu rồi trốn mất. Nhà vua sai bắt Công Diệu và Kiết đem nộp cho Trần Quang Diệu. Trần Quang Diệu vào triều làm lễ cần rồi lãnh đại binh trở vào Nam. Tháng Giêng năm Canh Thân 1800, Trần Quang Diệu và Quảng Nam hợp cùng Võ Văn Dũng để vào thành Quy Nhơn. Nhưng tới Bình Đê cũng bị quân Tống Viết Phước cản lại. Diệu bèn sai người ra Trà Khúc lấy quân của Nguyễn Văn Giáp và hợp sức với trấn thủ Quảng Nghĩa là Nguyễn Văn Lộc tìm mưu phá đường vào Quy Nhơn. Nguyễn Văn Lộc biết rõ địa thế nơi ranh giới Quảng Nghĩa Quy Nhơn, đề nghị chia quân là ba đạo, một đạo đi ngõ đèo Bến Đá, một đạo theo đường hẻm phía tây núi Sa Lung, một đạo theo núi tắt xuyên qua núi Cung Quăng. Ba đạo đồng một lượt nổ trống chiêng và la ó, làm cho địch khiếp sợ, hoang mang không biết ngả nào mà chống đỡ. Rồi ba mặt sắp lại đánh địch thì tất phải thua. Trần Quang Diệu y kế qua khỏi đèo Bến Đá thẳng vào Quy Nhơn. Võ Tánh đem quân ra đánh, nhưng mà đánh không lại, kéo quân vào thành cố thủ. Trần Quang Diệu một mặt cho bao vây công kích, một mặt phân công cho Võ Văn Dũng cầm thủy binh giữ cửa biển Thị Nại. Quân nhà Nguyễn
đã có tên lại có đạn ở trên thành bắn xuống, quân Tây Sơn không thể đến gần chân lũy. Trần Quang Diệu cho đắp tường lũy chung quanh thành vây khốn, còn Võ Văn Dũng thì đem chiến thuyền Định Quốc và trăm dư chiến thuyền nhỏ ra đóng dặn ngang cửa biển, hai pháo đài ở Gành Ráng và Phương Mai bấy lâu bỏ hoang, được dùng sửa sang lại và đặt súng Đại Bác để canh phòng. Nguyễn Phúc Ánh nghe tin Quy Nhơn bị khốn, tháng 3 năm Canh Thân cử đại binh ra cứu viện. Trương Văn Thành cùng với Lê Chất, Nguyễn Đình Bắc, Trương Tấn Bửu đem bộ binh ra đánh Phú Yên, rồi kéo đóng ở núi Thị Giã đợi thủy binh. Thủy binh do Nguyễn Phúc Ánh chỉ huy kéo ra đóng ở Cù Lao Xanh ngoài cửa thị nại. Thủy binh cũng như bộ binh đều bị quân Tây Sơn ngăn cản không liên lạc được với nhau, mà cũng không tiến được, đành phải án binh bất động. Võ Tánh đóng chặt cửa thành chờ viện binh, Trần Quang Diệu cũng vây chặt chờ trong thành hết lương thực. Lúc bây giờ, điều quân thượng đạo là Lưu Phúc Tường liên kết với người Vạn Tượng, Trấn Ninh, công nhiễu các trấn Thanh Hóa, Nghệ An, các thổ dân đều giấy binh sách ứng. Tín đồ Thiên Chúa giáo do các nhà truyền giáo Pháp cổ động cũng nổi lên đánh phá lung tung. Tháng 4 năm ấy, ngày 13, lúc giờ thìn, bỗng hiện ra ba mặt trời giữa không trà sát lẫn nhau. Qua giờ thân ngày sau, biến đi một mặt, còn hai mặt cũng cứ trà sát với nhau cho đến tối, nước sông hồ cạn dần. Đến tháng 10, núi Lôi Sơn bỗng lở, suốt năm không một giọt mưa, mùa mất, dân đói, dân tình cực kỳ khốn khổ. Liệu không cứu được Quy Nhơn, Nguyễn Phúc Ánh cho rút quân thủy bộ vào Gia Định vào tháng 11 năm Canh Thân để củng cố lực lượng, rồi tháng giêng năm sau, tức năm Tân Dậu 1801, trở ra đánh mạnh. Theo kế hoạch của Lê Chất, Nguyễn Phúc Ánh chia quân đánh Gọng Kìm. Nguyễn Văn Thành, Tống Viết Phước, Trương Tấn Bửu đem bộ binh từ Phú Yên theo đường núi Dương An, An Tượng đánh ra. Nguyễn Văn Trương, Tống Phúc Lương đem thuyền nhỏ vượt phía bắc thị nại vào cửa cách thử, lẻn vào đầm thị nại dùng hỏa công, đốt thủy trại Tây Sơn. Lê Văn Duyệt, Võ Di Nguy ở ngoài cửa thị nại khi thấy lửa cháy thì kéo chiến thuyền đánh ụp vào. Bộ binh của Nguyễn Phúc Ánh kéo vào trước, đến Dương An bị quân của Nguyễn Quang Huy chặn đánh. Nguyễn Văn Thành và Tống Viết Phước cầm cự cùng quân Nguyễn Quang Huy, Trương Tấn Bửu kéo lên ngã An Tượng. Ở đây, Nguyễn Quang Huy đã bố trí sẵn mấy đội binh người thượng. Quân Trương Tấn Bửu bị người thượng núp ở trong bụi rậm bắn ra. Lớp bị chết, lớp chạy toán loạn, Bửu phải trở lui. Nguyễn Văn Thành và Tống Viết Phước cũng không sao qua nổi Dương An, phải cùng Trương Tấn Bửu rút vào Phú Yên đóng giữ. Ở thị nại, Võ Văn Dũng canh phòng nghiêm ngặt, súng Đại Bác đã sẵn sàng tiêu diệt địch. Nhưng đang đêm, thình lình thấy thủy trại cháy, vội cho quân đi chữa lửa. Võ Di Nguy trông thấy ánh lửa, bèn hô quân tiến vào. Súng chỉ trên hai pháo đài bắn xuống đánh chìm hết đoàn thuyền tiên phong, Võ Di Nguy bị trúng đạn chết. Lê Văn Duyệt đốc binh tiếp theo liều chết vượt khỏi tầm súng. Lê Văn Duyệt dùng hỏa công, lửa cháy dần dần và gió tạt vào thuyền Tây Sơn, gió thổi càng mạnh, lửa cất càng cao, ánh sáng rực cả mặt biển, ngất cả nghìn dặm mây và tiếng súng nổ, tiếng quân la hét rầm trời dậy đất. Quân nhà Nguyễn thì bị chết vô số, nhưng mà thuyền Tây Sơn bị đốt không còn một chiếc. Võ Văn Dũng đại bại, kéo tàn quân lên hiệp đồng cùng với Trần Quang Diệu giữ những nơi hiểm yếu khác, lấy được thị nại nhưng không sao cứu nổi thành Quy Nhơn. Nguyễn Phúc Ánh đóng giữ thị nại, sai Nguyễn Văn Trương đem thủy quân ra đánh Quảng Nam và Quảng Nghĩa. Lúc bây giờ, Lê Sĩ Hoàng đã vào thế cho Nguyễn Văn Lộc để Lộc vào Quy Nhơn tăng cường cho Trần Quang Diệu. Còn Quảng Nam thì do Phạm Cần Chánh trấn thủ. Binh của Nguyễn Văn Trương bị quân của Phạm Cần Chánh và Lê Sĩ Hoàng đánh bại, phải bỏ hết chiến thuyền, chạy bộ trốn vào Quy Nhơn. Ở Quy Nhơn, Nguyễn Phúc Ánh vẫn không giải cứu Võ Tánh được, bèn để cho Nguyễn Văn Thành giữ cửa thị nại, Nguyễn Huỳnh Đức đồn tại đèo Cù Mông để chống cùng Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng. Còn mình thì kéo đại quân ra đánh Phú Xuân, do biết rằng lực lượng của Tây Sơn phần lớn dồn ở Quy Nhơn, thế công thủ ở Phú Xuân đều yếu ớt. Nguyễn Phúc Ánh đi rồi, Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Huỳnh Đức họp sức nhau đánh Trần Quang Diệu, dưới thị nại đánh lên, trong Cù Mông đánh ra. Nhưng mặt núi có Nguyễn Quang Huy, mặt bể có Võ Văn Dũng, quân nhà Nguyễn bị đánh bật ra khỏi đất Quy Nhơn. Trần Quang Diệu đốc quân đánh thành thêm kịch liệt. Quân mệt mỏi, tên đạn cạn, lương thực cạn, Võ Tánh liệu không trì thủ được nữa. Bèn viết thư ra cho Trần Quang Diệu yêu cầu lúc vào thành đừng sát hại quân dân vô tội. Đoạn mời Ngô Tùng Châu đến nói, thành thế nào cũng mất, tôi là tướng võ phải chết theo thành, nhưng không muốn cho địch thấy mặt, còn ngài là quan văn, xin hãy cố mà bảo trọng. Ngô Tùng Châu đáp, võ có trung can, lẽ nào văn không có nghĩa khí, tôi xin phép đi trước ngài, đoạn về dinh uống thuốc độc. Võ Tánh sai chất củi khô nơi lầu bắt giác và giải súng. Xung quanh lầu, nghe tin võ công sắp tuẫn tiết, người ái thiếp và người lão bộc cũng xin được chết theo. Công không cho, hai người đợi công lên lầu rồi, lấy dây tự trói mình vào cột lầu chung với củi. Công thay áo mão, ung dung bước lên lầu hướng về bắc lại năm lạy rồi truyền châm hỏa. Không ai nỡ ra tay,
Công đòi hút thuốc, một điếu thuốc ngon dâng lên. Các ông hít lên một hơi dài rồi quăng điếu thuốc vào nơi có thuốc súng. Lửa bốc cháy không mấy chốc cả trong lẫn ngoài. Lầu Bát Giác hóa thành một lối khối lửa cháy hừng hực, tiếng khóc vang thành. Quản binh Nguyễn Thận hay tin hối hả chạy về, cảm kích, nhảy vào lửa theo chủ tướng. Rồi cửa thành mở, quân Trần Quang Diệu đội ngũ chỉnh tề lặng lẽ kéo vào. Tướng sĩ trong thành bỏ khí giới, đội nào đứng theo đội nấy, không sợ hãi cũng không vênh vang. Trần Quang Diệu ban lời khuyên dụ, rồi cho thu hải cốt hai vị trung thần của nhà Nguyễn chôn cất theo lễ. Viên Quảng Binh, người Lão Bộc và người ái thiếp của Võ Công cũng được an táng ở trong thành, bên cạnh mồ Ngô Tùng Châu và Võ Tánh. Quang cảnh thành Quy Nhơn lúc bấy giờ vừa bi vừa hùng, đó là ngày 27 tháng 5 năm Tân Dậu 1801. Trước khi thành Quy Nhơn bị Trần Quang Diệu hạ, thì thành Phú Xuân đã bị Nguyễn Phúc Ánh hạ rồi. Nguyễn Phúc Ánh kéo thủy quân ra đến Phú Xuân vào cuối tháng 4 năm Tân Dậu. Quân nhà Nguyễn vào cửa Tư Dung, tướng Tây Sơn là phò mã Nguyễn Văn Trị đem quân ra lập đồn tại Quy Nhơn để chống cự. Tiền quân nhà Nguyễn tiến không được, Lê Văn Duyệt và Lê Chất đem quân đánh tập hậu, lưỡng đầu thọ địch. Văn Trị không chống nổi, bỏ đồn thoát thân. Thủy sư nhà Nguyễn vào cửa Thuận An rồi kéo lên thành đánh Huế. Vua Cảnh Thịnh phải tự mình kéo quân ra cự địch, tướng tài không có ai. Nữ tướng Bùi Thị Xuân phải đem nữ binh và tượng binh theo hộ giá. Hai bên đánh nhau từ sáng đến trưa thì quân Tây Sơn tan rã. Bùi nữ tướng vừa chỉ huy nữ binh, vừa điều khiển tượng binh, khi thủ khi công, tả xung hữu đột, rồi bảo vệ vua Cảnh Thịnh mới được an toàn. Nhưng rồi liệu thế không trì thủ được nữa, nữ tướng bèn phò vua chạy vào thành. Trong thành thì các đình thần, võ cũng như văn đều bỏ trốn hết, không trì hoãn được. Nữ tướng liền thúc quân mở cửa hậu, phò vua Thái Hậu và cung quyến chạy ra bắc. Nguyễn Phúc Ánh sai Lê Chất đem kỵ binh đuổi theo. Nữ tướng truyền nữ binh phò ngự giá đi trước, còn mình thì quay trở lại điều khiển tượng binh để chặn quân nhà Nguyễn. Bầy voi lúc trước ở thành Phú Xuân, vì lo bảo vệ vua nên chỉ giữ thế thủ, lúc này mới được dịp chiến đấu nên ra uy. Cả bầy thét lên một tiếng rồi xông vào đoàn ngựa đang chạy tới, ngựa thất kinh, lồng lên và hí vang trời, bỏ chạy toán loạn. Quân Nguyễn không đợi đánh đã tan, Lê Chất vội quay ngựa chạy về Phú Xuân, Bùi nữ tướng cũng thu voi chạy theo ngự giá. Nguyễn Phúc Ánh vào thành Phú Xuân treo bảng triệu an. Đất Thuận Hóa từ đây, ngày 3 tháng 5 năm Tân Dậu, vào tay Nguyễn Phúc Ánh. Nguyễn Phúc Ánh bèn sai Lê Văn Duyệt và Lê Chất đem quân vào cứu Quy Nhơn, sai Nguyễn Văn Trương ra đóng ở Linh Giang, Phạm Văn Nhân xuống giữ Thuận An, Lưu Phúc Tượng đi đường lên Vạn Tượng mua chuộc vua Ai Lao và các bộ lạc ở dọc theo biên giới Việt Lào. Lê Văn Duyệt kéo bộ binh qua đèo Hải Vân vào Quảng Nam. Lê Chất đem thủy binh vào sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi. Phạm Cần Chánh chấn thủ Quảng Nam để cho quân Lê Văn Duyệt kéo thẳng vào Quảng Ngãi, gặp quân Lê Chất rồi cùng Lê Sĩ Hoàng chấn thủ Quảng Ngãi đánh hai đầu quân Nguyễn đông đến 30.000. Nhưng không chống cự nổi sức mạnh của Phạm Lê Chất phải kéo quân ra biển. Lê Văn Duyệt chạy vào Mộ Đức. Ở Mộ Đức, Lê Văn Duyệt lại bị Lê Sĩ Hoàng đánh cho một trận nữa, phải chạy lên núi Thạch Bích, tức là đá vách. Thạch Bích nằm ở phía tây nam phủ lỵ Quảng Ngãi thuộc Nghĩa Hành. Ở trên cao, trên nghìn thước, đó là ngọn núi cao nhất Quảng Nghĩa, khí núi không hùng nhưng mà rất là hiểm. Vách đá dựng ngược, đường đi khúc khuỷu treo leo. Trên núi có người thượng tục gọi là Mọi Đá Vách, thường nổi dậy chống chính quyền địa phương. Lê Văn Duyệt vốn người Quảng Ngãi, biết rõ địa thế và tính tình người Đá Vách nên có thể lên đó đồn trú lâu dài. Còn Lê Chất chạy ra biển, đóng quân tại Cổ Lũy. Cổ Lũy là một cô thôn nằm trên cửa sông Trà Khúc. Ở nơi đây xưa kia, người Chiêm Thành đóng đồn ngăn giặc. Đó là một vùng cát trắng mênh mông. Phía trước mặt là nơi giao thủy của sông Trà và sông Vệ. Bên kia sông là thôn Phú Thọ và phía đông là cửa đại mênh mông. Cũng như Lê Văn Duyệt, Lê Chất đóng binh chờ dịp vào Quy Nhơn. Nhờ Bùi nữ tướng hộ giá thì vua Cảnh Thịnh cùng cung quyến ra khỏi Linh Giang ngày 5 tháng 5 năm Tân Dậu, đến Thanh Hóa phi báo cho Nguyễn Quang Thùy vào rước. Tới Bắc Thành Cảnh Thịnh, ngự nơi vua Lê, lúc bấy giờ mưa tuôn cả tuần, trong thành nước ngập lênh láng, nước giật rồi lại bị địa chấn. Đất trước Hoàng Cung bị sụt hàng mẫu, sâu đến 3-4 thước. Ở Nghệ An, lầu Tam Tàng nơi Phụng Hoàng Thành khi không mà ngã, thiên hạ đều cho là điều bất thường. Vào hạ tuần tháng 5 năm Tân Dậu, nhà vua đổi niên hiệu là Bửu Hưng, xuống chiếu nhận lỗi cùng nhân dân và vỗ về tướng sĩ các trận. Lại cử thi trung đại học sĩ Ngô Thì Nhậm làm binh bộ thượng thư, hiệp biện đại học sĩ Nguyễn Thế Lịch làm lại bộ thượng thư, thị trung ngự sử Phan Hữu Ích là lễ bộ thượng thư, các quan văn võ khác, tất cả đều được thăng thưởng. Nhà vua còn sai đắp đền Phương Trạch tại Tây Hồ, lấy ngày Hạ Chí và Đông Chí làm ngày lễ trời đất, cho mở khoa thi để tuyển nhân tài. Đến tháng 8, nhà vua truyền hịch đi các trấn để lấy thêm quân, rồi sai Nguyễn Quang Thùy đem quân vào trấn Nghệ An. Qua tháng 10,
nhà vua giao Bắc Thành cho hai em là Nguyễn Quang Thiệu, Nguyễn Quang Khanh, rồi tự mình đem quân bốn trấn xứ Bắc và quân Thanh Hóa, Nghệ An non 3 vạn người kéo quân đến Linh Giang. Nữ tướng Bùi Thị Xuân đem 5.000 thủ hạ theo hộ giá. Tướng nhà Nguyễn là Nguyễn Văn Chương và Tống Phất Lương. Đặng Trần Thường thấy binh thế của Tây Sơn quá mạnh, bỏ Linh Giang rút về Đồng Hới. Nguyễn Phúc Ánh được tin liền thân chinh đem đại binh ra tiếp ứng, đóng đại binh tại Đồng Hới. Sai Phạm Văn Nhân và Đặng Trần Thường đem quân giữ mặt bộ, sai Nguyễn Văn Chương ra giữ mặt bề. Tháng Giêng năm Nhâm Tuất 1802, vua Bửu Hưng sai Nguyễn Quang Thùy và tổng quân Siêu tiến quân lên đánh Trấn Ninh. Đô đốc Nguyễn Văn Kiên và Tư Lệ Tiết thì đánh lũy Đâu Mâu. Thiếu úy Đặng Văn Tất và đô đốc Lực thì đem 100 thuyền chiến chặn ngang cửa Nhật Lệ. Trấn Ninh, Đâu Mâu, Nhật Lệ đều thuộc Quảng Bình. Đó là 3 căn cứ quân sự rất trọng yếu ở địa đầu Trấn Thuận Hóa. Ở Trấn Ninh, địa phận ở xã Phú Ninh, huyện Phong Lộc, năm Nhâm Dần 1662, Nguyễn Hữu Giật, bề tôi nhà Nguyễn đắp lũy Trấn Ninh để ngăn giặc Biệt, lại đắp lũy Sa Phụ để nương tự nhau. Họ Trịnh đem quân vào đánh Thuận Hóa, đánh mấy tháng không qua khỏi lũy này, phải rút quân trở về Bắc. Phá Nhật Lệ ở đông bắc huyện Phong Lộc cũng thuộc xã Phú Ninh, chu vi ước 5 dặm, phía đông có gò cát Bao La, đồi cao, xanh rậm, biển cả chạy quanh ở đông bắc, các núi triều cũng ở tây nam sông Nhật Lệ, tức là sông Đồng Hới chạy ra phá. Núi Đâu Mâu ở phía tây huyện Phong Lộc, tọa lạc ở xã Lệ Kỳ, núi gò trùng điệp, cây cối sầm uất, đỉnh cao nhọn hình như mão, Đâu Mâu khí thế hùng vĩ. Chân núi gối sông Nhật Lệ, lũy do chúa Nguyễn đắp để ngăn quân Trịnh chạy dài dưới chân lũy. Lũy Trấn Ninh và Đâu Mâu đã kiên cố lại phòng vệ, nghiêm túc đánh mãi mà không hạ nổi. Vua Bửu Hưng liền đem tất cả binh mã tới đánh Đâu Mâu, và quân trên thành dùng súng đại bác bắn xuống và lấy đá lớn quăng xuống quân Tây Sơn, lớp bị thương, lớp bị chết rất nhiều. Vua Bảo Hưng sợ muốn rút lui. Bùi Nữ Tướng không chịu, xin cho ra đốc chiến. Nhận thấy trong những khoảng có súng bắn thì không có đá quăng, mà súng thì bắn xa, dưới chân thành không bị đạn, súng lại không bắn liên tục được. Nữ tướng bèn nhanh nhẹn nhảy vào chân thành, nữ binh theo gương nhảy theo từng loạt vào tới chân thành, chuyển lên vai nhau trèo vào thành. Lính canh súng và quăng đá không đề phòng. Ở ngoài thì quân Tây Sơn cứ những nơi không có đạn đá lèn tiến vào chân thành và theo phương pháp chuyển vai mà lên. Hai bên đánh giáp lá cả, đánh từ sáng đến chiều, máu và mồ hôi ướt đẫm áo giáp. Thành sắp hạ được thì có tin thủy quân Nhật Lệ bị quân nhà Nguyễn đánh tan. Nguyễn Quang Toản hoảng hốt ra lệnh lui binh, không sao cản được. Bùi Nữ Tướng phải mở đường máu để tháo quân. Đô đốc Kiên và Tư Lệ Tiết không theo kịp, phải đầu hàng. Bửu Hưng, Nguyễn Quang Toản chạy đến Linh Giang thì bị tướng Nguyễn là Nguyễn Văn Chương chặn lại. Quân Tây Sơn không còn sức chống cự. Bùi Nữ Tướng lại một phen nữa phải xông pha nơi tên đạn để đưa Quang Toản sang sông. Về đến Nghệ An thì kẻ tùng giả không còn quá vài trăm. Bùi Nữ Tướng mình đầy thương tích, nhìn thấy đoàn nữ binh sống sót, máu me đẫm áo thì lệ anh hùng không thể ngăn được. Trong trận Đâu Mâu này, nữ tướng Huỳnh Thị Cúc đã sát cánh cùng bùi nữ tướng hợp lực chiến đấu công thành, liên kết tiết sức nhau khi mở đường máu rút quân khỏi thành và dốc hết khí lực, tài năng mới đưa được vua Cảnh Thịnh qua sông. Huỳnh nữ tướng cùng một số nữ binh còn sống ở lại chặn quân nhà Nguyễn. Sáng hôm sau, Huỳnh Thị Cúc cùng 10 nữ binh áo ướt đẫm máu về đến thành, vừa trông thấy bùi nữ tướng, Huỳnh Thị Cúc vội vã chạy đến ngã vào lòng, Bùi Nữ Tướng ôm lấy em, Huỳnh Nữ Kiệt nhìn chị lần cuối rồi tắt thở. Ở Trấn Ninh, Nguyễn Quang Thùy nghe tin đại binh rút lui thì cũng liền rút lui nhưng không qua nổi Linh Giang, phải chạy lên đường núi mà đi, hơn một tuần mới về đến Nghệ An. Anh em gặp nhau, Bửu Hưng cùng với Quang Thùy ra Bắc để Nguyễn Văn Thân ở lại giữ Nghệ An, Bùi Nữ Tướng thương tích chưa lành nên xin ở lại Nghệ An điều dưỡng. Nguyễn Phúc Ánh thắng quân Tây Sơn ở Trấn Ninh, Nhật Lệ rồi, bèn đem quân về Phú Xuân để Nguyễn Văn Chương giữ Đồng Hới, Tống Phúc Lương và Đặng Trần Thường giữ Linh Giang. Trong lúc Nguyễn Phúc Ánh đem quân ra Đồng Hới thì ở Quảng Nghĩa, Lê Văn Duyệt và Lê Chất đem quân đi lọt được vào Quy Nhơn. Lê Chất đi đường biển vào cửa An Dũ, Lê Văn Duyệt theo đường hẻm Trung Xá vượt qua núi La Sung, hợp nhau ở Bồng Sơn rồi kéo vào Quy Nhơn. Nghe tin Lê Văn Duyệt và Lê Chất đã vào được Quy Nhơn, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Huỳnh Đức ở Phú Yên kéo quân ra tiếp ứng. Quân Tây Sơn do Võ Văn Dũng, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Lộc điều khiển chia quân ra chặn đánh. Trận đánh lớn nhất là trận đánh ở Kỳ Sơn giữa Nguyễn Văn Lộc và Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Thành. Kỳ Sơn ở phía đông nam thành Quy Nhơn, đó là một hòn thổ sơn chạy dài theo hướng bắc nam, bao quanh đến vài mươi dặm, hình núi không đều, hai đầu mở rộng và cao, chính giữa hơi eo và thấp. Ở đầu phía bắc nổi lên hai đỉnh đứng song song, một gọi là Phụng Sơn, một gọi là Xuân Sơn. Ở đầu phía nam, một ngọn nửa cao suýt soát hai ngọn kia gọi là Mai Sơn. Trên núi có nhiều hòn đá to lớn và một cái hầm rộng lớn ăn sâu vào núi gọi là Quy Khanh, tức là hầm rùa, vì trước miệng hầm có hòn đá lớn giống con linh quy,
thấy núi rất là hiểm trở. Nguyễn Văn Lộc là người Kỳ Sơn, biết rõ những nơi hiểm yếu. Với 8.000 quân phục hơn 20 chỗ, đại phá được 3 vạn quân của Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Thành. Nhờ vậy mà quân nhà Nguyễn không đến gần được thành Quy Nhơn. Quân trong ngoài ra vào không trở ngại. Quân nhà Nguyễn đóng giữ mặt Bắc ở Thạch Tân và mặt Bể ở Cách Thử Thị Nại. Quân Tây Sơn cũng đóng yên ở trong và ngoài thành, gồm nhau với quân nhà Nguyễn. Chờ Trần Quang Diệu được tin quân Tây Sơn bị thua ở Nhật Lệ, Trấn Ninh, Nguyễn Phúc Ánh đã hoàn toàn làm chủ đất Thuận Hóa thì thất kinh, bàn cùng các tướng. Binh mã đã bị hao ở Trấn Ninh và Nhật Lệ quá nhiều, lực lượng ở Bắc Thành không còn mấy. Nếu Nguyễn Phúc Ánh kéo quân lên đánh thì Bắc Thành không thể trì thủ được lâu. Ta phải đem quân về cứu, kẻo Bắc Thành thất thủ nữa thì Quy Nhơn có giữ vững cũng không ích gì. Vậy nên bỏ thành Quy Nhơn. Võ tướng quân cùng tôi đem đại binh ra Bắc, Nguyễn Quang tướng quân đem binh đóng ở Dương An, Nguyễn Văn tướng quân về đóng ở Kỳ Sơn để chia bớt lực lượng của quân Nguyễn, không nên đóng quân trong thành mà bị địch bao vây. Sắp đặt xong, Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng cùng đem 3.000 quân, 80 thớt voi theo đường thượng đạo sang Lào để ra Nghệ An vào thượng tuần tháng 3 năm Nhâm Tuất. Sau khi quân Tây Sơn bị đại bại ở Nhật Lệ và Trấn Ninh, thì đất Thuận Hóa từ Hải Vân Sơn đến Linh Giang hoàn toàn thuộc về nhà Nguyễn. Ngày 2 tháng 7 năm Nhâm Tuất 1802, Nguyễn Phúc Ánh xưng đế, đặt niên hiệu là Gia Long. Lên ngôi vua rồi, Gia Long sai Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh đem vật phẩm và những ấn sách của nhà Thanh đã phong cho Tây Sơn sang nạp cho Thiên Triều và xin cho mình làm An Nam Quốc Vương thay thế Tây Sơn. Liền đó Nguyễn Phúc Ánh đem đại binh kéo đi đánh Bắc Hà, sai Nguyễn Văn Chương lãnh thủy binh, Lê Văn Duyệt và Lê Chất lãnh bộ binh đi trước. Tháng 6, quân bộ qua sông Linh Giang tiến lên đóng ở Hà Trung, quân thủy vào cửa Hội Thống, rồi cùng đánh phá các đồn lũy của Tây Sơn. Viên trấn thủ Nghệ An là Nguyễn Văn Thuận bỏ thành ra giữ đồn Tiền Lý ở Diễn Châu. Lúc bấy giờ Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng đã đến Quy Hợp, đường đi khó khăn, hết đèo lại dốc, phần Lam Sơn Chương Khí, phần rắn độc thú dữ, phần bị bọn thổ ti theo nhà Nguyễn như Hà Công Thái, Nguyễn Đình Ba đột kích, đoàn tùy tùng Trần Quang Diệu bị hao hụt dần dần. Khi đến Nghệ An thì 10 phần chỉ còn 3-4, đoàn tượng binh chỉ còn 10 thớt, tướng sĩ hầu hết đều bị sốt rét rừng, Trần Quang Diệu bị phù thủng, đi đứng khó khăn. Trần Quang Diệu kéo quân xuống Hương Sơn, tướng nhà Nguyễn là Võ Doãn Văn, Lê Đức Định dẫn man binh đến đánh bất thình lình, trở tay không kịp, quân sĩ bị giết sạch. Trần Quang Diệu cùng các bộ tướng Từ Văn Chiêu, Nguyễn Văn Giáp, Lê Văn Điểm, Nguyễn Văn Miên, Võ Văn Dũng đều bị bắt. Ở Diễn Châu, Bùi nữ tướng hay tin liền đem nữ binh đi giáp cứu. Đến Giáp Sơn thì giải cứu được, chạy đến sông Thành Chương thì bị quân nhà Nguyễn chặn đánh, quân Tây Sơn liều chết lăn xả và chém giết quân Nguyễn. Bùi nữ tướng và đoàn nữ binh xông vào đâu thì quân Nguyễn dã đến đó, nhưng mà quân Nguyễn quá là đông, quân Tây Sơn dần dần bị yếu thế. Các tùy tướng lớp bị chết, lớp bị bắt trở lại. Chỉ có Bùi nữ tướng, Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng thoát khỏi, xong Trần Quang Diệu kiệt sức không đi nổi nữa. Nữ tướng phải lo bảo vệ chồng, không rảnh tay chống cự cùng binh tướng nhà Nguyễn, nên cả hai vợ chồng đều bị sa cơ. Một mình Võ Văn Dũng thoát được, nhưng chạy ra đến Nông Cống, Thanh Hóa bị bọn Lê Văn Pháp, Phạm Ngọc Thụy kéo dân địa phương ra bắt. Một mình không chống nổi đám đông, Võ bị bắt trở lại. Trần Quang Diệu, Bùi nữ tướng, Võ Văn Dũng đều bị đóng cũi giải về Nghệ An nộp cho Nguyễn Phúc Ánh. Dọc đường, Võ Văn Dũng phá cũi thoát thân, Bùi nữ tướng không nỡ bỏ chồng, đành ở lại để cùng chết. Dẹp yên Nghệ An, Nguyễn Phúc Ánh xua quân ra đánh Thanh Hóa. Đốc trấn là Nguyễn Quang Bàn khiếp sợ mở thành đầu hàng, đô đốc Đặng Xuân Bảo cương quyết, làm tướng chỉ biết đầu hàng, rồi hô lớn, quân sĩ ai muốn theo tôi. Vài ngàn quân sĩ dạ to một tiếng rồi cùng chủ tướng xông ra thành, quân Nguyễn đông như kiến, nhưng quân Tây Sơn không chút e dè, tướng lướt đi trước. Quân đi sau giáo gươm đâm chém như mưa xối, bão táp không chống đỡ nổi. Nhưng rồi quân Nguyễn chạy ra xa dùng tên đạn bắn, xông qua mũi tên làn đạn, hết lớp này đến lớp khác quân Tây Sơn bị chết lần lần, Đặng Xuân Bảo bị trúng đạn, ngã quỵ, quân Nguyễn ùa ra bắt sống. Quân Nguyễn Phúc Ánh kéo về thành, Nguyễn Phúc Ánh dụ hàng, bảo nhất định không hàng, nhịn ăn 5 ngày không chết, bèn đập đầu vào vách, tuẫn tiết. Lấy được Thanh Hóa rồi thì quân Nguyễn Phúc Ánh rầm rộ kéo ra Bắc Thành. Lực lượng Bắc Thành bấy giờ đã quá yếu, quân Tây Sơn nghe tin khiếp đảm bỏ thành trốn gần hết. Liệu không thể chống giữ nổi, đại đô đốc Nguyễn Văn Tuyết và phu nhân là bà Trần Thị Lan đưa vua Bảo Hưng cùng gia quyến sang sông Nhị Hà, chạy lên vùng núi phía Bắc. Đô đốc Nguyễn Văn Tứ, Tư Mã Nguyễn Văn Dụng theo hộ giá. Để ngăn giặc đuổi theo, Nguyễn Quang Thùy cùng đô đốc Trương Đăng Đồ, tức là Tú Đức Hầu và phu nhân ở lại giữ thành. Thế giặc mạnh như bão táp không sao địch được, hai ông bà Tú Đức Hầu phò Nguyễn Quang Thùy chạy về ngả Sơn Tây để cho giặc đuổi theo mình chứ không đuổi theo giặc, đuổi theo vua và cung quyến. Đoàn ngự giá đến Xương Giang, đêm nghỉ ngơi nhà dân địa phương, bị kẻ bất lương đi cáo giác. Quân nhà Nguyễn kéo đến vây đánh, Nguyễn Văn Tứ và Nguyễn Văn Dũng bị tử trận. Hai ông bà đô đốc Tuyết phá được vòng vây,
Phò Sa Giá chạy được 10 dặm nữa thì quân nhà Nguyễn do Lê Chất chỉ huy đuổi kịp. Giáp mặt Lê Chất, Đô đốc Tuyết mới hỏi: "Nhà ngươi quên ơn chúa cũ?" Chất đáp: "Ngũ tử tư chỉ nhớ đến thù cha." Đô đốc truyền phu nhân phò ngựa giá chạy trước, còn mình thì kịch chiến cùng Lê Chất. Một mình Tả Xung hữu đột, quân Nguyễn núng thế toan thối lui thì một phát súng bắn trúng Đô đốc ngã nhào. Quân Nguyễn đuổi theo ngựa giá, Trần phu nhân hết sức chống cự nhưng mà ít không thắng nổi đông, cả đoàn đều bị bắt. Không thể để địch làm nhục, phu nhân bèn tự sát cùng với thái hậu Bùi Thị Nhạn. Vua Bửu Hưng cùng cung quyến đều bị giải về Thăng Long. Đó là ngày 16 tháng 6 năm Nhâm Tuất 1802. Mấy hôm sau, Nguyễn Quang Thùy và vợ chồng Tú Đức Hầu cũng bị bắt ở Tây Sơn. Nguyễn Quang Thùy đập đầu Tuẫn Tiết, Tú Đức Hầu cùng phu nhân rút gươm tự sát. Nhà Tây Sơn chính thức mất